Người khi dễ mẫu thân đều đáng chết, nếu ta có thể tu luyện, ta sẽ tự tay giết kẻ khi dễ mẫu thân. Thanh niên nhìn nữ nhân khủng bố này, ánh mắt sáng ngời lại đau lòng, thần sắc thống khổ, hữu khí vô lực, ngẩng đầu nhìn qua nữ nhân áo đen, nói. Chỉ tiếc ta liên lụy mẫu thân, là hài tử vô dụng. Sắc mặt nữ nhân dữ tợn, trong mắt lại đầy ôn nhu, ôm thiếu niên vào trong ngực, nói nhỏ. Đồ ngốc, sao ngươi nghĩ thế, nếu không có ngươi, mẫu thân đã sớm chết rồi, có ngươi mới có lý do để mẫu thân còn sống, ngươi bây giờ là tất cả của mẫu thân, bất kể như thế nào, mẫu thân sẽ che chở ngươi không có việc gì. Cái gì a hát, huyết tẩy phi linh môn. Giết không tha. Chó gà không tha. Rất nhiều đệ tử liệt hỏa môn tràn vào phi linh môn, lại phát hiện phi linh môn cũng không có người, trên 2000 đệ tử liệt hỏa môn đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mặt thì hít khí lạnh. Thật nhiều thi cốt. Trước mặt bọn họ là thi cốt chất cao như núi, nhìn rất khủng khiếp, cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Cả không gian chỉ còn lại khí huyết sát, chung quanh khí huyết sát sinh cơ ảm đạm, không gian vô cùng trầm lắng, trong khí huyết sát này, người thực lực thấp, linh hồn không đủ sẽ luống cuống. Đây là nơi nào? Cương Hỏa đứng trên không trung, hắn và thông thiên cảnh sơ giai bên cạnh đều nghi hoặc. Hoan nghênh đi vào phi linh môn. Thời điểm đệ tử liệt hỏa môn kinh hãi, một giọng nói vang lên, nó thẩm thấu từ hư không ra ngoài, hoặc từ trong cốt hải sinh ra, cảm giác ớn lạnh. Người nào giả thần giả quỷ, có giỏi cút ra đây. Cương Hỏa quát lớn. Các ngươi sắp biến thành quỷ rồi. Thời điểm giọng nói vừa dứt, cả không gian run rẩy. Ầm ầm. Không gian và thời gian chấn động, khí huyết sát chấn động dữ dội. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian trở nên thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, mặt đất nổ vang giống như muốn xé tan mặt đất. Vù vù. Khí tức lạnh giá bao phủ các nơi. Vô số hài cốt bên dưới chấn động, khí huyết sát sôi trào, khí lạnh tuyệt luân. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật khủng bố, ta nhìn không được. Là trận pháp này còn chưa bị phá, chúng ta bị mắc lừa rồi. Trong không gian tối tăm này, không ít người có tu vị cao trong liệt hỏa môn biến sắc, hoảng sợ nói. Phần phật, chỉ qua trong giây lát, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều đệ tử liệt hỏa môn, vô số cương phong quét qua không gian. Không gian vỡ ra đen kịt. Siêu, siêu. Từng tiếng xé gió vang lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ hơn 2000 đệ tử liệt hỏa môn vào bên trong, cương phong quét qua, người thực lực thấp không thể ngăn cản nổi. Xoẹt. Thời điểm cương phong đảo qua, thân thể nghiền nát, hóa thành vô số huyết vụ rơi vãi chung quanh. Nhanh phòng ngự, chạy mau. Trốn không thoát đâu, không có đường trốn, chúng ta bị bao vây. A hát. Trưởng lão cứu mạng A Hát, cứu ta. Âm thanh chạy trốn khỏi chết, tiếng kêu thê thảm và tiếng cứu mạng vang lên không dứt, cương phong vẫn tàn sát các nơi. Đáng chết. Cương Hỏa vừa rồi còn cười lạnh, mắt thấy đệ tử liệt hỏa môn biến thành huyết vụ, ánh mắt biến thành kinh hãi, đại trận khủng bố như thế, làm cho hắn chỉ có thể chống lại mà không thể làm gì. Rầm rầm rầm. Chém giết thế này quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi. 2000 đệ tử liệt hỏa môn đã hao tổn 8 phần, phá giới cảnh bắt đầu chết đi, cương phong quét qua không gian đều mang theo huyết nhục, huyết vụ bao phủ không gian. Ầm ầm, cương phong quét qua giống như cự long gào thét, những nơi đi qua, không gian phá hủy thành hư không, liệt hỏa môn có mấy ngộ chân cảnh đi theo, có 3 ngộ chân cảnh tu vị thấp không thể ngăn cản cương phong nên hóa thành huyết vụ. Phụt, còn mấy ngộ chân cảnh có thể chống lại đều phun máu tươi. Cương phong trong huyễn sát thiên cương trận rất khủng bố, trọng yếu phải trải qua mới biết, sát khí ảnh hưởng linh hồn, thậm chí còn biến thành ảo cảnh, làm cho người trong ta bị đánh chết trong mê mang. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, hơn 2000 đệ tử liệt hỏa môn chỉ còn lại 4 ngộ chân cảnh và 1 thông thiên cảnh sơ giai, còn có cương hỏa. Trên 2000 người toàn quân bị diệt, hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thoát được, chết rất triệt để. Cương hỏa hãi hùng khiếp vía. Chỉ qua mấy hô hấp ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa khủng bố như vậy, sớm biết như thế hắn làm sao dám tới đây, vội vàng lớn tiếng la lên. Dạ Xoa đại nhân cứu mạng A Hát. Huyễn sát thiên cương trận, đại trận không tệ, nhưng mà trận pháp này bố trí đã lâu, uy lực kém đi không ít, sát khí cũng không đủ, bằng không còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Thời điểm cương hỏa dứt lời, một giọng nói như u hồn phiêu đãng trong huyễn sát thiên cương trận, lập tức cường phong quét qua.
hai đạo thân ảnh quán không trở lại xuất hiện trước mặt đám người Cương Hỏa. Lúc nữ tử áo đen xuất hiện, phất tay có mấy đạo năng lượng rơi xuống, lập tức bao phủ quanh Cương Phong. Bành bành! Từng tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang vọng, không gian run lên, Cương Phong khủng bố quét qua không gian, phạm vi mấy trăm mét là không gian hư vô đen kịt. Huyễn sát thiên cương trận của ngươi vô dụng với ta, ta muốn phá trận cũng không phải rất khó khăn, ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian, xuất hiện đi. Nữ tử áo đen đứng đó, bên người còn mang theo thiếu niên mười mấy tuổi. Huyễn sát thiên cương trận đối với ta vô dụng, ta muốn phá trận cũng không khó khăn. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, xuất hiện đi. Nữ nhân mặc y phục màu đen đạp không mà đứng, theo sau bên người nữ nhân này là một thanh niên chừng 20 tuổi. Chỉ là thân thể lại giống như chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Siêu siêu. Khi nữ nhân này vừa mới dứt lời, không gian run rẩy dần dần dẹp loạn, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trên không trung, đạp không mà đứng, trường bào màu xanh trên người tung bay, toàn thân có sát khí nhàn nhạt quanh quẩn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, sau đó là vẻ ngưng trọng. Tu vi thật mạnh. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được tu vi của người này sợ rằng không dưới ma linh yêu nữ bao nhiêu, khí tức không sai biệt lắm với Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn. So với Phạm Sài sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, có lẽ còn không có chênh lệch. Tu vi, khí tức như vậy Lục Lâm Thiên tự nhiên biết rõ đại biểu cho điều gì, nữ nhân có khuôn mặt khủng bố này tu vi hơn phân nữa đã tới đại đạo, loại người có tu vi như vậy thực lực quá mức khủng bố. Đồng thời nữ nhân này còn có thể phá huyễn sát thiên cương trận. Không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh, trên không trung, đệ tử Phi Linh Môn nhìn biển xương trên không trung, vừa rồi bên trên truyền đến tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu thê lương, còn có huyết phụ nhuộm đỏ không gian lờ mờ, tất cả chuyện này mọi người đều nhìn thấy rõ, cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì. Siêu siêu, người của Phi Linh Môn lập tức rơi vào sau lưng Lục Lâm Thiên, đám người Kim Viên, Bạch Kim Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng cũng đứng ở sau lưng Lục Lâm Thiên. Mắt nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bạch Kinh Đường là người từng trải, nhìn mấy người còn lại của Liệt Hỏa Môn, trong lòng chấn động, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Trưởng môn, thực lực bọn họ không kém, chúng ta làm thế nào bây giờ? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ma linh yêu nữ lần này đang bế quan, nếu như có yêu nữ kia ở đây hắn cũng không cần lo lắng quá mức, thực lực của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố này tuy rằng mạnh. Thế nhưng cũng không phải hắn không có át chủ bài, không đến mức khoanh tay chịu chết. Lục Lâm Thiên nheo mắt, nhìn Bạch Kinh Đường nói. Hành sự theo hoàn cảnh. Hỗn trướng, giết người Liệt Hỏa Môn ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Cương Hỏa cúi đầu nhìn 6 người còn lại bên cạnh, những người khác đều bị đánh chết cho nên ánh mắt nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên tràn ngập vẻ giận dữ. Trong lòng Lục Lâm Thiên âm trầm, ngẩng đầu nhìn Cương Hỏa lạnh nhạt nói. Sợ rằng bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cương Hỏa đã sớm quét qua đám người Phi Linh Môn, dưới tâm thần dò xét, dường như cũng không có nữ tử có độc công khủng bố như trong lời đồn cho nên lá gan lập tức lớn hơn không ít, giận dữ trong lòng càng lớn, lạnh lùng quát. Một ngộ chân cảnh nho nhỏ, muốn chết. Dứt lời, Cương Hỏa lập tức có hành động, dưới giận dữ ngập trời, bàn chân đạp mạnh không trung, gợn sóng trong không gian vỡ nát, khí tức nóng bỏng đại thịnh. Thân thể giống như mũi tên rời cung xẹt qua không gian mang theo một mảnh tàn ảnh đỏ rực phóng về trước người Lục Lâm Thiên. Trong sát na, bàn tay khẽ phất một cái, một đạo chảo ấn trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo chảo ấn này mang theo 5 vết nứt không gian đen kịt, trong sát na đánh xuống đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Cả không gian trong chốc lát giống như một bếp lò, chảo ấn đánh xuống, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức bị xé nát. Thân thể Lục Lâm Thiên hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng lại không có bất kỳ một chút máu tươi nào bay ra, thân thể lập tức tiêu tán, biến mất không thấy. Ồ! Trong ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố kia hiện lên vẻ nghi hoặc, thì thào nói. Là áo nghĩa thời gian sao? Là tàn ảnh. Cương Hỏa xé nát thân thể Lục Lâm Thiên, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Cùng lúc, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện sau lưng Cương Hỏa, thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc quang mang màu lam cơ nơ thân lóe lên, lao ngục thời không thuộc tính thủy lập tức tràn ra. Ấp mầm. Lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng giống như thiên địa rung chuyển, không gian đột nhiên run lên.
một cỗ khí thức lạnh lẽo giống như kéo theo phiến thiên địa này trong nháy mắt bao phủ lấy cương hỏa vào bên trong. Đối với thân phận của cương hỏa này, Lục Lâm Thiên khi thiên tri ể siêu linh thuật dò xét trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn đã biết được. Cho nên hắn vừa mới nhìn đã lập tức nhận ra, hắn ngưng tụ ra lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng là bởi vì cương hỏa chính là thuộc tính hỏa, ngũ hành tương khắc có tác dụng áp chế cực lớn. Chỉ trong nháy mắt, quang mang màu lam trong lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng đại thịnh, lạnh lẽo thấu xương, trong không dân tức thì có băng xương lan tràn, nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên giảm xuống, khiến cho người ta có cảm giác rơi vào trong hầm băng vậy. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tới tận cùng lan tràn, dường như ngay cả năng lượng thiên địa trong phiến không gian này cũng bị đóng băng, không gian chung quanh lập tức nứt vỡ, cả không trung gió nổi mây phun. Cương hỏa bị nhốt ở trong đó nghi hoặc không thôi, quanh thân thúc dục ra một không gian bằng hỏa diễm cuồn cuộn, ngăn cản khí tức lạnh lẽo ở bên ngoài. Chỉ là dưới hàn khí này, không gian hỏa diễm của hắn dường như trong lúc vô hình đã bị áp chế, giống như là gặp khắc tinh trời sinh, liên tiếp lui lại. Ồ, cương hỏa ngày càng nghi hoặc, hàn khí quỷ dị trong này có một cỗ lực lượng khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn giống như động lại, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn đối phương rất nhiều, thế nhưng khí tức lạnh lẽo này hắn khó có thể ngăn cản. Cùng lúc còn có nhiều loại công kích quỷ dị lan tràn tới, khiến cho tâm thần của hắn không thể tập trung, luống cuống tay chân. Thông thiên cảnh trung giai chỉ có vậy thôi sao? Trong giây lát, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, tiếng quát cuồn cuộn truyền ra. Toàn thân chẳng biết từ khi nào đã được thanh linh khải giáp bao phủ, khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn, thủ ấn đánh về phía cương hỏa đang bị lao ngục thời không làm cho tâm thần không tập trung, luống cuống tay chân. Ầm ầm, thủ ấn của Lục Lâm Thiên vỗ xuống, không gian lao ngục thời không thuộc tính thủy đang run rẩy bỗng nhiên co rút lại, cả phiến không gian lớn trực tiếp bị đóng băng, nhanh chóng hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ ước chừng hơn ngàn thước. Ầm ầm. Ngọn núi băng cực lớn này đập về phía cương hỏa, những nơi nó đi qua gợn sóng trong không gian không ngừng vang lên tiếng răng rắc như không chịu nổi áp lực, từng khe nứt giống như mạng nhện lấy ngọn núi băng này làm trung tâm rồi lan tràn ra chung quanh. Không gian quanh ngọn núi băng cực lớn này trực tiếp đóng băng rồi hóa thành mảnh vỡ, hư không đen kịt cực lớn hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt có thể đóng băng tất cả không gian. Giờ phút này cương hỏa căn bản không kịp thoát thân. Trong không gian này có nhiều loại công kích quỷ dị, trực tiếp khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi trói buộc. Ngọn núi bằng băng khổng lồ trực tiếp bao phủ hắn, ánh mắt cương hỏa trầm xuống, thủ ấn trong chốc lát biến hóa, vô số hỏa diễm tràn ngập ở không gian chung quanh tức thì hội tụ, dưới áo nghĩa thuộc tính hỏa ngập tức hội tụ thành một đầu dị thú cực kỳ dữ tợn bằng hỏa diễm. Thân thể đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm này giống như kết nối giữa trời và đất, trong lúc mơ hồ mang theo thú uy chấn động nhân tâm. Tăng thêm uy áp giai vị của thông thiên cảnh trung giai khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Ngao! Đầu dị thú dữ tợn khổng lồ rít gào, không gian chung quanh thân thể hiện ra vết nứt không gian đen kịt, trong không trung có vô số năng lượng nóng bỏng lan tràn khiến cho không gian gần như sắp nứt vỡ từng khúc. Trong không gian nóng bỏng chung quanh toát ra xương trắng, trong nháy mắt va chạm với ngọn núi băng cực lớn kia. Phanh phanh! Cả hai giống như thiên thạch va chạm vào nhau. Năng lượng giống như vòng cung lan tràn, không gian trực tiếp bị san bằng thành hư không. Đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm bắt đầu bị vỡ nứt từ trên đầu xuống, ngọn núi bằng băng cũng bị vỡ nát, khí tức lạnh lẽo thấu xương cùng với hỏa diễm nóng bỏng giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Dưới kình khí lạnh lẽo đáng sợ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biến thành băng xương, từng vết nứt không gian đen kịt hiển hiện, đồng thời lập tức phá hủy khí tức nóng bỏng. Công kích như vậy khiến cho mọi người rung động, mà nay cả ánh mắt của nữ tử khủng bố áo đen kia cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thực lực cương hỏa như vậy nàng cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái, thứ nàng rung động chính là thực lực của Lục Lâm Thiên. Tu vi ngộ chân cảnh cao giai không ngờ lại có thể thúc dục ra công kích mạnh mẽ như vậy. Phanh! Ngọn núi bằng băng cực lớn triệt để bị đánh nát. Hư ảnh đầu dị thú giữ tợn bằng hỏa diễm còn thừa một chút nhanh chóng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Xoạt xoạt. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị bắn ngược lại phía sau, sau vài trăm thước, bàn chân đạp mạnh hư không, mượn lực mới có thể đứng vững lại được. Thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm không ít, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khó miệng không nhịn được mà có máu tươi lặng lẽ tràn ra. Thân thể to lớn của cương hóa chỉ lùi lại mấy bước rồi lập tức ổn định thân thể,
nhìn thân thể Lục Lâm Thiên vừa mới ổn định, ánh mắt hắn kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí có thể còn đột phá chưa lâu, thế nhưng thực lực này lại đủ để chống lại thông thiên cảnh sơ giai, có thể vượt cấp chống lại, thiên phú cực kỳ khủng bố. Mà lực phòng ngự của đối phương dường như cũng rất biến thái. Thực lực của trưởng môn thật cường hãn a. Đệ tử Phi Linh Môn đã sớm lùi ra xa, nhìn thấy trưởng môn và người có tu vi thông thiên cảnh kia giao thủ, Bạch Kinh Đường có thể biết rõ sự khủng bố bên trong, ánh mắt rung động thật sâu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức tái nhợt, trong miệng lại có máu tươi tràn ra, thân thể lăng không mà đứng, ánh mắt biến ảo không ngừng, một kích vừa rồi Lục Lâm Thiên đã dùng toàn lực, dưới tình huống bình thường tuyệt đối có hát tia chống lại tu luyện giả TCC sơ giai. Thế nhưng đối mặt với cương hỏa này, đúng như trong dự liệu của Lục Lâm Thiên, thực lực của hắn không có cách nào chống lại thông thiên cảnh trung giai, khoảng cách quá xa, khó có thể vượt qua. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không quá sợ, ít nhất người có tu vi thông thiên cảnh trung giai còn không có cách nào giết được hắn, người khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân áo đen kia, đó mới là người có thực lực mạnh nhất. Từ trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn Lục Lâm Thiên cũng không tìm ra được một chút tin tức nào về người này. Thông thiên cảnh trung giai cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Lâm Thiên vặn tay, nhìn cương hỏa và nữ nhân áo đen kia nói. Nếu như nữ nhân áo đen kia ra tay, nhất định hắn sẽ vận dụng con át chủ bài cuối cùng. Một chiêu đánh xuống ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng không làm gì được, ngược lại còn bị ép có chút chật vật, cương hỏa ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử hung hăng càn quấy, đợi một lát nữa ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Tiếng quát vừa dứt, cương hỏa nhìn người của Phi Linh Môn rồi cười lạnh phất tay. Trong Phi Linh Môn không còn cường giả, giết cho ta, một kẻ cũng không tha. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai lập tức nhảy ra, sau đó là bốn người có tu vi ngộ chân cảnh cũng mang theo vẻ mặt lạnh lẽo nhảy ra. Trong tâm thần dò xét mấy người này phát hiện ra trong Phi Linh Môn không còn cường giả, bởi vậy cũng yên lòng động thủ. Hừ, động thủ thì sao? Bạch Kinh Đường quát nhẹ một tiếng, cũng không chịu cam lòng rớt lại phía sau, nguyên lực thuộc tính phong bàng bạc tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không đánh văng gợn sóng trong không gian, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra. Thủ ấn kết xuất, nguyên lực trên bàn tay hội tụ. Một đạo trưởng ấn khổng lồ lập tức chụp về phía người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa môn. Lúc này Bạch Kinh Đường cũng đã đột phá thông thiên cảnh cho nên cũng muốn thử xem thực lực của mình ra sao. Đương nhiên hắn cũng không sợ người có tu vi đồng cấp trong đám người đối phương. Ánh mắt của người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai liệt hỏa môn kia nhảy lên, khí tức lạnh lẽo khởi động, lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn bằng băng. Phanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm giống như thiên thạch khiến cho trong không gian chung quanh xuất hiện từng vết nứt không gian. Khí tức cuồng bạo lập tức rít gào, cả không trung đung đưa không ngừng. Hôm nay phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Cùng lúc, bốn người có tu vi ngộ chân cảnh còn lại cũng đánh ra, người dẫn đầu sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể phóng thẳng về phía đám người Phi Linh Môn. Nắm tay nắm chặt, nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, cả không gian gió nổi mây phun. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra khiến cho cả không trung run lên. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống không trung, trong giây lát đánh về phía đám người Phi Linh Môn. Phanh! Quyền ấn này lướt ra dẫn động năng lượng thiên địa ép àng bạc, uy thế khủng bố kinh người lan tràn. Không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt trong gợn sóng không ngừng lan tràn ra chung quanh. Một quyền như vậy nếu như đánh xuống, sợ rằng sẽ có không ít đệ tử Phi Linh Môn sẽ trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Hung hăng càn quấy cái rắm, đại thiên thiên viên nộ. Cùng một lúc, Kim Viên đã sớm tức giận, một tiếng hét lớn từ trong miệng truyền ra, nguyên lực trên người tuôn trào, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, thân thể trực tiếp phóng về phía trước. Một cỗ năng lượng áo nghĩa thuộc tính thổ bàng bạc khuếch tán ra không gian chung quanh, trực tiếp bao phủ mảnh không gian này, uy thế kinh người trong sát na lan tràn, khiến cho cả không gian trong thoáng chốc mất đi trọng lượng. Oanh! Thân thể Kim Viên được quang mang màu vàng bao phủ, cũng không biết là thúc dục loại công kích nào, dường như đang trong bế quan khổ tu, vô số xương cốt màu trắng phía dưới trong giây lát bay lên, mặt đất nổ vang. Sau đó một hình dáng hiện lên trong đống xương trắng, giống như là từ tổng lòng đất chui ra, khí tức nặng nề khiến cho lòng người sợ hãi, không gian cứng lại. Lập tức một đầu cự viên xuất hiện trên mặt đất. Đầu thạch viên này khổng lồ như núi. Có vài phần tương tự với bản thể của Kim Viên,
cao chừng mấy trăm trượng, thân thể cực lớn kéo dài qua không gian, trực tiếp ngăn cản đám người ngộ chân cảnh đang hừng hực khí thế phóng tới. Ngao! Khi kim viên vừa mới dứt lời, thạch viên được ngưng tụ trong đống xương trắng lập tức rít lên một tiếng giống như long ngâm. Thân thể khổng lồ xuất hiện, không gian chung quanh như cứng lại, mất đi trọng lượng. Một đạo quyền ấn cực lớn quét ngang phía trước. Đạo quyền ấn này đánh ra, không gian ven đường nứt vỡ, đạo quyền ấn này trực tiếp xé rách không gian, mang theo thanh âm trầm thấp bạo liệt bắn thẳng đến đám người có tu vi ngộ chân cảnh của liệt hỏa môn. Hai đạo quyền ấn va chạm, quyền ấn của người có tu vi ngộ chân cảnh so với quyền ấn của thạch viên kia chẳng khác nào là con kiến với con voi va chạm với nhau, chỉ là lực lượng bên trong lại không kém bao nhiêu, chỉ là vẫn không có thể chống lại, quyền ấn trực tiếp nổ tung, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng xương cốt nứt vỡ. Phụt! Máu tươi trong miệng người này phun ra, một quyền phá nát không gian của thạch viên nhanh chóng hung hăng đập nát thân của môn nhân liệt hỏa môn có tu vi ngộ chân cảnh thành mảnh vỡ, trong lúc nguy cấp chỉ có một đạo hồn anh được chạy ra, bản thân người này dường như đã sớm không còn có linh hồn phân thân. Phụt! Một quyền của đầu thạch viên này không ngờ lại cường hãn như vậy, cường hãn khiến cho người ta rung động. Ken két! Thế nhưng cùng lúc này, ba người có tu vi ngộ chân cảnh đã đánh tới, nguyên lực minh mông khuếch tán, trực tiếp muốn huyết tẩy người phi linh môn. Trong phi linh môn hiện tại cũng không phải là không có người có tu vi ngộ chân cảnh, thậm chí còn có nhiều, thế nhưng cấp độ cũng không cao. Thạch Ngọc Đồ còn đang bế quan, Kim Viên cũng vừa mới đánh chết đối thủ. Đám người bàn xấu hòa thượng tuy rằng tu vi hơi thấp, thế nhưng cũng không sợ, cả đám đang muốn phóng ra, thế nhưng trong nháy mắt này cả không gian bỗng nhiên run lên, trong không gian lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Không gian run rẩy, khí tức lan tràn, đầu quái vật khổng lồ này xuất hiện, đây là một đầu chiếm hạm toàn thân có bí văn quanh quẩn, phía trước là cái đầu hổ dữ tợn, một cỗ khí tức hung hãn nhanh chóng lan tràn khiến cho người ta nhìn qua đều cảm giác được bản thân nhỏ bé ra sao. Giống, đây chính là phi hổ chiến hạm của Lục Lâm Thiên không có một chút nhúc nhích nào, dưới sự khống chế của tâm thần, hai cánh khổng lồ ở hai bên chiến hạm vỗ cánh bay lên. Trong sát na, cái đầu hổ dữ tợn phía trước giống như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn. Trong cái miệng hổ dữ tợn đột nhiên có ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Siêu siêu siêu. Ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như sóng xung kích, cả phiến không gian lớn đột nhiên cứng lại, sau đó trong nháy mắt ba đạo quang mang bằng năng lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người có tu vi ngộ chân cảnh của liệt hỏa môn. Không xong. Ba người có tu vi ngộ chân cảnh không may này dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, chỉ là lúc này đã không còn kịp. Phanh, phanh, phanh. Trong sát na, ba đạo quang mang bằng năng lượng ở trước mặt ba người nổ tung, không gian bị nghiền nát, lỗ đen trực tiếp xuất hiện, ba thanh âm kinh thiên vang vọng, một mảng lớn xương cốt màu trắng ở dưới không trung hóa thành bột phấn, hiện ra một mảng lớn khe nứt dưới mặt đất, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Phanh. Trong mắt ba người có tu vi ngộ chân cảnh của liệt hỏa môn hiện lên vẻ kinh hãi, cùng lúc đó thân thể ba người cũng trực tiếp vỡ nát trong không gian, ầm ầm hóa thành mảnh vỡ, máu tươi rơi vãi xuống dưới. Khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập không trung, động tĩnh khủng bố khiến cho lòng người rung động, ba người có tu vi ngộ chân cảnh trực tiếp bị diệt sát, thần hồn cũng ị diệt. Chuyện này khiến cho nữ nhân áo đen kia nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà Cương Hỏa lại nổi giận không thôi, trong mắt tràn ngập sát ý, bốn người có tu vi ngộ chân cảnh trong nháy mắt dễ dàng bị diệt sát, lúc này hắn tới phi linh môn vốn mang theo tư thế mạnh mẽ đi tới, hiện tại lại toàn quân bị diệt a. Tổn thất thảm trọng như vậy, coi như hắn diệt được phi linh môn trở về, tới lúc đó cũng không có cách nào báo cáo kết quả được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn hưng phấn, kích động không thôi. Dễ dàng đánh những người có tu vi ngộ chân cảnh thành mảnh vỡ, lần này toàn quân liệt hỏa môn tới đây đều bị diệt sát. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, thân thể đứng yên không nhúc nhét hc, khóe miệng thì lại nở nụ cười lạnh lẽo. Hỗn trướng, ta phải nghiền nát ngươi thành cho bụi. Cương Hỏa giận dữ, trong mắt như muốn phun ra lửa, thân thể cũng giống như nổi điên, thân thể to lớn xẹt qua không gian lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Nguyên lực thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra. Thân thể tựa như một hỏa cầu nóng bỏng, mang theo hỏa diễm nóng bỏng lao thẳng tới Lục Lâm Thiên. Hư lao thời không. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, phất tay một cái, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra, khí tức bắt đầu lan tràn, thời không giống như loạn,
gợn sóng lấy bản thân Lục Lâm Thiên làm trung tâm bắt đầu cuồn cuộn, khiến cho cả không Gina run rẩy không ngừng. Tiếp đó, lấy thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm, không gian chung quanh lập tức loạn, áo nghĩa không gian cùng với lực lượng áo nghĩa thời gian tràn ngập bên trong. Chung quanh không gian dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, cung quanh xuất hiện hư không đen kịt. Ồ, áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian, trên thân kẻ này tại sao lại có nhiều áo nghĩa như vậy? Nữ nhân mặc áo đen nhìn chung quanh lập tức nhận ra, dường như chỉ cần cương hỏa không chết nàng cũng không quan tâm, dù sao liệt hỏa môn cũng không có quan hệ quá lớn với nàng, ngược lại nàng cực kỳ tò mò với Lục Lâm Thiên. Siêu! Trong không gian loạn, thân thể cương hỏa lập tức bị ngăn cản, áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian bao phủ thân thể hắn vào bên trong, giống như hắn bị vây trong một vũng bùn. Đây không phải là công kích nguyên lực mà hoàn toàn là công kích áo nghĩa. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian đều là một trong bốn đại áo nghĩa, lúc này áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian dung hợp tạo thành công kích trong không gian khiến cho cương hỏa càng không có cách nào thoát thân. Siêu siêu! Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động. Trong không gian loạn, thời gian loạn có từng vết nứt không gian đen kịt giống như là quang nhân lan tràn, vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả những nơi nó đi qua. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian. Cương hỏa cũng khiếp sợ, thậm chí bắt buộc phải bố trí một kiện khải giáp bằng hỏa diễm, ánh mắt ngưng trọng. Trong không gian này hắn bị trói buộc khắp nơi, cho nên hắn bắt buộc phải dùng toàn bộ nguyên lực chống đỡ. Không gian chấn động, nứt vỡ từng khúc. Vết nứt không gian đen kịt không có cách nào lan tràn tới gần thân thể hắn, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc, giam cầm của không gian này. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng, mọi người nhìn xuống, thân thể Lục Lâm Thiên xảy ra biến hóa, khí tức đại thịnh, thân thể bành trướng, mở rộng, lập tức hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ đang đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đao. Điện mang trên lân phiến quanh quẩn, uy thế kinh người. Cái này là thủ đoạn gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc, khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc. Thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, điện mang quanh quẩn. Nếu nhìn vào có thể nhận ra trên hổ trưởng bên phải xuất hiện đoàn quang mang màu vàng lớn chừng mười mấy thước, quang mang thu liếm, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Ngao! Tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên dễ dàng xẹt qua không gian, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện bên người cương hỏa, trong hư lao thời không, cương hỏa bị nhốt trong không gian, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Sau khi huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, sau lưng thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên tràn ngập kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông tràn ngập không gian khiến cho cả không Gina run rẩy. Lung lay giống như sắp đổ, khí tức sát phạt lạnh lẽo lan tràn trên thiên địa. Nhiều áo nghĩa như vậy, người này rốt cuộc là người nào? Nữ tử áo đen nhìn lên trên không trung, còn chưa định ra tay. Cương hỏa bị vây hãm trong hư lao thời không, tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung giai, thế nhưng dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này hắn cũng cảm thấy có chút run sợ. Toàn thân trong lúc vô hình giống như bị thứ gì đó áp chế, áo nghĩa và nguyên lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng. Duệ kim hồn đao. Sau khi Lục Lâm Thiên hổ biến rồi xuất ra huyết lục khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa tạo thành một đao đánh về phía trước. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo xẹt qua không trung, ẩn chứa lực lượng linh hồn vô hình phô thiên cái địa chút xuống. Nộ hỏa hồn đao. Hậu thổ hồn đao. Hàn băng hồn đao. Quỷ mộc hồn đao. Từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, từng đạo đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Siêu 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 siêu. Từng đạo đao mang cắt nát không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt, đao mang giống như lũ quét đột nhiên bộc phát mang theo quang mang màu vàng chói mắt cùng với thanh âm sắc bén, chói tai phóng về phía trước. Những nơi đao mang màu vàng đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run rẩy không ngớt, công kích sắc bén lạnh lẽo như vậy khiến cho người ta nhìn qua cũng hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy. Cả không gian cơ hồ bị đao mang màu vàng phô thiên cái địa bao phủ, nhiều loại áo nghĩa tràn ngập. Không gian mất đi trọng lượng, tràn ngập sự lạnh lẽo, chặt đứt sinh cơ, sắc bén không thôi. Người càng có thực lực mạnh thì càng có thể cảm nhận được bên trong đao mang màu vàng ngập trời kia ẩn chứa bao nhiêu công kích sắc bén, lạnh lẽo. Giờ phút này thậm chí ánh mắt của cương hỏa còn ngưng trọng tới mức tận cùng, trong chốc lát xuất ra một thanh trường đao bằng linh khí.
hỗn trướng, tưởng ta không làm gì được ngươi sao, ngươi sẽ đẹp mặt. Cương hỏa rít gào liên tục, hai mắt oán hận, giận dữ, từng đạo đao mang va chạm với hư lao thời không. Siêu siêu, trong không gian hỗn loạn, cả không gian ầm ầm run rẩy, đao mang phô thiên cái địa bắn ra, cắt ra từng vết nứt không gian đen kịt. Vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, lập tức va chạm vào một chỗ, cả không gian tức thì hóa thành mảnh vỡ. Ken két, tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị phá hủy, quang mang màu vàng chói mắt cùng với đao mang bằng hỏa diễm va chạm với nhau, kinh khí khủng bố tới tận cùng giống như cơn lốc tê ừ trong không gian bị nghiền nát lan tràn ra. Khi không gian khôi phục lại, lân phiến trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên Dạn nứt ra một mảng lớn, vết máu từ trong lân phiến tràn ra, khóe miệng hắn lần nữa có máu tươi ứa ra. Phụt! Khi thân thể cương hỏa hiện lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thanh trường đao bằng linh khí lập tức kêu răng rắc một tiếng rồi rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khải giáp bằng hỏa diễm trên người cương hỏa có vô số đao mang rậm rạp, chằng chịt, máu tươi tràn ra, cũng không khá hơn Lục Lâm Thiên là bao. Thực lực của trưởng môn thật là khủng khiếp. Bạch Kinh Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng cùng với những người khác nhìn thân thể cự khổng lồ trước mắt, tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Trưởng môn dùng tu vi ngộ chân cảnh cao giai lại có thể trực tiếp chống lại người có tu vi thông thiên cảnh trung giai, còn không chịu thiệt. Thông thiên cảnh trung giai mạnh bao nhiêu bọn họ không khó biết rõ, cho nên trong lòng tự nhiên vô cùng kinh hãi. Trưởng môn quá biến thái. Đệ tử phi linh môn đều nuốt một ngụm nước bọt, nhiệt huyết sôi trào. Cương hỏa phiền muộn, oán hận, kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao hắn có tu vi thông thiên cảnh trung giai. Thế nhưng ở trước mặt tiểu tử chỉ có tu vi ngộ chân cảnh cao giai này lại bị áp chế khắp nơi, thậm chí vừa rồi còn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thông thiên cảnh trung giai, chỉ được như vậy thôi sao? Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên khom người xuống, giống như muốn vổ môi, ánh mắt lạnh lẽo không thôi. Thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này lại rất rõ ràng, người có tu vi thông thiên cảnh trung giai hắn cũng khó có thể làm gì được người ta. Vừa rồi tuy rằng hắn đã nhân cơ hội làm bị thương cương hỏa, lợi dụng sự cường hãn của huyết lục, thậm chí còn chém nát linh khí của đối phương. Chỉ là bản thân hắn cũng bị thương, nếu không phải phòng ngự của bản thân biến thái thì vừa rồi đã lành ít dữ nhiều. Vừa rồi là hoàn toàn dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể mà thôi. Tiểu tử, người hung hăng càn quấy như vậy nhất định sẽ chết. Cương hỏa giận dữ, mắt nhìn Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý. Lập tức quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Nếu như vừa rồi Dạ Xoa này ra tay mà nói, liệt hỏa môn tuyệt đối không tổn thất thảm trọng như vậy, đáng tiếc Dạ Xoa này lại không có ý tứ ra tay. Chỉ là cương hỏa cũng không dám vô lễ với Dạ Xoa, có oán hận hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, miệng nói. Dạ Xoa đại nhân, tới lúc này đại nhân còn chưa ra tay sao? Ngươi cũng không nói cho ta ra tay nha. Các ngươi thích chịu chết chẳng lẽ ta còn phải ngăn cản sao? Thanh âm của nữ nhân mặc y phục màu đen giống như u hồn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cương hỏa, lại nói với thanh niên bên người. Thái A, tự chiếu cố mình đi, mẫu thân đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, nữ nhân mặc y phục màu đen dường như cũng hiểu được thứ gì đó, thân ảnh lóe lên, lập tức giống như quỷ dị xuất hiện trước người cương hỏa, ánh mắt trên khuôn mặt khủng bố khiến cho người ta run rẩy nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thanh âm như u hồn phiêu đáng, nói. Tiểu tử nhà ngươi thiên phú rất tốt, trên người mang ba đại áo nghĩa không gian, thời gian, linh hồn kỳ lạ. Còn biết áo nghĩa thuộc tính, thiên phú như vậy nếu như ở bên ngoài, nếu như có thể sống tốt thật sự không biết ngươi sẽ phát triển tới tình trạng nào. Lục Lâm Thiên cũng không có kỳ quái bao nhiêu, hắn đã thi triển không ít áo nghĩa, lại không che giấu, bí mật trên người bại lộ không ít, cho nên hắn mới nhìn nữ nhân khủng bố này nói. Tiền bối không phải là người của liệt hỏa môn đúng không? Cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đỡ Upsilon, C này, nếu như tiền bối không nhúng tay vào vũng nước đỡ Upsilon, C này ta vô cùng cảm kích. Nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố cười cười, không cười thì thôi, thế nhưng một khi cười lên càng khiến cho người ta rợn tóc gáy, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút lễ phép, gần đây ta không thích nhúng tay vào vũng nước đỡ Upsilon, C. Thế nhưng lần này ta cũng không có biện pháp. Phải diệt phi linh môn, các ngươi cũng có thể lựa chọn tự bạo, ta đã phí nhiều khí lực. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên thu liếm, khôi phục tới hình thái thứ nhất của thanh linh khải giáp,
trên người có không ít miệng vết thương, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen nói. Tiền bối, nếu như người không nghe ta khuyên bảo vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên biết rõ thực lực của nữ nhân áo đen này tuyệt đối đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết hắn có át chủ bài cuối cùng. Một khi xuất ra át chủ bài, có lẽ muốn đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này cũng đủ. Nữ nhân mặc y phục màu đen cười cười, hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười vô cùng khủng bố, ánh mắt giống như lệ quỷ nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Xem ra ngươi còn nắm chắc, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi có còn át chủ bài gì. Lục Lâm Thiên nheo mắt, tâm thần dò xét trong nhẫn chữ vật, định tùy thời vận dụng át chủ bài. Ánh mắt nữ nhân mặc y phục màu đen cũng dần dần trầm xuống, khí tức tập trung lên trên người Lục Lâm Thiên, toàn thân có một cỗ khí tức giống như u hồn lan tràn ra, khí tức sát phạt, máu tươi tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian bỗng nhiên căng cứng lại, tự nhiên tràn ngập áp lực. Thanh âm bạo liệt do Bạch Kinh Đường cùng với một người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa môn giao thủ cũng không thể xuyên thấu qua không gian. Không gian chung quanh Lục Lâm Thiên cùng với nữ nhân mặc y phục màu đen đã bắt đầu lặng lẽ vặn vẹo. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt sâu của nữ nhân mặc y phục màu đen hiện lên vẻ chấn động, lập tức có một cỗ khí tức âm hàn khổng lồ thành hình. Chỉ một thoáng cả không gian run rẩy, bỗng nhiên thiên hôn địa ám, không gian lạnh lẽo giống như cửu u địa ngục. Trong lúc mơ hồ còn có thanh âm giống như quỷ khóc thần sâu truyền ra. Áo nghĩa chi nguyên, trên người nữ nhân này còn có một loại áo nghĩa chi nguyên kỳ lạ. Cảm nhận khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên kinh ngạc. Trên người nữ nhân này có áo nghĩa chi nguyên, trong thế giới này có vô số áo nghĩa, thế nhưng mỗi một loại áo nghĩa ở nơi nào cũng có, thế nhưng ở trong một thế giới chỉ có một phần áo nghĩa chi nguyên mà thôi. Ai lĩnh ngộ trước chính là của kẻ đó. Hoặc là đánh chết kẻ sở hữu trước đó rồi dung hợp. Áo nghĩa chi nguyên cùng lĩnh ngộ áo nghĩa hoàn toàn là hai việc khác nhau, trong 3.000 đại thiên thế giới này áo nghĩa chi nguyên cũng không nhiều, ai có áo nghĩa chi nguyên ở thân thì đại biểu cho việc sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người có tu vi đồng cấp. Chẳng khác gì nói người mang áo nghĩa chi nguyên chính là tồn tại đỉnh tiêm, thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người đồng cấp. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc chính là, áo nghĩa chi nguyên này là một loại áo nghĩa mà Lục Lâm Thiên chưa thấy qua. Áo nghĩa âm hàn này vô cùng khủng bố khiến cho linh hồn người ta cũng không thấy thoải mái, nguyên lực trên người nữ nhân này bởi vậy cho nên mới trở thành nguyên lực âm hàn. Trong 3.000 đại thiên thế giới, Lục Lâm Thiên đã sớm biết được một ít tình huống, cơ hồ tất cả áo nghĩa trong 3.000 đại thiên thế giới chính là linh hồn, không gian, vật chất, thời gian, còn có những áo nghĩa như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ là bên trong tất cả áo nghĩa này phần đông tu luyện giả thường lĩnh ngộ bốn áo nghĩa là chủ yếu. Bốn đại áo nghĩa này theo thứ tự chính là thổ, thủy, hỏa, phong. Mà áo nghĩa thuộc tính mộc, thuộc tính kim đều liệt vào áo nghĩa khó gặp, thế nhưng không có nghĩa là không có. Cho nên Lục Lâm Thiên vận dụng thuộc tính kim, có người kinh ngạc nhưng cũng không quá giật mình. Trong 3.000 đại thiên thế giới này có một ít tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ cũng không phải là việc hiếm thấy, vô cùng bình thường. Người lĩnh ngộ áo nghĩa lạ rất ít, cũng không nhiều lắm, thậm chí còn ít hơn tu luyện ra lĩnh ngộ bốn đại áo nghĩa, thế nhưng đồng thời thực lực của những tu luyện giả lĩnh ngộ những áo nghĩa kỳ lạ lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói nếu như hai người có tu vi đồng cấp giao thủ, cấp độ và tu vi, thậm chí là trang bị, bảo vật đều không kém bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường nếu như một tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ mà nói, cuối cùng người này nhất định sẽ chiến thắng. Không có bất ngờ gì xảy ra thì người chiến thắng tuyệt đối là tu luyện giả lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ. Cho nên cảm nhận được khí tức trên người nữ nhân mặc y phục màu đen này, nhất định là tu luyện áo nghĩa kỳ lạ, trên người còn mang áo nghĩa chi nguyên mới khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này kinh ngạc không nhỏ. Để cho ta nhìn xem rốt cuộc ngươi có còn át chủ bài cuối cùng nào. Một lát sau, nữ nhân mặc y phục màu đen phất tay, một cỗ khí tức âm hàn ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng năng lượng bắn ra. Những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp giạt ra tạo thành một thông đạo. Đạo quang trụ này lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, muốn gọi ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Tướng công, thiếp tới cứu chàng. Nhưng vào lúc này có một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng, gợn sóng trước người Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên,
một đạo thân ảnh mềm mại đột nhiên lăng không xuất hiện trước vô số ánh mắt của mọi người chung cơ nơ. Thân ảnh mềm mại xinh đẹp vừa mới tới, cổ tay lập tức run lên, trên bầu trời lập tức có khói độc cuồn cuộn tuôn ra, năng lượng linh hồn minh mông tuôn ra, nương theo khói độc ngập trời, một đạo quang trụ bằng khói độc xen lẫn linh hồn ầm ầm đánh xuống. Hung hăng đánh vào trên đạo quang trụ của nữ tử mặc y phục màu đen kia. Phanh! Hai đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm rồi lập tức bị nghiền nát, chôn vùi. Một cỗ năng lượng âm hàn và linh hồn giống như hủy diệt tán loạn ở phía chân trời, sau đó tự động tiêu tán trên không trung. Khanh khách, dám thừa dịp ta không ở đây động tới tướng công của ta, cút trở về cho ta. Thanh âm thanh thúy, ung dung vang vọng trên không trung. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp này lần nữa phất tay một cái, khói độc ngập trời tuôn ra, một cỗ nguyên lực bắt đầu lan tràn. Khói độc cuồn cuộn. Lập tức trong phạm vi không gian chung quanh có khói độc phô thiên cái địa bắt đầu khởi động. Khói độc tựa như một cơn lốc trực tiếp phóng về phía nữ tử mặc y phục màu đen. Độc công. Giờ phút này sắc mặt nữ tử áo đen biến hóa không ít, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay khô quát huy động, vô số khí tức âm hàn giống như mãnh thú tuôn ra. Khí thế to lớn khiến cho người ta run rẩy, tiếp đó lập tức phóng về phía cơn lốc bằng khói độc kia. Khói độc và năng lượng âm hàn giao phong, trong chớp mắt, năng lượng âm hàn lập tức hóa thành vô số đầu mãng xà âm hàn nhỏ bằng cánh tay rồi bắn tứ tung. Ngao! Khói độc ngập trời bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành một đầu độc long cực lớn. Độc long ngẩng đầu giống lên một tiếng long ngâm, cái miệng cực lớn mở ra, một cỗ hấp lực lan tràn, hóa thành một vòng xoáy khủng bố, nhanh chóng thôn phệ vô số mãng xà âm hàn vào bên trong. Cuối cùng hóa thành một cỗ hồn hỏa minh mông. Thiêu đốt tất cả mãng xà bên trong. Xoạt xoạt, nữ tử mặc y phục màu đen này dường như trong lúc vô hình đã bị ảnh hưởng một chút, thân thể gầy gò lảo đảo đẩy lui, trước thân thể Lục Lâm Thiên, thân thể xinh đẹp kia run lên, xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Thân thể xinh đẹp có khuôn mặt như thiên sứ, thân thể như ma quỷ, hai mắt nhìn như vô hại, lại đang như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tướng công, chàng không sao chứ? Có tổn thương nặng hay không? Người vừa mới tới không phải là ma linh yêu nữ thì còn có thể là ai, cũng chỉ có ma linh yêu nữ mới có thực lực đối phó với nữ nhân mặc y phục màu đen này. Là phu nhân tới. Không cần phải sợ nữa rồi. Đệ tử phi linh môn nhìn thấy ma linh yêu nữ, ánh mắt ngưng trọng tức thì thả lỏng. Mà ánh mắt của hai người nữ nhân mặc y phục màu đen và cương hỏa lại lập tức ngưng trọng nhìn về phía ma linh yêu nữ, nhìn ma linh yêu nữ, trong ánh mắt kiêng kỵ của cương hỏa có chút dâm tà. Lục Lâm Thiên nhìn ma linh yêu nữ rồi cười khổ, hắn quả thực không biết rốt cuộc yêu nữ này muốn làm gì, hắn nói. Nếu như nàng đi ra sớm có lẽ ta cũng không bị thương. Ma linh yêu nữ đứng trước người Lục Lâm Thiên, cũng không biết nghĩ gì mà móc ra một chiếc khăn tay, vô cùng thân mật lau sạch vết máu ở khóe miệng Lục Lâm Thiên, vẻ mặt giống như đau lòng, nói. Thiếp cũng không muốn, vô ảnh phệ tủy độc đã tiến hóa, thiếp nhìn qua mới biết được. Không ngờ thực lực của chàng càng ngày càng mạnh, quả thực không tệ. Là nàng, ma linh yêu nữ. Khi Kim Viên nhìn thấy ma linh yêu nữ, ánh mắt theo bản năng hoảng hốt. Hắn vẫn luôn bế quan trong thiên trụ giới cho nên cũng không biết chuyện ma linh yêu nữ tới phi linh môn. Lúc này nhìn thấy ma linh yêu nữ, hắn lập tức giống như chuột thấy mèo vậy. Thế nhưng Kim Viên lại ngay lập tức nhìn thấy ma linh yêu nữ thân mật với Lục Lâm Thiên, trực tiếp há hốc mồm. Hắn thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là... Kim Viên lập tức nghĩ tới việc ban đầu ở trong thế giới kia ma trưởng của Lâm Thiên huynh đệ đã làm loạn trên người ma linh yêu nữ, chẳng lẽ vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại. Nữ nhân mặc y phục màu đen nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt như lệ quỷ chính thức ngưng trọng, buồn bã nói. Không ngờ trong phi linh môn còn có người mạnh như vậy, không biết các hạ là người phương nào. Ma linh yêu nữ lau sạch máu ở khóe miệng Lục Lâm Thiên, lúc này mới xoay người lại, để lại Lục Lâm Thiên còn đang ngạc nhẽn tới ngẩn người, dường như còn đang cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trong gang tấc. Thế nhưng cũng có khói độc quanh quẩn chung quanh, yêu nữ này càng biểu hiện thân mật thì trong lòng Lục Lâm Thiên lại càng bất an, phán đoán không ra. Nhìn nữ nhân mặc y phục màu đen, ánh mắt ma linh yêu nữ nhảy lên, có chút giận dữ nói. Ngươi không biết ta thế nhưng ta lại biết ngươi. Ta còn tưởng là ai, thì ra là âm minh dạ xoa, cho dù trốn tới thị hoang thế giới còn chưa đủ, không ngờ còn dám động thủ với tướng công ta. Vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi.
Ánh mắt nữ nhân mặc y phục màu đen hơi trầm xuống, từ lời nói của đối phương dường như đối phương biết rõ lai lịch của nàng, nàng chính là Âm Minh Dạ Xoa, nàng trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù độc công của ngươi rất mạnh, tu vi lại ở trên ta, thế nhưng đừng quên, trong thị hoang thế giới này ngươi không giết nổi ta. Trong đôi mắt của ma linh yêu nữ tràn ngập hàn ý, giống như hoàn toàn là một người khác so với lúc thân mật cùng với Lục Lâm Thiên, nàng trầm giọng nói. Ta biết rõ đây là thị hoang thế giới, ngươi tới đại đạo cảnh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể đánh chết ngươi. Thế nhưng đây là người khác, không có nghĩa là ta không giết được ngươi. Sắc mặt Âm Minh Dạ Xoa hơi trầm xuống, nói. Tiểu Oa Nhi hung hăng càn quấy, đừng tưởng rằng dựa vào áo nghĩa linh hồn cùng với tu luyện độc công là có thể đối phó được ta. Áo nghĩa của Âm Minh ta không sợ áo nghĩa linh hồn của ngươi. Dứt lời, làn da trên khuôn mặt khô héo của Âm Minh Dạ Xoa run lên, nói với Cương Hỏa sau lưng. Cương Hỏa, ngươi tự mình thu thập những người khác, ta ngăn lại nữ Oa Nhi này, mặc kệ cuối cùng ngươi có thể diệt phi linh môn hay không. Điều kiện đã đáp ứng nhất định phải làm, nếu không ta lập tức đi ngay. Ánh mắt Cương Hỏa rất khó coi, đây tuyệt đối là kết quả mà hắn không muốn, thế nhưng bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu như Âm Minh Dạ Xoa rời đi mà nói, có nữ hân thi triển độc công kia, hắn nhất định sẽ chết. Cho nên ánh mắt âm độc đảo qua người Lục Lâm Thiên, chỉ cần Âm Minh Dạ Xoa ngăn nữ nhân dùng độc công kia, hắn muốn tiêu diệt phi linh môn cũng có cơ hội. Nghĩ vậy. Cương Hỏa cũng chỉ có thể gật đầu với Âm Minh Dạ Xoa, miệng nói. Tốt, chỉ cần ngươi ngăn chặn nữ nhân kia, điều kiện vẫn có tác dụng như cũ. Âm Minh Dạ Xoa gật đầu, ánh mắt càng âm hàn, trong lòng nàng cũng hiểu rõ nữ tử sử dụng độc công này khó dây vào bao nhiêu, cho nên nàng không thể chủ quan một chút nào. Ma Linh yêu nữ quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thực lực của Âm Minh Dạ Xoa này rất mạnh. Áo nghĩa âm minh đối với áo nghĩa linh hồn của ta cũng có một chút tác đồn áp chế. Tăng thêm thực lực của nàng ta vượt quá thông thiên cảnh, ở trong thị hoang thế giới này ta muốn ứng phó với nàng vô cùng dễ, thế nhưng cũng không thể làm gì được nàng ta. Dù sao ta cũng phải dùng toàn lực, còn một thông thiên cảnh trung giai, ngươi có thể kiên trì được một lát hay không? Lục Lâm Thiên suy tư một chút, mà linh yêu nữ toàn lực đối phó với Âm Minh Dạ Xoa kia, hắn phải ngăn cản Cương Hỏa kia một lát mới được. Xem ra Âm Minh Dạ Xoa kia không phải mạnh mẽ bình thường, Lục Lâm Thiên lập tức gật đầu nói. Ta tự bảo mình cũng không thành vấn đề. Ma Linh yêu nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, dường như cũng có ý muốn biết điểm mấu chốt thực lực của Lục Lâm Thiên tới đâu, cho nên nàng gật đầu, nhìn Âm Minh Dạ Xoa nói. Ta cũng rất muốn biết Âm Minh Dạ Xoa thanh danh hiển hách, lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh có thể mạnh tới đâu. Có phải thực sự không sợ áo nghĩa linh hồn hay không? Trong mắt Âm Minh Dạ Xoa hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Tiểu Oa Nhi nhà ngươi cứ thử là biết. Thật sao, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sau khi ma linh yêu nữ dứt lời, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nụ cười giảo hoạt, lưu quang trong nhẫn chữ vật bắn ra, bỗng nhiên có 10 đạo lưu quang phóng ra. Ô, một đám tiếng ô ô quái dị lập tức vang vọng trong không gian, 10 đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật của ma linh yêu nữ lướt đi. Xua đó hóa thành 10 bộ khôi lỗi hình người cao chừng 2 thước, khí tức sắc bén lạnh lẽo tuôn ra, không gian kịch liệt run rẩy, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, bí văn quanh quản. 10 bộ thiên khôi cao giai đỉnh phong. Đối với 10 bộ khôi lỗi này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Sơn Mạch Cổ Lan, ma linh yêu nữ đã từng xuất ra 10 bộ khôi lỗi này đối phó với Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn. 10 bộ khôi lỗi này đều đạt tới cấp độ thiên khôi cao giai. Chẳng khác gì là 10 người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. 10 bộ khôi lỗi này còn có thể tạo thành trận pháp hợp kích đề cao thực lực, đủ để chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Kết trận. Ma linh yêu nữ không có chút chậm trễ nào, tâm thần khẽ động, 10 bộ khôi lỗi nhanh như thiểm điện kết thành một trận pháp quỷ dị, chỉ một thoáng, năng lượng thiên địa trong cơ thể tương liên, bí văn trên người phát ra quang mang rực rỡ, càng ngày càng chói mắt, uy thế trên người cũng nhảy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Khôi lỗi. Ánh mắt Âm Minh Dạ Xoa nhảy lên, nàng cũng cảm nhận được khí tức của 10 bộ khôi lỗi này, ánh mắt lần nữa âm thầm ngưng trọng. Ô ô, liên tiếp có tiếng ô ô quái dị vang vọng, uy năng trên người bộ khôi lỗi tăng vọng, thân thể chớp động quỷ dị, dưới sự khống chế của ma linh yêu nữ, từng đạo công kích lập tức đánh về phía Âm Minh Dạ Xoa. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ được thúc dục khiến cho cả không gian gió nổi mây phun.
Ma linh yêu nữ cũng không dám rớt lại phía sau, thân thể xinh đẹp phá không bắn về phía trước. Theo 10 bộ khôi lỗi, khói độc ngập trời quanh thân bắt đầu khởi động, cánh tay ngọc thon dài không chút khách khí đánh ra một đạo khói độc bằng năng lượng, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh âm minh dạ xoa. Nữ oa nhi nhà ngươi có chút thủ đoạn, thế nhưng đừng tưởng rằng dựa vào mấy đầu khôi lỗi là có thể đối phó được ta. Thanh âm giống như u hồn của âm minh dạ xoa vang lên, khi nói chuyện hàm răng cao thấp không đều lộ ra, nụ cười hung ác như ẩn như hiện, tựa như lệ quỷ. Khẽ phất tay một cái, nguyên lực âm minh trong người bắt đầu tràn ra, thân thể giống như quỷ mị thoát khỏi vòng vây của 10 đầu khôi lỗi, sau đó hung hăng đánh ra một đạo chảo ấn về phía ma linh yêu nữ. Mắt chảo ấn mang theo khí tức âm hàn cuồn cuộn đánh tới, ma linh yêu nữ cũng không dám khinh thường mà lập tức quay người, phất tay một cái, khói độc lan tràn, một đạo trưởng ấn lập tức va chạm với chảo ấn vào một chỗ. Phanh! Trưởng ấn đánh ra, âm hàn kinh người và khói độc nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Dưới kình khí kinh người này, thân thể ma linh yêu nữ và âm minh dạ xoa đều bị đẩy lùi về phía sau, thế nhưng rõ ràng âm minh dạ xoa bị đẩy lùi không ít, mà công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi trong nháy mắt đã lần nữa vây công tới. Thân ảnh âm minh dạ xoa chỉ có thể nhanh chóng tránh đi, thế nhưng công kích của hơn 10 đầu khôi lỗi thiên thủ đã đánh tới, tăng thêm ma linh yêu nữ cho nên nàng lập tức bị nhốt lại, chỉ có thể thúc giục khí tức âm hàn khủng bố trong cơ thể, toàn lực chiến một trận với ma linh yêu nữ và hơn 10 bộ khôi lỗi. Mắt thấy nữ tử thi triển độc công bị âm minh dạ xoa ngăn cản, Cương Hỏa triệt để yên tâm, người vốn hắn lo lắng nhất chính là nữ tử thi triển độc công này. Về phần Lục Lâm Thiên, tuy rằng hắn kinh ngạc thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng. Bàn chân Cương Hỏa đạp hư không, nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu, cười lạnh nói. Tiểu tử, để xem ngươi có thể chống lại ta thế nào, ngươi nhất định sẽ chết. Nhìn Cương Hỏa, trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên, hàn ý dần dần đại thịnh, sát ý bắn ra. Nếu như thi triển át chủ bài mà nói, đánh chết Cương Hỏa này quả thực có chút lãng phí, thế nhưng dựa vào thực lực của bản thân hắn thì độ khó cũng quá lớn. Khặc khặc, Cương Hỏa nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh không ngớt, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thân thể mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời nhanh như thiểm điện lướt đi. Hỏa diễm rít gào quanh quẩn, trong chớp mắt xẹt qua không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên, một cỗ hỏa diễm ngập trời ngưng tụ thành trưởng ấn đập về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, lực lượng thời gian, không gian của Lục Lâm Thiên lan tràn, thân thể dưới sự chấn động của gợn sóng trong không gian lập tức biến mất tại chỗ. Muốn trốn sao, ta để cho ngươi trốn. Cương Hỏa lớn tiếng cười lạnh, nhìn thấy Lục Lâm Thiên lần nữa chạy trốn, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể to lớn lập tức lao thẳng về phía đám người phi linh môn. Phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn xẹt qua không gian mang theo nhiệt độ đáng sợ phóng về phía chúng đệ tử phi linh môn. Trưởng ấn mang theo nhiệt độ kinh khủng phá hủy gợn sóng trong không gian khiến cho gợn sóng trong không gian đều trực tiếp biến thành xương trắng. Liên thủ chống lại. Sắc mặt đám người Kim Viêm, Bàn Xấu Hòa Thượng, tăng thêm 3 người có tu vi ngộ chân cảnh ngưng trọng, lập tức ngăn cản, 6 đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Ầm ầm ầm. Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang vọng, thân thể 6 người giống như con thuyền trong dông bão, lập tức lảo đảo bắn ngược xuống biển xương trắng phía dưới không trung. Phụt. Trong miệng 6 người có máu tươi đồng thời phun ra, Kim Viên thì tốt hơn một chút, 5 người khác kể cả Bàn Xấu Hòa Thượng sắc mặt đều trắng bệch như cho tàn, máu tươi đầm đìa. 6 người đồng thời chống lại một trường, thế nhưng lại giống như chạy qua một vòng ở quỷ môn quan, bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ của Cương Hỏa, kể cả Kim Viêm cũng không có lực tái chiến. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Lục Lâm Thiên quát to, Cương Hỏa này thật vô sỉ, đuổi không kịp hắn lập tức ra tay với đệ tử Phi Linh Môn, người Phi Linh Môn hiện tại không có ai là đối thủ của Cương Hỏa. Khi tiếng quát vừa dứt, thân thể Lục Lâm Thiên đồng thời xuất hiện trước người Cương Hỏa, sợ hắn ta lại ra tay với đệ tử Phi Linh Môn. Trong nghi tâm có một đạo quang mang bắn ra, đại hồn anh bắn ra, sát khí trên người lan tràn ra trên không trung, thực lực của đại hồn anh hiện tại đã không dưới bản thể. Sát khí ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, cả không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc phóng thích. Linh hồn phân thân sao? Ánh mắt Cương Hỏa lạnh nhạt nhìn về phía trước, hắn cho rằng đây là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, quang mang trên mi tâm lóe lên, linh hồn phân thân lập tức lướt đi. Tiểu tử, không giữ lại linh hồn phân thân sao?
Cương Hỏa nở nụ cười âm hiểm, hắn đang có chút buồn bực vì lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên quá mạnh, khó đối phó. Thế nhưng linh hồn phân thân không thể nào lại có lực phòng ngự mạnh giống như bản thể, đây chính là cơ hội tốt đưa tới cửa. Thậm chí trong thâm tâm Cương Hỏa còn mừng thầm, đối phương còn rất trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, thực lực tu vi không đủ tuyệt đối sẽ không chủ động xuất ra linh hồn phân thân, bởi vì làm vậy sẽ chỉ tự hại chính mình mà thôi. Siêu. Cho nên Cương Hỏa không có bất kỳ chậm trễ nào, linh hồn phân thân xuất hiện, trực tiếp đánh về phía đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Thực lực giống như bản thể, đều mang theo động tĩnh kinh người, trong chốc lát bổ về phía đại hồn anh. Tiểu tử, đây là ngươi tự mình muốn chết à? Trong suy nghĩ của Cương Hỏa, đối phương chủ động thúc giục ra linh hồn phân thân so với tự mình muốn chết cũng không khác gì nhau. Dứt lời, linh hồn phân thân hắn trực tiếp ngưng tụ ra chảo ấn, chụp vào đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Nhìn linh hồn phân thân của Cương Hỏa, khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phóng ra, thủ ấn biến hóa, toàn thân có quang mang quỷ dị lan tràn. Tốc độ của linh hồn phân thân Cương Hỏa rất nhanh, trong giây lát mà nói, đã đủ để cho linh hồn phân thân của Cương Hỏa đánh tới trước người đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo đập thẳng vào đầu đại hồn anh. Ken két. Đạo chảo ấn này đánh xuống. Tính cả không gian chung quanh đại hồn anh đều bị chảo ấn xé rách thành mảnh vỡ, thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một cỗ tàn hồn và sát khí bị nghiền nát. Khặc khặc, Cương Hỏa lớn tiếng cười lạnh, bản thể và linh hồn phân thân đều đắc ý không thôi, bản thể cao hứng cho nên chưa ra tay với bản thể Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, chỉ là khi Cương Hỏa còn đang cười lạnh, nụ cười lập tức cứng lại trên khuôn mặt hắn. Chỉ thấy linh hồn phân thân của đối phương vừa mới bị hắn nghiền nát lại lập tức ngưng tụ thành linh hồn phân thân mới. Ầm ầm. Trong chốc lát, tổng cộng 48 đạo linh hồn phân thân của đại hồn anh xuất hiện ở trên không trung, mỗi một đạo linh hồn phân thân đều tràn ngập sát khí, trên 48 đạo linh hồn phân thân có linh hồn lực minh mông chấn động, lan tràn khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ, gió nổi mây phun. Nhìn thấy 48 đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt của Cương Hỏa lập tức kinh hãi, nụ cười lạnh cứng ngắc. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ, vì sao đối phương lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy. Đại hồn anh thúc giục bí pháp ám ma phân thân, 48 đạo linh hồn phân thân đứng đó, khóe miệng nở nụ cười lạnh, quanh thân là sát khí ngập trời, khủng bố vô cùng. Một cỗ khí tức linh hồn minh mông mang theo khí tức âm hàn và sát khí chuyên khắc chế linh hồn đột nhiên từ trong 49 đạo linh hồn phân thân của đại hồn anh phô thiên cái địa tuôn ra. Linh hồn phân thân của Cương Hỏa trực tiếp bị vây quanh. Toái hồn sư tử hống. Trảm hồn cửu liên quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ. Thiên linh hồn nhãn. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người phía xa. 48 đại công kích linh hồn khủng bố của đại hồn anh và linh hồn phân thân tổng nháy mắt hội tụ tạo thành cơn lốc linh hồn phóng ra, sát khí ngập trời, cả không gian gió nổi mây phun, năng lượng linh hồn giống như hủy diệt lan tràn, giống như một cơn lốc quét qua chân trời. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt ngắn ngủi cơn lốc bằng linh hồn này trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của Cương Hỏa vào bên trong, dưới công kích HC linh hồn, tăng thêm sát khí lạnh lẽo khủng bố kia. Linh hồn phân thân của Cương Hỏa hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Cả phiến không gian bị phá hủy, không gian nứt vỡ từng khúc, khi động tĩnh khủng bố này khôi phục lại thì linh hồn phân thân của Cương Hỏa một lần nữa xuất hiện trên không trung, chỉ là lúc này đã bị thương, ánh mắt ngốc trệ, khí tức suy yếu, thân thể linh hồn hư ảo hơn rất nhiều. Chỉ là có tu vi thông thiên cảnh trung giai, 48 đạo linh hồn phân thân của đại hồn anh lại không thể triệt để đánh chết nó. Siêu. Cùng một thời gian, bản thể đại hồn anh vừa mới bị chảo ấn của linh hồn phân thân Cương Hỏa xé nát hóa thành sát khí ngập trời và tàn hồn lại lần nữa ngưng tụ thành một thân thể hơn trăm thước, 48 đạo linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong thân thể cực lớn này. Trên thân thể cực lớn của đại hồn anh có linh hồn chấn động minh mông cùng với sát khí lan tràn, thân thể xẹt qua không gian tới trước mắt linh hồn phân thân Cương Hỏa đang ngây ngốc. Dùng thân thể do tàn hồn và sát khí của đại hồn anh ngưng tụ. Muốn phá hủy thân thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Siêu. Linh hồn phân thân Cương Hỏa ngây ngốc, ánh mắt lúc này mới khẽ đổi, giống như khôi phục được một ít thân trí, dường như cũng cảm nhận được dự cảm không tốt cho nên muốn chạy trốn. Tất cả mọi chuyện mà linh hồn phân thân gặp phải đã ngoài dự kiến của hắn. Trốn không thoát đâu. Giờ phút này đại hồn anh hơn trăm thước đạp không mà đứng, hắn đã sớm chuẩn bị từ trước.
cái miệng há ra, một cỗ lực cắn nuốt mạnh mẽ tuôn ra, sát khí âm trầm minh mông và linh hồn lực bắt đầu khởi động, trong chốc lát thôn phệ linh hồn phân thân còn đang ngốc trệ của cương hỏa. Sát khí âm trầm minh mông bắt đầu khởi động, tăng thêm bản năng của đại hồn anh, giờ phút này thôn phệ linh hồn phân thân đang bị thương của cương hỏa giống như cá voi hút nước, trước người lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của cương hỏa vào bên trong. Dừng tay, ngươi dám! Bản thể cương hỏa kinh hãi, linh hồn phân thân không thể xảy ra chuyện gì, đây chính là nửa cái mạng của hắn a. Thân thể bản thể lập tức phóng về phía trước, nếu như linh hồn phân thân gặp chuyện không may, nửa cái mạng của hắn cũng sẽ không còn. Hư lao thời không. Bản thể cương hỏa có động tĩnh, bản thể lục lâm thiên cũng lập tức phóng lên phía trước, bố trí hư lao thời không. Có áo nghĩa thời gian và không gian tập trung vào người cương hỏa, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn, so với bất kỳ lợi khí nào còn sắc bén hơn nhiều. Cương hỏa lập tức bị vây khốn bên trong, chật vật tránh né vết nứt không gian đen kịt, vô cùng nguy hiểm đang bao phủ thân thể. Đồng thời thân thể lục lâm thiên cũng xuất hiện trong hư lao thời không, thủ ấn quỷ dị trong tay đánh xuống, quanh thân có một cỗ quang mang chói mắt lan tràn ra. Bí pháp ám ma phân thân. Cùng lúc bản thể lục lâm thiên lập tức tách ra 30 đạo linh hồn phân thân, uy áp linh hồn minh mông sắc bén, lạnh lẽo hàng lâm phiến thiên địa này. Linh hồn lực bàng bạc khiến cho phong vân kích động, thiên hồn địa ám, 30 đạo linh hồn phân thân trong hư lao thời không lập tức vây quanh cương hỏa. Giờ phút này thân thể khổng lồ hơn trăm thước của đại hồn anh khẽ mở mồm, triệt để thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa vào trong miệng. Phụt! Tổn thất linh hồn phân thân, cương hỏa lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nửa cái mạng cũng mất, trọng thương bực này không tầm thường một chút nào, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Cương hỏa thừa người đứng trong hư lao thời không, từng đạo vết nứt đen kịt trong không gian giống như mũi tên lan tràn tới trước người hắn, áo nghĩa không gian bao phủ, hung hăng áp chế người cương hỏa khiến cho hắn lần nữa phun ra máu tươi. Siêu! Đại hồn anh nhanh chóng trở lại trong mi tâm của bản thể lục lâm thiên, thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa, đại hồn anh cần phải nhanh chóng thôn phệ mới được. Tuy rằng linh hồn phân thân của cương hỏa bị trọng thương, thế nhưng năng lượng vẫn vô cùng khổng lồ. Thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống. Lúc này 30 đạo linh hồn phân thân của lục lâm thiên cũng không có bất kỳ trì hoãn nào, linh hồn lực minh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Đồng thời thúc giục công kích linh hồn khủng bố, chỉ một thoáng, 30 đạo công kích linh hồn hình thành. Ầm ầm, dưới công kích linh hồn tràn ngập giống như cơn lốc, không gian hỗn loạn. Không gian hỏa diễm quanh thân cương hỏa dưới công kích linh hồn phô thiên cái địa trực tiếp bị phá hủy. Quang nhận bằng linh hồn, lỗ đen bằng linh hồn, sóng âm bằng linh hồn, trưởng ấn bằng linh hồn, lực lượng linh hồn khủng bố trực tiếp bao phủ cương hỏa vào bên trong. Dưới công kích linh hồn khủng bố, cả không gian rung chuyển. Trên khuôn mắt đám đệ tử phi linh môn xa xa cùng với thanh niên do nữ nhân mặc y phục màu đen mang tới tràn ngập vẻ rung động. Cơn lốc bằng linh hồn khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, tuy rằng cương hỏa có tu vi thông thiên cảnh trung giai thế nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng ngốc trệ. Công kích linh hồn không phải là công kích bình thường, huống chí dưới tình huống cương hỏa liên tiếp bị thương, dùng đủ loại thủ đoạn của lục lâm thiên, cho nên hắn càng phải liên tiếp đối mặt với công kích liên miên không ngừng. Siêu siêu! Bản thể lục lâm thiên như thiểm điện lần nữa xuất hiện trước người cương hỏa đang ngây ngốc, lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian. Một đạo trưởng ấn lập tức chụp về phía cương hỏa đang ngây ngốc. Khi trưởng ấn này đánh xuống, thân thể cương hỏa đang ngây ngốc vì công kích linh hồn của lục lâm thiên đột nhiên run lên, ánh mắt ngây ngốc lập tức sáng ngời, âm trầm cười lạnh nói. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cho rằng ta dễ đối phó như vậy sao? Ngày hôm nay ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Thanh âm mang theo sự giận dữ, oán hận vang vọng, ánh mắt cương hỏa trầm xuống. Ngay khi một trưởng của lục lâm thiên đang đánh tới, trong sát na thân ảnh dùng bộ pháp quỷ dị, không lùi mà tiến tới, nhanh chóng xuất hiện trước người lục lâm thiên. Hung hăng đánh ra một đạo trưởng ấn, không gian lập tức vỡ nát, trưởng ấn nhanh như thiểm điện đập về phía lục lâm thiên. Đạo trưởng ấn này rất là quái dị, có vô số hỏa diễm ngập trời lan tràn ra chung quanh, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Phanh! Trưởng ấn va chạm, thân thể lục lâm thiên lập tức từ trên không trung rơi xuống. Trong miệng có một ngụm máu tươi phun ra. Phụt! Sau khi lục lâm thiên thi triển bí pháp ám ma phân thân đã không còn bao nhiêu lực lượng,
mỗi một lần sau khi thi triển bí pháp ám ma phân thân, tiêu hao của hắn thực sự quá mức khổng lồ, đã rút sạch tất cả nguyên lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên, bằng không căn bản không có cách nào chống đỡ khi thi triển công kích khủng bố như vậy. Phanh! Thân thể Lục Lâm Thiên hung hăng đập xuống phía dưới mang theo máu tươi. Thân thể từ trên không trung hung hăng đập xuống biển xương màu trắng phía dưới. Vô số xương cốt trắng bắn tứ tung. Cương hỏa dường như cũng không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tình huống so với Lục Lâm Thiên cũng không khá hơn là bao. Nhìn thân thể Lục Lâm Thiên bị nện xuống dưới biển xương cốt, ánh mắt cương hỏa oán hận không thôi, thân thể máu tươi đầm đìa phóng từ trên xuống dưới giống như chim ưng vồ mồi, hung hăng đập về phía Lục Lâm Thiên ở dưới biển xương. Siêu! Thân thể cương hỏa nhanh chóng xuyên thủng không gian đánh xuống, giống như thiên thạch lao xuống. Mang theo một trường khủng bố cùng với nhiệt độ nóng bỏng và không gian vỡ nát trong chốc lát đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Cương hỏa này rõ ràng đã liều mạng, Lục Lâm Thiên bị trọng thương và tiêu hao hầu như không còn cho nên cũng không thể tránh được. Một đạo trưởng ấn đánh tới, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đánh ra một trường, cắn răng, trong lòng hét lớn. Hỗn độn âm dương quyết. Siêu. Hai đạo trưởng ấn va chạm thẳng vào nhau, trong chốc lát. Trong trường ấn của Lục Lâm Thiên có một cỗ hấp lực cực lớn trực tiếp hấp thu trường ấn của cương hỏa. Công kích mênh mông của cương hỏa lập tức bị cắn nuốt, nguyên lực trong cơ thể không ngừng bị hút ra bên ngoài, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cương hỏa hoảng hốt, cảm nhận nguyên lực trong cơ thể đang không ngừng bị cắn nuốt, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng căn bản không có cách nào đào thoát. Lúc này cương hỏa đã liên tiếp bị trọng thương, linh hồn phân thân bị diệt. Sau khi công kích linh hồn thậm chí còn không cách nào hồi phục tinh thần được, căn bản không có cách nào giãy giụa khỏi sự thôn vệ của hỗn độn âm dương quyết. Không có cách nào ngăn cản, cương hỏa chỉ có thể toàn lực giãy giụa, chỉ là vẫn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi, nguyên lực cuồn cuộn không dứt đang bị Lục Lâm Thiên thôn vệ. Lục Lâm Thiên cũng không chịu nổi, tuy rằng cương hỏa đã bị trọng thương, thế nhưng dù sao vẫn là người có tu vi thông thiên cảnh trung giai, nguyên lực minh mông cắn nuốt vào trong cơ thể. Dù sao Lục Lâm Thiên cũng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí chỉ mới đột phá ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên vận chuyển hỗn độn âm dương linh vũ quyết, cương hỏa toàn lực giãy giụa, không gian chung quanh hai người có một cỗ lực lượng cắn nuốt cực lớn tuôn ra, lập tức rít gào, hình thành một vòng xoáy cực lớn xoay tròn, không gian vặn vẹo, trong không gian chung quanh, vô số xương cốt màu trắng bị xốc lên, trực tiếp vây quanh hai người rồi xoay tròn. Trong giây lát ngắn ngủi, dưới lực cắn nuốt cực lớn kia, biển xương cốt màu trắng phía dưới, cả mấy trăm vạn bộ thi thể đều xoay chung quanh hai người, tạo thành một vòng xoáy cực lớn giống như kết nối giữa trời và đất. Hai người Lục Lâm Thiên và cương hỏa đã sớm bị vòng xoáy bằng xương cốt bao phủ, không nhìn thấy bóng dáng. Vòng xoáy bằng xương trắng vô cùng khổng lồ, giống như kết nối giữa trời và đất, vòng xoáy bằng xương trắng khổng lồ giống như một con quay, không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực cắn nuốt cũng càng lúc càng lớn. Lực cắn nuốt cực lớn từ trong vòng xoáy tuôn ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hiện ra vô số vết nứt đen kịt. Khí lưu cuồng bạo tạo thành một cơn lốc rít gào, khiến cho cả thiên địa chung quanh lờ mờ. Vô số đệ tử phi linh môn lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại, dưới lực cắn nuốt này, một khi tới gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt ra bên ngoài. Khiến cho bọn họ không dám tới gần một chút nào. Phanh phanh. Dưới sự vây công của 10 bộ khôi lỗi, âm minh dạ xoa cực kỳ nguy hiểm, ma linh yêu nữ cũng thừa cơ đánh ra một đạo quang trụ bằng khói độc hung hăng nện vào lưng của âm minh dạ xoa. Xoạt xoạt. Thân thể âm minh dạ xoa lảo đảo bổ nhào về phía trước, khuôn mặt khủng bố kia tái nhợt, quay đầu nhìn về phía ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn cách đó không xa, lần nữa nhìn ma linh yêu nữ và 10 bộ khôi lỗi. Thân thể giống như u hồn lóe lên, lập tức đáp xuống bên người thanh niên kỳ lạ kia. Ánh mắt người thanh niên kia nhìn vào ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, sau đó được âm minh dạ xoa dắt tay rời đi. Trước khi đi, âm minh dạ xoa còn dùng ánh mắt oán hận nhìn ma linh yêu nữ và chúng nhân phi linh môn rồi bỏ chạy. Ma linh yêu nữ không có ý tứ truy đuổi, muốn đánh chết âm minh dạ xoa cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất trong thị hoang thế giới này khó có thể làm được. Thu hồi 10 bộ khôi lỗi, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới trước ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, chung quanh có lực cắn nuốt cực lớn lan tràn, thân thể ma linh yêu nữ không khỏi lùi về phía xa một chút, trong đôi mắt đen kịt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cả biển xương trắng bao la lúc này đều hội tụ lại một chỗ, trình độ khổng lồ không cần phải nói, khổng lồ vô cùng, cao như xuyên thẳng mây xanh, nhìn qua khiến cho người ta rung động. Lúc này xương trắng còn đang không ngừng xoay tròn, bên trên lan tràn ra một cỗ lực cắn nuốt kinh người. Siêu! Người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa môn đang giao thủ với Bạch Kinh Đường khó phân thắng bại, nhìn thấy cảnh này đâu còn dám chống lại, cho nên mặc kệ Bạch Kinh Đường mà nhanh chóng chạy trốn. Bạch Kinh Đường luôn bị áp chế ở hạ phong, người này tuy rằng cũng là thông thiên cảnh sơ giai, thế nhưng thời gian đột phá thông thiên cảnh sơ giai so với Bạch Kinh Đường còn dài hơn nhiều, lúc này người này muốn chạy trốn, Bạch Kinh Đường cũng khó có thể ngăn cản. Siêu! Mà ngay khi thân thể của người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của liệt hỏa môn vừa mới bước ra thì một đạo thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện, một đạo trường ấn trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đập người này từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Phụt! Trong miệng người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai kia lập tức có máu tươi phun ra, thân thể còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị mấy đạo cấm chế đánh xuống, thân thể ma linh yêu nữ lập tức đáp xuống, miệng nói. Giữ lại ngươi cho vô ảnh phệ tủy độc thư ăn a. Môn nhân liệt hỏa môn cao hứng bừng bừng, thanh thế to lớn xông tới phi linh môn, thế nhưng một lát sau lại mất đi động tĩnh khiến cho tất cả mọi người ở trong huyết sát thâm uyên nghi hoặc không thôi. Mấy ngày sau, kết cục của liệt hỏa môn lần nữa từ trong sơn mạch huyết đô truyền ra. Nhất thời tạo thành sóng to gió lớn, thực lực của phi linh môn lần nữa khiến cho người ta rung động, không có ai nghĩ tới thực lực của phi linh môn lại cường hãn tới tình trạng này. Trong phi linh môn, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ xoay tròn, lực cắn nuốt cực lớn khiến cho không ai có thể tới gần. Động tĩnh phong vân biến sắc tiếp tục kéo dài hơn nửa tháng còn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngọn núi bằng xương trắng giống như kết nối giữa trời và đất, giống như một con quay xoay tròn, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được sự rung động này, bởi vì sự rung động này khó có thể diễn tả bằng lời. Xa xa, không ít người trong phi linh môn chỉ dám đứng từ xa nhìn lên không trung mà không dám tới gần. Một khi tới gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể giống như cũng bị hút ra, khiến cho không có ai dám tới gần. Bạch Kinh Đường nhìn chăm chú về phía ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, có chút lo lắng nói. Phu nhân, trưởng môn sẽ không có việc gì chứ? Ma linh yêu nữ nhìn phía trước, động tĩnh kỳ lạ này ngay cả nàng cũng không có cách nào lý giải, ngọn núi bằng xương trắng xoay tròn, linh hồn lực của nàng cũng khó có thể tiến vào bên trong. Một khi linh hồn lực tiến vào bên trong sẽ lập tức bị thôn phệ, cho nên nàng trả lời Bạch Kinh Đường. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của chàng vẫn còn, không những thế khí tức còn càng ngày càng mạnh, khí tức của môn nhân liệt hỏa môn kia càng ngày càng yếu, cho nên chắc có lẽ sẽ không xảy ra việc gì. Kim Viên nhìn phía trước, lại nhìn qua ma linh yêu nữ, trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, nói. Ma, phu nhân, Lâm Thiên huynh đệ thực sự không có việc gì chứ? Chúng ta có cần giúp Lâm Thiên huynh đệ thứ gì không? Ma linh yêu nữ do dự một lát, khẽ than thở, trên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành có chút lo lắng, nói. Tốt nhất chúng ta không nên quấy rầy chàng, thủ đoạn của chàng không ít, bí mật cũng không ít, chàng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không bằng vào tính cách của chàng cũng sẽ không liều mạng như vậy. Ầm ầm. Sau khi ma linh yêu nữ dứt lời, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ đang xoay tròn lần nữa run lên, khiến cho mặt đất run rẩy giống như sơn băng địa liệt. Ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức lẳng lặng đứng trên mặt đất, khổng lồ vô cùng, xông thẳng lên trời cao, sau khi ngọn núi bằng xương trắng cực lớn này ngừng xoay tròn thì lực cắn nuốt cực lớn cũng tiêu tán. Núi non trùng điệp lờ mờ. Giống. Ô. Tiếng thú minh vang vọng, vô số cường giả thú tộc xuất hiện trong mảnh núi non xanh biếc, liên miên này. Trong dãy núi có một cửa động không gian cực lớn. Chung quanh cửa động, năng lượng thiên địa nồng đậm tới mức đáng sợ, một cỗ hùng uy mênh mông lan tràn ra, phảng phất như trong động khẩu này có một đầu cự thú ngập trời tồn tại. Giờ phút này hơn 10 đạo thân ảnh cùng với mấy ngàn người phía sau xuất hiện trên không trung cửa động khẩu này. Trong đám người, đi đầu là một thanh niên mặc áo bào màu vàng có mái tóc xoăn màu vàng, trong mi tâm có ấn ký màu vàng, nhìn qua tôn quý mà lại thần bí, yêu dị, hai mắt khiến cho người ta nhìn vào giống như muốn thần phục vậy. Bên người thanh niên mặc áo bào màu vàng này có một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, khí chất cao quý, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế, ánh mắt nữ tử này nhìn qua thanh niên mặc áo bào màu vàng nói. Tiểu Long, đây chính là thần thú bí cảnh, chỉ có đệ tử trọng yếu Sơn Hà mới có thể tiến vào trong thần thú bí cảnh tu luyện,
dùng thiên phú đã được mẫu hoàng ta đánh giá của ngươi, ta tin rằng ngươi có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó rất nhanh chóng có thể vượt qua ta. Tiểu Long mỉm cười, nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần này nói. Tĩnh thần, dùng tu vi của ngươi, hiện tại ta còn kém quá xa, thực sự khó có thể đuổi kịp ngươi. Tĩnh thần công chúa nói. Ta tin ngươi, mẫu hoàng cũng tin tưởng ngươi, ngươi thực sự quá đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn tu vi của ngươi tiến bộ giống như bay, ta tin rằng không bao lâu nữa ngươi có thể vượt qua ta. Đến lúc đó thậm chí có thể trở thành một trong những thần thú đại trướng, thần thú bí cảnh chính là địa phương do kỳ tích tạo ra. Ngươi là người ta thấy có thiên phú tốt nhất và tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh nhất, mà ngay cả mẫu hoàng cũng tán thưởng ngươi có thừa. Cho nên mới khuyên bảo các trưởng lão cho ngươi tiến vào trong thần thú bí cảnh. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn tử hoàng. Tiểu Long cảm kích nói với Tĩnh thần công chúa, nói xong, dường như nhớ ra cái gì cho nên hắn nói. Thiên phú và tốc độ tu luyện của ta cũng không phải là nhanh nhất và tốt nhất. Ý ngươi muốn nói lão đại ngươi sao? Ngươi luôn nhắc tới hắn, ta thậm chí còn mong được gặp hắn, không biết rốt cuộc hắn là dạng nhân loại gì, thực sự lợi hại như lời ngươi nói sao? Tiểu Long cười cười nói. Có cơ hội ta nhất định sẽ giới thiệu lão đại cho ngươi biết, có lẽ tu vi của lão đại hiện tại cũng tiến bộ cực lớn. Nếu ta chậm trễ một chút có lẽ không theo kịp lão đại. Tĩnh thần công chúa dịu dàng cười nói. Dùng thiên phú của ngươi, nếu như có thể nhận được truyền thừa của một trong mấy vị thần thú trong truyền thuyết, sau này cũng có thể tùy tiện ngao du trong 3000 đại thiên thế giới này. Truyền thừa của thần thú. Tiểu Long mỉm cười, nhìn lên không trung lẩm bẩm nói. Lão đại, hiện giờ huynh tốt chứ? Nhất định đệ sẽ tìm được huynh. Trong tiểu thiên thế giới vô minh, mỗi một ngày đều có không ít chuyện xảy ra. Trong vô minh tiểu thiên thế giới có diện tích khổng lồ, mênh mông vô cùng, mỗi ngày đương nhiên đều xuất hiện không ít chuyện. Nhưng mà gần đây có một chuyện khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, chuyện này liên quan tới Thải Vân Thương Hội, bởi vì trong phân đà của bọn họ bắt đầu đấu giá ra vài bộ khôi lỗi cùng với chiến hạm. Phân đà của Thải Vân Thương Hội đấu giá khôi lỗi tọa giá và chiếm hạm, đây vốn là chuyện bình thường. Thế nhưng có chút kỳ lạ là trước khi Thải Vân Thương Hội đấu giá khôi lỗi tọa giá và chiếm hạm lại cố ý tìm không ít bá chủ một phương có địa vị bất phàm cùng với những người cầm lái các thế lực trong vô minh tiểu thiên thế giới thử nghiệm một chút, kết quả khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hóa ra những khôi lỗi tọa giá này không giống như khôi lỗi tọa giá bình thường. Tiêu hao ít hơn, thế nhưng tốc độ lại dấp tanh, so với khôi lỗi tọa giá bình thường có tốc độ nhanh hơn nhiều, tạo hình cũng cực kỳ kỳ lạ, khiến cho trong lòng mọi người rung động. Mà chiến hạm kia cũng kinh người, uy lực so với chiến hạm đồng cấp còn lớn hơn không chỉ mấy lần, sau khi trải qua thí nghiệm, những khôi lỗi tọa giá và chiến hạm này lập tức trở thành vật tất cả các thế lực lớn cùng với bá chủ khắp nơi tranh đoạt. Cuối cùng giá cả khi đấu giá cũng tới trình độ kinh người, đây là tình huống chưa bao giờ có trên đấu giá hội, chỉ tiếc số lượng những khôi lỗi tọa giá và chiến hạm này không nhiều. Không ít người đành phải hậm hực mà về, cuối cùng cũng có không ít người đặt hàng với Thải Vân Thương Hội. Trong vô minh tiểu thiên thế giới, phân đà Thải Vân Thương Hội không thể không truyền tin tức này lên bên trên, đồng thời lập tức phái người vào trong thị hoang thế giới, những khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm này đều tới từ thị hoang thế giới. Trong thị hoang thế giới, trong Thải Vân Thương Hội, trong một đình viện tinh xảo có một lão giả thân thể gầy gò, thế nhưng nhìn qua lại vô cùng khôn khéo, người này đang cung kính hành lễ với An Thi Giao, nói. Bái kiến nhị tiểu thư. An Thi Giao có chút ngoài ý muốn hỏi. Lý chấp sự, sao ngươi lại tự mình tới đây? Lý chấp sự vội vàng nói. Nhị tiểu thư, lần này ta tới đây là vì khôi lỗi tọa giá cùng với phi hổ chiến hạm mà người mang tới. An Thi Ngọc nghe vậy lập tức nói. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lý chấp sự trả lời. Là như thế này, khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm mà nhị tiểu thư lấy ra đều có giá trên trời. Cũng khiến cho thanh danh phân đà Thải Vân Thương Hội chúng ta lan truyền khắp vô minh tiểu thiên thế giới. Hiện tại không ít người đặt hàng, quan trọng nhất chính là. An Thi Ngọc nghe vậy, sắc mặt khẽ đổi, nói. Quan trọng nhất là gì? Tiểu thư, quan trọng nhất chính là khôi lỗi tọa giá kia, chúng ta thử luyện chế ra thứ giống như đúc, thế nhưng tốc độ lại giảm lớn, căn bản không có cách nào phục chế. Phi hổ chiến hạm cũng vậy, chúng ta cũng dựa theo bản ban đầu mà luyện chế giống như đúc. Thậm chí còn không có cách nào luyện chế thành công. Lý chấp sự nói. Trong đôi mắt thanh tịnh của An Thi Giao có chút ngưng trọng, ngẩng đầu nói.
Vậy lần này Lý chấp sự tới đây là? Lần này ta tới đây là nhận được mệnh lệnh, không ít trưởng lão rất tán thưởng nhị tiểu thư, cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể lấy thêm một ít khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm ra, nếu như có thể lấy ra cấp bậc càng cao thì càng tốt. Lý chấp sự nói. An Thi Giao khẽ than thở, trong mắt có chút bất đắc dĩ và rung động, bờ môi son khẽ mở, nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng hai tháng trước đã xảy ra một ít chuyện, trước mắt ta cũng không có cách nào liên hệ với người luyện chế khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm. Lý chấp sự nghe vậy, sau khi do dự một chút rồi nói. Nhị tiểu thư, bên trên cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể tận lực lôi kéo người này. Thải Vân Thương Hội có thể ủng hộ. Nếu như người này có thể gia nhập Thải Vân Thương Hội mà nói, các trưởng lão nhất định khẽ khiến cho nhị tiểu thư rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao phất phất tay nói. Ta rất ưa thích thị hoang thế giới này, không cần phải trở về. Ngươi trở về trước đi, nói với các trưởng lão bên trên, bất kể như thế nào, ta vẫn là người của An gia, là một phần tử của Thải Vân Thương Hội. Theo thời gian trôi qua, trong cả thị hoang thế giới lúc này Phi Linh Môn cũng có chút danh tiếng. Hai lần làm trọng thương liệt hỏa môn, đây không phải là chuyện mà sơn môn bình thường có thể làm được. Thời gian 2 năm giống như cát chảy qua đầu ngón tay, danh khí của Phi Linh Môn trong thị hoang thế giới càng lớn. Trong 2 năm này, Phi Linh Môn bắt đầu phát triển quy mô, Bạch Kinh Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng cùng với Kim Viên là 3 nhân vật đại biểu Phi Linh Môn, lấy sơn mạch huyết đô làm trung tâm, chinh chiến 4 phía không ngớt, cơ hồ chiếm đoạt tất cả sơn môn chung quanh, nếu như kháng cự thì trực tiếp diệt trừ. Bạch Kinh Đường vốn có dã tâm bừng bừng, bất quá lúc trước do thực lực của hắn không đủ mà thôi. Mà lúc này đột phá tới thông thiên cảnh, đương nhiên là muốn thi triển quyền cước một phen. Đầu tiên là thu thập mấy sơn môn tam lưu có thực lực không kém như Thiên Dương Môn. Sau đó khuếch trương ra 4 phía, đám sơn môn tam lưu chung quanh căn bản không có cách nào ngăn cản. Đương nhiên tất cả chuyện này âm thầm được Ma Linh Yêu Nữ ủng hộ, bằng không đám người Bạch Kinh Đường, Kim Viên. Bàn Xấu Hòa Thượng cũng không dám khuếch trương lớn như thế. Nhưng có Ma Linh Yêu Nữ âm thầm ủng hộ thì hoàn toàn không giống. Một khi Phi Linh Môn gặp trở ngại, có cường giả mà Bạch Kinh Đường cùng với Kim Viên không giải quyết được thì người này sẽ vô duyên vô cớ biến mất, hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Trong thời gian 2 năm, Phi Linh Môn thôn phệ không ít sơn môn tam lưu lớn nhỏ, cũng có nhiều ngộ chân cảnh xuất hiện. Thậm chí phá giới cảnh càng nhiều hơn. Đội ngũ so với 2 năm trước đã khổng lồ hơn gấp mấy lần, trong lúc mơ hồ đã có hình dáng sơ khai của thế lực nhị lưu. Phi Linh Môn chính thức quật khởi, đương nhiên cũng khiến cho không ít thế lực nhị lưu chú ý. Chỉ là sau có kết cục 2 lần thất bại của Liệt Hỏa Môn, những thế lực nhị lưu này cũng không dám đơn giản trêu vào Phi Linh Môn. Ai cũng không biết sau Phi Linh Môn còn có thứ gì. Huống chi cũng không biết là ai truyền đi tin tức rất có thể Phi Linh Môn có quan hệ với Linh Thứ Tháp. Chuyện này càng khiến cho mọi người kiêng kỵ. Trong thời gian 2 năm, môn nhân Phi Linh Môn không ngừng đề phòng Liệt Hỏa Môn xâm phạm quy mô lớn lần thứ 3. Thế nhưng trong 2 năm này cũng không nhìn thấy người Liệt Hỏa Môn đến, chuyện này bắt đầu khiến cho người Phi Linh Môn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Phi Linh Môn, trong lúc bất chi bất giác lại 2 năm nữa trôi qua, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ đứng trong Phi Linh Môn, giống như được một cỗ lực lượng vô hình níu giữ, không thể chia cách. Trong ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, Lục Lâm Thiên không xuất hiện, cứ như vậy 2 năm trôi qua. Lục Lâm Thiên không có mặt, đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thực lực Phi Linh Môn và đối phó với Liệt Hỏa Môn. Bạch Kinh Đường và mấy người phạm thống sau khi âm thầm hỏi ý kiến Ma Linh Yêu Nữ, được Ma Linh Yêu Nữ cho phép mới bắt đầu mở rộng Phi Linh Môn trên quy mô lớn. Trong thời gian 2 năm, Lục Lâm Thiên không có bất kỳ động tĩnh gì. Thậm chí còn không biết sống hay chết. Đám người Bạch Kinh Đường, Kim Viên mấy lần cũng muốn hủy ngọn núi bằng xương trắng đi, thế nhưng đều bị Ma Linh Yêu Nữ ngăn cản. Trong 2 năm này, chung quanh ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng cũng được liệt là cấm địa trong Phi Linh Môn, ai cũng không thể tới gần. Thậm chí Ma Linh Yêu Nữ còn bố trí cấm chế bằng khói độc chung quanh, khiến cho người ta muốn tới gần cũng không dám. Trên đại lục Linh Vũ, những năm này mỗi ngày cơ hồ đều có biến hóa xảy ra. Chung quy mà nói, sau khi Lục Lâm Thiên rời đi, lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Từ khi Lục Lâm Thiên và Tiểu Long rời khỏi đại lục Linh Vũ, năng lượng thiên địa trên đại lục Linh Vũ mỗi ngày đều tăng lên, càng xảy ra mấy lần biến đổi lớn. Sau khi mỗi một lần cả thiên địa đại lục Linh Vũ ầm ầm run rẩy, tất cả linh vật,
tu luyện giả trên thế giới này đều nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi cảnh giới tăng vọt, lĩnh ngộ qua nút cổ trai, tự động đột TP há. Mà trình độ nồng đậm của năng lượng thiên địa lúc này khiến cho tốc độ tu luyện của mọi người trực tiếp tăng lên mấy lần, tốc độ này giống như là đang bay vậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tu luyện giống như được thần trợ giúp. Chuyện khiến cho người ta càng thêm kinh ngạc chính là thế giới trên đại lục Linh Vũ mấy năm nay đã không còn người bình thường. Vốn những người bình thường không thể tu luyện kia đều có thể tu luyện. Mấy năm này người bình thường trên đại lục Linh Vũ đều có thể trở thành tu luyện giả. Những năm gần đây trên thế giới trong đại lục Linh Vũ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng có một điều không thay đổi, đó là trên đại lục Linh Vũ này, Phi Linh Môn và Lục Gia vẫn là bá chủ. Đặc biệt là người Lục Gia, tốc độ tu luyện rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, cường giả như mây, bên trong đám hậu bối xuất hiện không ít đệ tử bất phàm. Không ai có thể dung chuyển địa vị bá chủ của Phi Linh Môn và Lục Gia trên đại lục Linh Vũ. Ai cũng biết. Không nói cường giả thế hệ trước trong Phi Linh Môn, chỉ bằng vào 9 đứa trẻ đời thứ 2 của Lục Gia, còn có Đoan Mộc Hồng Chí và mấy người Niếp Phong của Phi Linh Môn cũng đã phát triển tới tình trạng khủng bố. Đặc biệt là hai người Du Thược và Lục Kinh Vân, hai người trong vòng vài năm ngắn ngủi giống như được thần trợ giúp, trực tiếp tu luyện tới Vũ Đế cửu trọng. 7 đứa trẻ đời thứ 2 của Lục Gia cũng đều đặt chân tới đế cấp. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, trên hành lang tĩnh mịch, đẹp đẽ có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, dáng vẻ thướt tha, mềm mại, khuôn mặt rung động lòng người. Mấy người này chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Tâm Đồng. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết Lâm Thiên và Tiểu Long thế nào rồi. Bắc Cung Vô Song vẫn mặc bộ váy dài, toàn thân khí chất hồn nhiên thiên thành, cao quý mà thanh nhã, hoàn toàn trái ngược với sự yêu mị, uy nghiêm, lạnh lẽo của Tiểu Long. Nhị nữ đều giống nhau ở vẻ rung động lòng người, có dung nhan khiến cho hô hấp người ta đình trệ. Mái tóc dài màu đen của Lăng Thanh Tuyền xõa xuống, tựa như một thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút trang điểm, nhìn qua có vẻ vũ mị, lại có vài phần giống như không nhiễm bụi trần, Lăng Thanh Tuyền nói. Chàng không có việc gì, lúc trước muội đuổi chàng ấy mấy lần cũng không giết được chàng. Người bên ngoài cũng không làm gì được chàng. Tốt nhất nên lo lắng liệu chàng có trêu hoa ghẹt nguyệt ở bên ngoài hay không a. Chàng vừa đi ra ngoài đã không còn ai quản bản tính trăng hoa của chàng nữa. Phì. Lục Tâm Đồng phì cười nói. Mấy vị tẩu tử, các tỷ đã quá lo lắng cho ca ca muội rồi. Thanh Tuyền nói đúng, trên phương diện này chàng không để cho người ta yên tâm một chút nào a. Vân Hồng Lăng rất ủng hộ lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Lữ Tiểu Linh gật đầu. Người mặc bộ áo dài màu xanh, tuy rằng mặc y phục thế nhưng y phục dường như vẫn khó có thể che giấu đường cong động lòng người khiến cho tim người ta đập thình thịch kia. Lữ Tiểu Linh khẽ nói. Nếu không chúng ta cũng đi ra thế giới bên ngoài nhìn một lát. Độc Cô Cảnh Văn vội vàng khoát tay nói. Tiểu Linh, chuyện này không thể được, thế giới bên ngoài hiểm ác. Chúng ta không nên xông loạn thì tốt hơn, tốt nhất nên đợi Lâm Thiên trở về rồi nói sau. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, vuốt ve chéo áo, có chút không vui nói. Sớm biết như vậy lúc trước muội đã đi cùng với ca ca. Đại ca mỗi ngày đều ở cùng với Long Yên Đại Tẩu, các tỷ lại thường xuyên bế quan tu luyện, lại còn bận rộn chuyện Phi Linh Môn. Muội buồn muốn chết, nếu như đi cùng ca ca, ít nhất có thể ở cùng một chỗ với ca ca và Tiểu Long, nhất định sẽ có không ít chuyện thú vị. Ngọn núi bằng xương trắng cực lớn lẳng lặng đứng đó. Trong vòng 2 năm không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phía xa xa có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó trang phục hở rốn cùng với váy ngắn, bao phủ lấy thân thể mê người, khuôn mặt thanh tú, thoát tục, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Nhìn ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, trong đôi mắt của ma linh yêu nữ hiện lên vẻ lo lắng, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, thì thào nói. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Không phải đang gặp chuyện không may đó chứ? Nếu như ngươi không ra ta sẽ không trông coi Phi Linh Môn cho ngươi nữa. Lời nói của ma linh yêu nữ cũng không được ngọn núi bằng xương trắng đáp lại, ánh mắt than thở, đôi chân trắng nõn di chuyển, dường như định rời đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt khi ma linh yêu nữ xoay người, ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức run lên, mặt đất nhoáng lên một cái. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến cho ma linh yêu nữ quay người nhìn về phía ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ sau lưng.
Sau khi ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ run lên, thể tích lớn bắt đầu lay động nhẹ nhẹ, một cỗ khí tức trong lúc mơ hồ chấn động lan tràn ra. Khí tức này chấn động khiến cho tim người ta không nhịn được mà đập nhanh hơn, khiến cho mặt đất liên tiếp run rẩy. Siêu siêu! Trong kiến trúc của Phi Linh Môn, từng đạo thân ảnh phóng ra, lập tức đi tới trước ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, vô số ánh mắt kinh ngạc tập trung vào trong ngọn núi bằng xương trắng. Khí tức bên trong chấn động khiến cho trái tim của tất cả mọi người nhảy lên, trong ngọn núi bằng xương trắng lúc này có một cỗ khí tức quen thuộc đang thức tỉnh. Oanh! Trong sát nan ngắn ngủi, không gian chung quanh bỗng nhiên gió nổi mây phun, lập tức lờ mờ, năng lượng thiên địa đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trong phiến không gian này. Tên này rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ trước mắt, Ma Linh yêu nữ khẽ mỉm cười. Xoẹt! Dưới động tĩnh gió nổi mây phun này, trong không trung bắt đầu có năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ, lập tức rót vào trong ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ. Từ trên đỉnh núi rót xuống, trong chốc lát, cả ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ này run lên, ầm ầm xoay tròn một lần nữa giống như con quay, một cỗ khí tức cực lớn đột nhiên phóng ra. Ầm ầm! Trên không trung vang vọng tiếng sấm, năng lượng thiên địa đều trút xuống ngọn núi bằng xương trắng, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Động tĩnh kinh người này tiếp tục kéo dài nửa canh giờ, khi một đạo năng lượng thiên địa cuối cùng giống như tia chớp hung hăng rót xuống ngọn núi bằng xương trắng, lúc này ngọn núi bằng xương trắng hoàn toàn ngừng xoay tròn. Tạch! Cả ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng bắt đầu run rẩy, bành trướng, bắt đầu rạn nứt giống như muốn nổ tung vậy. Phanh phanh! Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngọn núi bằng xương trắng này rốt cuộc nổ tung, ngọn núi bằng xương trắng giống như kết nổi thiên địa nổ tung, giống như núi lửa phun trào. Cơ hồ tất cả xương cốt bị phá hủy thành bột phấn màu trắng, từ trên không trung rơi xuống, tựa như một luồng sóng xung kích khuếch tán ra toàn bộ không gian chung quanh. Bột phấn màu trắng che đậy không gian, khi tầm mắt mọi người khôi phục lại, một tiếng rít gào khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động vang vọng trong thiên địa. Giống. Thanh âm này giống như hổ gầm, sau khi ngọn núi bằng xương trắng nổ tung, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện giữa không trung. Trong đạo quang mang màu vàng này có một đạo thân ảnh màu xanh đang mở rộng hai tay, cái đầu ngẩng lên trên không trung, miệng rít gào một tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, một cỗ uy áp mênh mông từ trên thân thể người này truyền ra. Uy áp mênh mông khuếch tán khiến cho nguyên lực trên người tất cả đệ tử Phi Linh Môn Pê Hía Sa đình trệ, linh hồn run rẩy. Quang mang màu vàng đại thịnh, khí tức sắc bén, lạnh lẽo khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng thuộc tính kim ở trong thiên địa này kéo tới, quang mang rực rỡ, tựa như thần thích. Khí tức mênh mông này giống như thủy triều đang không ngừng lan tràn ra, khí tức này tuyệt đối đã đặt chân tới thông thiên cảnh, chỉ có người có tu vi thông thiên cảnh cảnh mới có khí thế kinh người như vừa rồi. Nhìn quang mang màu vàng trên không trung, Ma Linh yêu nữ nghi hoặc không thôi, miệng thì thào nói. Tên này không ngờ lại đột phá, rõ ràng đã đột phá thông thiên cảnh sơ giai, chỉ là khí tức này còn mạnh hơn người có tu vi thông thiên cảnh cao giai, còn có áo nghĩa chi nguyên kỳ lạ khác. Rốt cuộc tên này từ nơi nào tới, quả thực là tới từ thế giới thổ dân sao? Là trưởng môn đột phá thông thiên cảnh. Trưởng môn không có việc gì. Xa xa, đám người phạm thống, bàn xấu hòa thượng lên tiếng, dưới uy áp mênh mông này bọn họ bị áp chế tới khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ là trên mặt lại tràn ngập vẻ vui mừng. Trên không trung, quang mang màu vàng từ từ thu liễm lại, thân thể Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, trong hai mắt có quang mang màu vàng giống như thực chất nương theo khí tức man hoang bắn ra, sau khi quang mang màu vàng quanh thân thu liễm lại, kim quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Phù! Thở một ngụm chọc khí từ trong miệng ra, đánh văng gợn sóng trong không gian, tạo thành chấn động mạnh mẽ. Một lát sau, trong đại điện, Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp trừng lên nói. Chàng cũng thoải mái nha, một lần trốn tránh trọn 2 năm, để ta phải trông coi Phi Linh Môn 2 năm. Ta cũng không có trốn tránh a, ta cũng không có biện pháp nào khác. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. 2 năm trước rơi vào đường cùng, cuối cùng Lục Lâm Thiên thi triển hỗn độn âm dương quyết, trực tiếp thôn phệ nguyên lực của cương hỏa kia. Cương hỏa bị trọng thương, linh hồn phân thân cũng bị diệt. Tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung giai, tăng thêm Lục Lâm Thiên cũng là ngộ chân cảnh cao giai, bởi vậy sau khi tranh đoạt thôn phệ một phen, trải qua quá trình cực kỳ nguy hiểm hắn cũng đã triệt để thôn phệ cương hỏa, cuối cùng bắt đầu quá trình luyện hóa.
mà quá trình này cuối cùng kéo dài 2 năm, trong thời gian 2 năm, Lục Lâm Thiên thôn phệ, luyện hóa, lĩnh ngộ, cuối cùng cũng thuận lời đột phá tới thông thiên cảnh. Ma linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, ánh mắt không ngừng nghi hoặc, nói. Trên người của ngươi rốt cuộc có bí mật gì, thị hoang thế giới mà còn liên tiếp đột phá được, thậm chí trên phương diện lĩnh ngộ còn không có bình chướng, ngươi quả thực chính là quái vật. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ tu luyện là nó tự đột phá. Lục Lâm Thiên cũng không nói thật, cho nên hắn vội vàng thay đổi chủ để nói. 2 năm qua thực sự đã làm khổ nàng, đa tạ. Vừa rồi trong đại điện Lục Lâm Thiên đã tiếp xúc qua với đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Phạm Thống, Bàn Xấu Hòa Thượng, đối với chuyện 2 năm nay hắn đã hiểu được một chút. Liệt Hỏa Môn cũng chưa xuất thủ lần thứ ba, ngược lại Phi Linh Môn lại phát triển không tệ, nuốt không ít thế lực tam lưu. Thế lực bản thân tăng cường không ít, mà tất cả đều có Ma Linh Yêu Nữ âm thầm hỗ trợ. Ma Linh Yêu Nữ lườm Lục Lâm Thiên, nói. Nếu không phải ta còn chờ Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư thì ta cũng không quản Phi Linh Môn của ngươi. Ta đã dùng qua rất nhiều máu, đều không mạnh bằng máu của ngươi, máu huyết của ngươi có thể làm cho tốc độ tiến hóa của Vô Ảnh Phệ Thủy Độc Thư tăng lên rất nhiều, cũng có không ít chỗ tốt khác. Thậm chí còn làm cho lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn không ít. Sợ rằng Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư của ta cũng sắp tiến hóa lần thứ hai. Ngừng một lát, Ma Linh Yêu Nữ lườm Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng đám người Bạch Kim Đường, Phạm Thống, Bàn Xấu Hòa Thượng trong Phi Linh Môn người tuy rằng thực lực đều bình thường, chỉ là đều là nhân tài hiếm có. Lục Lâm Thiên cười cười, thực lực của đám người Bạch Kim Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng bình thường, thế nhưng đều là người chém giết từ trong thị hoang thế giới đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không kém. Thực lực của Phạm Thống trong mấy người này là kém nhất, chỉ là tính riêng phần khôn khéo lại cao hơn mấy người kia một bậc. Ma Linh Yêu Nữ muốn máu tươi. Lục Lâm Thiên đương nhiên không bận tâm. Lần trước hắn đã thiếu nợ nàng không ít, khóe miệng nở nụ cười, Lục Lâm Thiên nói với Ma Linh Yêu Nữ. Máu thì không thành vấn đề, mấy ngày nữa ta sẽ đưa cho nàng. Tâm tình của Ma Linh Yêu Nữ dường như cũng không tệ, nói. Xem ra ta lại chiếm tiện nghi, tu vi của ngươi càng cao, máu tươi càng hữu dụng, hiệu quả đối với Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư của ta càng tốt, tốc độ tiến hóa của Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư còn nhanh hơn. Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư của ngươi cuối cùng còn có thể tiến hóa tới mức nào? Lục Lâm Thiên càng ngày càng hiếu kỳ với Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, dù sao sau khi tiến hóa một lần nữa, đối phó với thông thiên cảnh cũng không có vấn đề. Nếu như tiến hóa lần thứ tư, muốn đối phó với đại đạo cảnh cũng là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Ma Linh Yêu Nữ nhảy lên, tư thái ngạo nghễ hiện lên, khiến cho người khác không nhịn được mà chú ý nhiều hơn. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Vốn hắn rất kiêng kỵ yêu nữ này, thế nhưng sau khi có thể chung sống hòa bình với yêu nữ này, Lục Lâm Thiên càng ngày càng nhận ra yêu nữ này quả thực có thiên phú mỗi ngày đều khiến cho người ta thổ huyết. Nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên đang đảo qua trên người mình, Ma Linh Yêu Nữ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhìn gì vậy, ta nói cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi thi thoảng liếc nhìn ta nhiều một chút, thế nhưng ngươi không được có chủ ý với An Thi Giao kia. Có nghĩ cũng không được, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. An Thi Giao, ta cũng không có ý gì với nàng ta. Nàng ta chỉ là đồng bọn hợp tác sinh ý của ta mà thôi. Từ trong miệng đám người Phạm Thống mà Lục Lâm Thiên biết được, trong 2 năm qua An Thi Ngọc đã mấy lần phái người tới liên hệ với hắn, đều không có hồi đáp, có lẽ hắn cũng nên tự mình tới đó một lần. Ma Linh Yêu Nữ đắc thế không buông tha người, nói. Tốt nhất là như vậy bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên cười khổ, khẽ nói. Đây chính là việc tư của ta, ngươi cũng quản quá rộng nha. Đôi chân trắng mõn như ngọc của Ma Linh Yêu Nữ bước ra, trực tiếp đi tới trước người Lục Lâm Thiên, đôi mắt mang theo sự vũ mị nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đừng quên, ngươi chính là tướng công áp trại của ta, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì ta sẽ phế ngươi. Dứt lời, ánh mắt của Ma Linh Yêu Nữ như vô tình. Cố ý nhìn vào vật hai chân Lục Lâm Thiên. Rõ ràng có ý tứ cảnh cáo. Sau đó nàng không thèm để ý tới Lục Lâm Thiên, mà thân thể mềm mại rời khỏi đại sảnh. Lục Lâm Thiên cười khổ nhìn bóng lưng Ma Linh Yêu Nữ rồi ngẩn người một hồi, một lát sau cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khóe miệng Lục Lâm Thiên vẫn nở nụ cười vui vẻ.
lần nữa đột phá tới thông thiên cảnh so với ngộ chân cảnh mà nói, là chênh lệch cực lớn, chênh lệch lớn tới bao nhiêu chỉ trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cũng tuyệt đối thỏa mãn, thì thào nói. Thời gian 2 năm cũng hơi dài a. Trong thời gian 2 năm này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đột phá quá dài, nếu như ở trong thiên trụ giới cũng tương đương với 120 năm. Lúc này nếu như có người khác nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, nhất định sẽ bị Lục Lâm Thiên đả kích tới chết. Trong vòng 2 năm từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, loại tốc độ như hỏa tiễn này Lục Lâm Thiên vẫn còn nói chậm, quả thực không muốn để cho người khác sống. Kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không phải ngại chậm, hắn cũng biết 2 năm rất nhanh, Lục Lâm Thiên chỉ cảm thán, nếu như ở trong thiên trụ giới thì hắn tiết kiệm không ít thời gian mà thôi, dù sao thứ hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Thế nhưng cho dù 120 năm, từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, tốc độ cũng đã giống như bay rồi. Hình như vẫn còn quên một chuyện a, ai? Lục Lâm Thiên thở dài một chuyện, hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Hắn thò tay một cái, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà lão ảnh giao cho hắn, cũng chính là nhẫn chữ vật của sư phụ, người được lão ảnh gọi là lão nhân gia kia. Trong chiếc nhẫn chữ vật này người sư phụ gọi là lão nhân gia lưu lại không ít thứ, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không có cách nào đoạt được toàn bộ, lão nhân gia đã bố trí cấm chế, mỗi khi đạt tới một cảnh giới thì Lục Lâm Thiên mới có thể mở cấm chế tương ứng, nhận được vật bên trong. Lúc trước khi đột phá tới phá giới cảnh, Lục Lâm Thiên cũng mở ra đạo cấm chế thứ nhất, hắn đạt được không ít phá giới cảnh quả cùng với lệnh bài chiến thiên liên minh. Mà khi còn là ngộ chân cảnh, Lục Lâm Thiên đã quên mở cấm chế tương ứng trong chiếc nhẫn chữ vật sư phụ lưu lại. Sau khi đối phó với ma linh yêu nữ kia, Lục Lâm Thiên đã thu lại chiếc nhẫn chữ vật này. Sau khi tới thị hoang thế giới hắn lại luôn bề bộn, cho nên cũng quên việc này. Bởi vì chỉ dừng chân tại đẳng cấp ngộ chân cảnh quá ngắn, cho nên bây giờ Lục Lâm Thiên mới nhớ tới. Tâm thần khẽ động, quang mang trong mi tâm Lục Lâm Thiên lóe lên, một đạo linh hồn lực lập tức tiến vào trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo linh hồn lực này đánh xuống, trên nhẫn chữ vật này bắt đầu có quang mang màu xanh hiện lên, quang mang chói mắt, có chút cổ xưa, dần dần có từng đồ án bí văn xuất hiện. Siêu! Cùng lúc! Trên mặt chiếc nhẫn chữ vật lộ ra quang mang màu xanh giống như có thứ gì đó tỉnh lại, quang mang màu xanh đại thịnh, tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức dò xét trong nhẫn chữ vật. Không gian gần vạn thước trong nhẫn chữ vật xuất hiện trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, tâm thần của Lục Lâm Thiên cũng đi tới một thạch thất. Thạch thất này tổng cộng có 9 gian, toàn thân màu xanh, mang theo khí tức, phong cách cổ xưa. Ngay khi tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét tới, vốn 8 gian còn lại đều bố trí cấm chế. Thế nhưng lúc này cấm chế trên gian thạch thất thứ 2 và thứ 3 bắt đầu rạn nứt. Ken két. Trong nháy mắt, cấm chế trên gian thạch thất thứ 2 và thứ 3 trực tiếp rạn nứt, cửa đá mở ra, tâm thần Lục Lâm Thiên cũng lập tức dò xét vào trong gian thạch thất thứ 2. Nhiều như vậy sao? Trong thạch thất, tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, trong thạch thất này có không ít hộp ngọc chồng chất, còn có một đống linh khí, từ khí tức mênh mông sắc bén bên trên linh khí có thể nhận ra, tuyệt đối là linh khí tiên thiên. Không ngờ toàn bộ đều là linh khí thiên thiên A. Lục Lâm Thiên cẩn thận tính toán, tổng cộng có 18 kiện, các loại thuộc tính đều có, còn có linh khí tiên thiên về linh hồn. Chỉ cần một kiện linh khí tiên thiên cũng đủ để khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh trực tiếp liều mạng cướp đoạt. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện tại cũng có không ít linh khí, thế nhưng không có một chút ngoài ý muốn nào, tất cả đều là linh khí hậu thiên mà thôi. Mà ngay cả đám người Bạch Kinh Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng, còn có cương hỏa khi trước cùng với viêm hỏa đang ở tầng thứ nhất thiên trụ giới cũng không có lấy một kiện linh khí tiên thiên trên người. Thanh đại đao bằng linh khí trong tay cương hỏa khi trước cũng bị huyết lục chém thành mảnh vỡ. Có thể nói, linh khí tiên thiên, coi như là trong tay người có tu vi thông thiên cảnh cũng tuyệt đối là bảo vật. Người có tu vi đại đạo cảnh cũng chỉ có một ít người mới có linh khí tiên thiên trong tay. Đặc biệt là trong thị hoang thế giới có vô số người, thế nhưng lại cằn cỗi vô cùng. Linh khí tiên thiên càng ít. 18 kiện linh khí tiên thiên khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ, cho dù bán đi cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Đương nhiên Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không làm kẻ phá sản mà bán đi như vậy. Trong thế giới này có rất nhiều phương pháp có thể kiếm tiền, thế nhưng có nhiều tinh thạch cũng không nhất định có thể mua được linh khí tiên thiên.
Tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức dò xét những hộp ngọc kia, lần nữa tâm thần mừng rỡ không ít, trong này không ngờ đều là đan dược. Những đan dược bên trong có vô số đan dược chân phẩm, trong đó còn có không ít đan dược thiên phẩm. Lục Lâm Thiên nhìn đại khái một chút, thế nhưng tác dụng của số đan dược trong này phân thành ba loại, một là tăng cường lĩnh ngộ, một là chữa thương, nhiều nhất chính là thứ trực tiếp tăng cường nguyên lực và linh hồn lực. Trong những hộp ngọc này sợ rằng tổng cộng cũng có trên 100 đan dược, giá trị tuyệt đối có thể so sánh với 18 kiện linh khí tiên thiên. Mang theo sự mừng rỡ, tâm thần Lục Lâm Thiên đi tới gian thạch thất thứ ba. Gian thạch thất thứ ba này lại nhanh chóng khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Bởi vì trong gian thạch thất thứ ba này tổng cộng cũng chỉ có hai hộp gấm, một lớn một nhỏ, dài 3 xích, rộng vài thước, nhỏ bằng lòng bàn tay. Trong cả gian thạch thất thứ ba này cũng chỉ có hai hộp gấm này, không có vật nào khác. Siêu siêu. Tâm thần thu lại, trong không gian của tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên xuất hai chiếc hộp gấm từ trong nhẫn chữ vật ra bên ngoài. Hai hộp gấm này xuất hiện trong tay, Lục Lâm Thiên nhanh chóng mở ra hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay đầu tiên. Thứ này là vật gì? Sau khi Lục Lâm Thiên mở ra hộp gấm, phát hiện ra bên trong hộp gấm không phải là đan dược, cũng không phải là linh khí. Chỉ có một vật không biết là chất liệu gì, sáng long lanh giống như mỹ ngọc, mỏng như hòn đá, có năng lượng nhàn nhạt chấn động. Thế nhưng cái vật giống như mỹ ngọc này bên trên có điêu khắc một đồ án này Lục Lâm Thiên lại nhận ra, chính là tiêu chí của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên không có cách nào dò xét ra được đây là thứ gì, thế nhưng bên trên có tiêu chí của Vạn Thiên Liên Minh, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đi tìm Thải Vân Thương Hội hỏi thăm. Hắn cũng phải đi Thải Vân Thương Hội một chuyến, Thải Vân Thương Hội còn đang cầm tiền của hắn, cho nên hắn phải tới lấy. Thu hồi khối ngọc này, Lục Lâm Thiên lập tức mở ra hộp gấm dài 3 xích thứ hai. Siêu siêu. Trong sát na khi hộp gấm được mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa lập tức đập vào mặt Lục Lâm Thiên. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc bắt đầu lan tràn, giống như một hung thú đã bị áp chế rất lâu trong hộp gấm, đột nhiên giãy giụa thoát khỏi áp chế vậy. Ầm ầm. Trong khí tức cổ xưa mang theo linh hồn lực mạnh mẽ, linh hồn lực này khuếch tán, không gian sau lưng Lục Lâm Thiên trực tiếp rạn nứt, bị nghiền nát thành từng khúc. Gợn sóng trong không gian giống như thời không loạn lan tràn ra chung quanh. Khục khục. Dưới cỗ linh hồn lực mạnh mẽ, hùng hỗn này ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng ngây ngốc, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước. Ông! Trong sát na này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên ầm ầm run lên, quang mang màu vàng tràn ngập, trong đầu Lục Lâm Thiên khôi phục thanh tỉnh. Lực lượng linh hồn hùng hồn trong hộp gấm cũng không có ý đồ công kích, chỉ là bị đè nén, tích lũy không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Hộp gấm vừa mới mở ra cho nên nó mới dâng trào mà thôi. Linh hồn lực thật mạnh. Thế nhưng linh hồn lực vừa mới dâng trào lên khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên rung động. Cỗ linh hồn lực bên trong hộp gấp không phải mạnh mẽ bình thường. Bằng không dùng lực lượng linh hồn của hắn, cũng không phải thiếu chút nữa chịu thiệt như vừa rồi. Khi lực lượng linh hồn bàng bạc tiêu tán trong không gian, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức chăm chú nhìn vào trong hộp gấm này. Trong hộp gấm có một thứ giống như khải giáp. Toàn thân có màu xanh trắng mang theo phong cách cổ xưa, tràn ngập một cỗ lực lượng linh hồn hùng hồn. Tương liên với khải giáp còn có 7 thanh trường kiếm màu trắng xanh. Trên 7 thanh trường kiếm màu trắng xanh này, chuôi kiếm đều có dấu vết giống như cự long hút nước, thân kiếm có long vân. 7 thanh trường kiếm và khải giáp đều có bí văn huyền ảo tương liên, khí tức linh hồn trên khải giáp vô cùng sắc bén, hùng hồn, giống như một đầu hung thú lặng lẽ ngủ mấy ngàn vạn năm, thậm chí cóp dài hơn. 7 thanh trường kiếm chính là móng vuốt sắc bén nhất của đầu hung thú này vậy. Rõ ràng là một kiện khải giáp, lặng lẽ ở trong hộp gấm, thế nhưng Lục Lâm Thiên nhìn qua lại cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Lúc này hắn có cảm giác giống như đang nhìn một đầu hung thú, khiến cho trong lòng đột nhiên cảm thấy nhỏ bé, trái tim nhảy lên, trong lúc mơ hồ linh hồn bỡ ngỡ. Thứ này là vật gì? Linh khí hay là khải giáp hộ thân? Lục Lâm Thiên dò xét khí tức trên khải giáp. Trong lòng run sợ không thôi. Khí tức này giống như bảo vật linh hồn, về phần cấp độ tuyệt đối không phải là linh khí tiên thiên, thế nhưng dường như còn kém thanh trụ hư không dực trong đan điền hắn một chút. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, đồng thời không ngừng suy đoán. Đây chẳng lẽ là linh khí áo nghĩa, cũng chỉ có bảo vật cấp độ áo nghĩa mới có thể xuất ra uy năng khủng bố như vậy. Ánh mắt có chút do dự, Lục Lâm Thiên khẽ cắn môi,
sau đó nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống khải giáp hộ thân. Siêu siêu, giọt máu của Lục Lâm Thiên rơi xuống, kiện khải giáp này lập tức run lên, giọt máu tươi nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong khải giáp. Suy suy, khải giáp cùng với 7 thanh trường kiếm trong thoáng chốc giống như sống lại, không ngừng rung rung, phát ra tiếng vang không ngừng, quang mang màu xanh trắng đại thịnh. Một cỗ khí thế kinh người giống như hung thú thức tỉnh dần dần bạo phát. Ông, hộp gấm trong tay Lục Lâm Thiên run rẩy, thanh âm giống như tiếng sấm minh. Khí tức trên khải giáp bắt đầu lan tràn ra, hộp gấm thoát khỏi bàn tay của Lục Lâm Thiên, lơ lửng trước người Lục Lâm Thiên, quang mang màu xanh trắng nương theo khí tức linh hồn đột nhiên khuếch tán. Nhân chủ, Lục Lâm Thiên không trì hoãn nữa mà một đạo linh hồn trong mi tâm lập tức rót vào trong khải giáp trong hộp gấm. Phanh, trong chốc lát, hộp gấm trực tiếp vỡ nát, một cỗ quang mang màu xanh trắng trực tiếp nhảy ra, quang mang đại thịnh giống như mặt trời lên cao. Chói mắt khiến cho Lục Lâm Thiên không có cách nào nhìn thẳng. Ngao ngao ngao. Thanh âm liên tiếp giống như long ngâm bỗng nhiên vang vọng, trong lúc mơ hồ trong quang mang màu xanh trắng giống như mặt trời ban trưa kia có hư ảnh cự long giống như vật còn sống không ngừng xoay tròn, uy áp hàng lâm khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên run sợ. Dưới từng tiếng long ngâm này, thân thể trực tiếp bị quang mang màu trắng xanh giống như mặt trời ban trưa này bao phủ vào bên trong. Trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ, khi linh hồn lực của hắn rơi vào trên khải giáp này, trong kiện khải giáp này lập tức có một đạo quang trụ chói mắt đánh tới, trực tiếp bao phủ hắn vào bên trong. Siêu! Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng cảm giác được, bản thân mình đã tới một không gian lạ lẫm. Trong không gian này có một cỗ linh hồn lực minh mông. Trong không gian khổng lồ này có 8 đầu cự long bằng hư ảnh đang xoay tròn. Ngao ngao ngoa! Hư ảnh 8 đầu cự long rít gào, trong 8 đầu có một đầu cự long đặc biệt khổng lồ. Hư ảnh 7 đầu cự long sau lưng hơi nhỏ hơn một chút. Chỉ là 8 đầu cự long bằng hư ảnh đều giống như vật còn sống, trông rất sống động, mang theo long uy kinh người, bộ dáng uy vũ dự tợn, uy áp ngút trời lan tràn. Dưới hư ảnh 8 đầu cự long này, cả không gian rung động không ngừng, không gian giống như sắp sụp đổ vậy. Hư ảnh 8 đầu cự long mang theo uy áp linh hồn minh mông lan tràn khiến cho linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng run lên. Thân thể liên tiếp lảo đảo lui lại phía sau. Tiểu hồn anh và đại hồn anh trong đầu cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa, trong vòng 2 năm cũng đã luyện hóa xong. Thực lực lại tăng một bước, đạt tới tình trạng có thể so sánh với thông thiên cảnh sơ giai. Ánh mắt của 8 đầu cự long bằng hư ảnh tập trung vào người Lục Lâm Thiên, uy áp linh hồn minh mông lan tràn, bên trong gợn sóng còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn, trực tiếp mở cái miệng rộng phóng tới Lục Lâm Thiên. Giống như là một cơn lốc bằng linh hồn cuồn cuộn kéo về phía trước. Uy áp linh hồn ngút trời bắp phủ, sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Đây thuần túy là công kích linh hồn, đối với những người khác mà nói, đây chính là công kích nguy hiểm nhất, thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Kim đao màu vàng trong đầu đã tỏa ra kim quang minh mông, trực tiếp ngăn cản uy áp linh hồn minh mông này ở bên ngoài. Có kim đao màu vàng ra tay, Lục Lâm Thiên càng cảm nhận được sự đáng sợ của uy áp linh hồn này bao nhiêu. Chỉ là hắn lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như là người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai khác, nếu như phải đối mặt với uy áp linh hồn do 8 đầu cự long này mang tới, sợ rằng linh hồn đã trực tiếp ngây ngốc, hai chân như nhũn ra, không có cách nào nhúc nhích, căn bản không có cách nào chống lại. Hư ảnh 8 đầu cự long hoàn toàn là do linh hồn ngưng tụ mà thành. Toàn thân có linh hồn minh mông chấn động khiến cho linh hồn người ta chấn động theo. Hư ảnh 8 đầu cự long lập tức đi tới trước người Lục Lâm Thiên. 8 cơn lốc bằng linh hồn vây khốn Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên giống như một con thuyền cô độc trong ngày biển động, lảo đảo, lắc lư không ngớt. Dưới cơn lốc bằng linh hồn khủng bố này, Lục Lâm Thiên cũng lập tức phát hiện ra mình căn bản không có cách nào điều động áo nghĩa các loại năng lượng khác đối kháng. Trong không gian này, thứ duy nhất hắn có thể điều động chính là áo nghĩa linh hồn. Siêu! Chỉ là ngay khi Lục Lâm Thiên định thúc giục linh hồn lực chống lại 8 đầu cự long bằng hư ảnh này, trong mi tâm của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đạo kim quang bắn ra, quang mang màu vàng lan tràn, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng này, một cỗ khí tức sắc bén mênh mông phóng ra, hư ảnh 8 đầu cự long dường như cảm nhận được thứ gì đó, thân thể khổng lồ trực tiếp đình trệ. Trong đôi mắt sự tợn hiện lên vẻ sợ hãi. Ngao ngao. 8 đầu cự long rít gào cuồn cuộn, vây quanh quang mang màu vàng,
thế nhưng cũng không dám tới quá gần quang mang màu vàng. Tám đầu cự long mang theo tám cơn lốc bằng linh hồn rít gào, hoàn toàn vây khốn quy nác mang màu vàng. Linh hồn lực mênh mông ở chung quanh nhộn nhạo, rít gào, giống như có tám cơn lốc bằng linh hồn đang không ngừng rít gào, xoay tròn quanh quang mang màu vàng. Lục Lâm Thiên ở trong quang mang màu vàng, ánh mắt kinh hãi, quang mang màu vàng này chính là do kim đao màu vàng trong đầu hắn tạo ra. Áo nghĩa linh hồn, đây là thứ do áo nghĩa ngưng tụ. Lục Lâm Thiên trong quang mang màu vàng, ánh mắt luôn nhìn vào hư ảnh tám đầu cự long, nhất cử nhất động của tám đầu cự long, bất luận một hành động nào đều ẩn chứa áo nghĩa linh hồn. Linh khí áo nghĩa, đây là linh khí áo nghĩa. Nhìn hư ảnh tám đầu cự long, rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng có thể khẳng định kiện khải giáp này tuyệt đối là một kiện linh khí áo nghĩa. Linh khí cấp độ càng cao, muốn dung hợp lại càng khó khăn. Muốn dung hợp mà nói, cần phải trải qua khảo nghiệm ẩn chứa bên trong linh khí áo nghĩa, một khi thất bại chính là chuyện cửu tử nhất sinh. Lần trước khi dung hợp thanh trụ hư không dực, Lục Lâm Thiên cũng đã trải qua khảo nghiệm trong không gian áo nghĩa. Cuối cùng hắn ở trong không gian áo nghĩa cũng tiến bộ cực lớn, khiến cho lĩnh ngộ của hắn về áo nghĩa không gian lại một lần nữa tiến bộ, không dưới các áo nghĩa còn lại. Mà lúc này đối mặt với tám đầu cự long bằng hư ảnh, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng suy đoán ra đại khái. Hư ảnh tám đầu cự long này đang khảo nghiệm hắn, nếu như không có cách nào thông qua, sợ rằng hắn sẽ phải hồn phi phách tán. Thế nhưng có kim đao màu vàng can thiệp, hư ảnh tám đầu cự long này căn bản không có cách nào khảo nghiệm được hắn. Linh khí áo nghĩa A, trong lòng Lục Lâm Thiên kích động. Cho dù bằng vào tâm cảnh hiện giờ của Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà kích động. Một kiện linh khí áo nghĩa đủ để khiến cho cường giả niết bàn cảnh, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng phải liều mạng cướp đoạt. Theo Lục Lâm Thiên biết, thần khí áo nghĩa, cho dù là đối với người có tu vi hóa hồng cảnh trong truyền thuyết cũng là bảo vật. Trước mặt bảo vật, sau khi kích động một lát, Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười khổ. Sư phụ lão nhân gia quả thực dễ ý tới hắn, vừa mới đột phá thông thiên cảnh sơ giai đã cho một hắn một kiện linh khí áo nghĩa để dung hợp. Đây còn là linh khí áo nghĩa linh hồn, nếu như là người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai bình thường, sợ rằng sẽ chết trong khảo nghiệm của linh khí áo nghĩa, trực tiếp chết. Lúc này tám đầu hư ảnh cự long trong linh khí áo nghĩa cũng không cách nào khảo nghiệm với Lục Lâm Thiên, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào làm gì được hư ảnh tám đầu cự long. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức mỉm cười, lúc này hắn có lẽ đang ở trong không gian của linh khí áo nghĩa, chỉ cần có thể lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn. Đến lúc đó có thể đối phó với tám đầu cự long bằng hư ảnh này. Dù sao tám đầu cự long này cũng khảo nghiệm hắn mà không phải là đánh chết hắn. Lục Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn. Hư ảnh tám đầu cự long này đều là áo nghĩa linh hồn ngưng tụ, tất cả đều có liên quan tới áo nghĩa linh hồn, tương liên với áo nghĩa linh hồn. Dùng tốc độ lĩnh ngộ biến thái của Lục Lâm Thiên, chỉ trong nháy mắt đã chìm đắm trong lĩnh ngộ. Trong một sơn mạch xanh biếc, có không ít kiến trúc liên miên, cũng có chút to lớn. Trong đó có một tòa kiến trúc giống như cung điện, vô cùng tráng lệ, cửa ra vào và trên quảng trường gần đó tùy thời đều có đệ tử mang theo khí tức sắc bén tuần tra không ngừng. Trong đại điện lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi, ánh mắt chớp động mang theo vẻ giận dữ. Đại ca, một lão giả ngồi bên dưới, người mặc y phục màu đỏ, thân thể rắn chắc, tính tình nóng nảy đột nhiên đứng dậy nói với lão giả trên chủ vị. Phi linh môn này càng ngày càng làm càn, sau khi chiếm đoạt hơn 10 sơn môn nhị lưu, hiện tại ngay cả người của thất sát môn cũng không để trong mắt. Trên chủ vị, một người trung niên ngồi ngay ngắn, người mặc trường bào màu tím, mái tóc dài xõa tới vai, dưới hàng lông mày kiếm có đôi mắt to, tràn ngập gian trá, khôn khéo, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác sẽ bị tính toán. Khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười. Người trung niên này nhìn lão giả mặc y phục màu đỏ đang giận dữ ở phía dưới nói. Thất đệ, phi linh môn này hiện tại thế nào rồi? Bên người lão giả đang giận dữ kia có một trung niên áo lam ngẩng đầu lên nói. Còn có thể thế nào, bạch kinh đường của phi linh môn kia ỷ vào thực lực sau khi đột phá thông thiên cảnh lập tức chiếm đoạt các thế lực tam lưu chung quanh, giống như không để các sơn môn khác vào trong mắt vậy. Trắng trợn chiếm đoạt. Người trung niên trên chủ vị nghe vậy. Ánh mắt khẽ đổi nói. Bạch kinh đường kia hóa ra chỉ có thực lực vậy thôi sao, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Không ngờ trong thị hoang thế giới này lại còn có thể đột phá thông thiên cảnh, có lẽ vừa vặn đột phá tới thông thiên cảnh.
Ở bên ngoài tiểu thế giới có lẽ còn coi như không tệ, thế nhưng trong thị hoang thế giới này còn chưa tới phiên hắn làm càn. Lão giả giận dữ kia ngắt lời trung niên nói. Bạch Kinh Đường này vốn thực lực không được tốt lắm, thế nhưng không biết vì sao, trong 2 năm này, hơn 10 sơn lưu tam môn không phải bị diệt thì bị thâu tóm. Vài ngày trước đệ tử thất sát môn chúng ta muốn nhân cơ hội đi kiếm chỗ tốt lại bị đệ tử phi linh môn giáo huấn. Ánh mắt người trung niên kia trầm xuống, nói. Liệt hỏa môn 2 lần ăn thiệt thòi, phi linh môn nhất định có át chủ bài, có thăm dò được tin tức nội bộ trong phi linh môn hay không? Một hán tử mặc áo bào màu trắng nói. Đại ca, theo ta được biết, sau trận chiến 2 năm trước của phi linh môn và liệt hỏa môn, trưởng môn phi linh môn gọi là Lục Lâm Thiên kia từ lúc chiến một trận với Cương Hỏa vẫn không có xuất hiện. Đồn rằng Lục Lâm Thiên và Cương Hỏa đã đồng quy vô tận. Hiện tại đứng sau lưng phi linh môn dường như là một nữ nhân, mặt khác hẳn là không còn cường giả nào khác. Liệt hỏa môn không tiếp tục ra tay là bởi vì 2 người hỏa hồ và thiên hỏa đều bế quy na không ra. Chỉ có 1 mình địa hỏa, Cương Hỏa lại gặp chuyện không may cho nên địa hỏa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sao? Trung niên luôn mỉm cười kia nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút chấn động, do dự một chút rồi nói. Phi linh môn nhất định có át chủ bài, nếu như là lúc trước chúng ta sẽ mặc kệ bọn chúng sống chết với liệt hỏa môn. Thế nhưng hiện tại lại không giống như vậy, thất sát môn ta không còn là thất sát môn trước kia, về sau coi như là Đông Tinh Xà, Lưu Thứ Tháp, Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đầu Môn cũng phải cho chúng ta một ít mặt mũi. Đại ca, ý tứ của huynh là... Bên dưới, ánh mắt mấy người kia lập tức run lên, nhìn vào người trung niên trên chủ vị. Người trung niên kia khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nàng đã đồng ý gia nhập thất sát môn chúng ta, cho nên nếu như phi linh môn này không biết nặng nhẹ mà nói, chúng ta có thể cho bọn chúng một chút giáo huấn, thế nhưng cũng không thể quá mức. Trong phi linh môn sợ rằng có chút không đơn giản, nếu như chúng ta động thủ với phi linh môn, người cao hứng nhất sợ rằng chính là lão giả địa hỏa kia. Lão giả mặc y phục màu đỏ lập tức nói. Đệ sẽ tự mình đi, đệ muốn tự mình dạy dỗ đám người phi linh môn một chút, trong lòng đệ sẽ có chừng mực. Siêu siêu. 8 cơn lốc bằng linh hồn cực lớn bao phủ, Lục Lâm Thiên đang được quang mang màu vàng không biết từ khi nào đã đứng dậy, quang mang màu vàng cũng đã biến mất từ lúc nào. Ngao ngao. Từng tiếng long ngâm, ấn chứa công kích linh hồn trong sóng âm vang lên, có một chút giống như toái hồn sư tử hống. Lúc này Lục Lâm Thiên ở trong biển công kích linh hồn lại không bị ảnh hưởng một chút nào, so với 8 cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo kia, thân thể nhỏ nhỏ trong 8 cơn lốc do 8 đầu cự long bằng hư ảnh tạo ra giống như một chiếc lá rụng trong gió bão, theo gió bay đi, giống như tùy thời sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Chỉ là nếu cẩn thận nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra, Lục Lâm Thiên nhìn như lung lay sắp đổ trong 8 cơn lốc bằng linh hồn, thế nhưng kỳ thực mỗi một cử động của thân ảnh đều ẩn chứa đường cong huyền ảo. Dần dần tương liên với 8 cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo. Nhìn như ở trong 8 cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo có vẻ nguy hiểm, thế nhưng trên thực tế lại dần dần nhàn nhã. Trong 8 cơn lốc bằng linh hồn, từng tiếng gầm gừ từ trong miệng hư ảnh cự long vang vọng, Lục Lâm Thiên càng ngày càng nhẹ nhõm, toàn thân có khí tức linh hồn mênh mông tràn ra. Trong lúc mơ hồ giống như có thể chống lại 8 cơn lốc bằng linh hồn mênh mông vậy. Bỗng nhiên, Lục Lâm Thiên ở trong 8 cơn lốc bằng linh hồn đạp không mà đứng, 8 cơn lốc bằng linh hồn đình trệ, 8 đầu cự long bằng hư ảnh hiện lên, xoay quanh giữa không trung khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ. Không sai biệt lắm, phá cho ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, năng lượng linh hồn minh mông trong nháy mắt này phô thiên cái địa lan tràn ra. Trong tay chốc lát đánh ra 7 đạo trưởng ấn, 7 đạo trưởng ấn tức thì phóng về phía 7 đầu cự long bằng hư ảnh nhỏ hơn kia. Cùng lúc, trưởng ấn đánh ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên lao thẳng về phía đầu cự long bằng hư ảnh có thể tích lớn nhất. Một đạo trưởng ấn mang theo lực lượng linh hồn minh mông giống như sấm sét đánh về phía đầu cự long bằng hư ảnh thứ 8. Ầm ầm, trưởng ấn đánh xuống, hư ảnh cự long run lên, 7 đầu cự long gần đó bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hóa thành linh hồn lực minh mông tán loạn trong không gian. Siêu, đầu cự long bằng hư ảnh thứ 8 run lên, lập tức giãn nứt. Cuối cùng trong mi tâm có một đạo quang trụ trực tiếp dung nhập vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Sau đó trong nháy mắt đầu cự long bằng hư ảnh này cũng hóa thành năng lượng linh hồn minh mông trực tiếp tán loạn trước người Lục Lâm Thiên. Hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, một cỗ lực lượng linh hồn minh mông trực tiếp vọt vào trong không gian linh hồn của Lục Lâm Thiên.
Năng lượng linh hồn mênh mông dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, kim đao màu vàng lần nữa có động tĩnh, có chút vui sướng, một cỗ hấp lực cực lớn lao tràn, nhanh chóng thôn vệ năng lượng linh hồn mênh mông này vào trong thân đao. Năng lượng linh hồn này so với bất luận một đạo năng lượng linh hồn nào trên đại lục còn khổng lồ hơn. Lúc này kim đao màu vàng càng vô cùng hưng phấn thôn vệ. Dưới năng lượng linh hồn tinh thuần này, trình độ vui sướng của kim đao màu vàng tăng tới đỉnh điểm, đây là tình trạng mà trước nay Lục Lâm Thiên chưa từng gặp. Trong quá trình này, đại hồn anh và tiểu hồn anh, khi kim đao màu vàng ăn thịt thì bọn chúng cũng có thể ăn được chút cảnh. Chỉ nhận được một phần năng lượng linh hồn cực nhỏ, thế nhưng cũng khiến cho đại hồn AH và tiểu hồn anh nhận được lợi ích không nhỏ. Thời gian lần nữa qua đi, năng lượng linh hồn mênh mông chung quanh Lục Lâm Thiên dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Không gian chung quanh bắt đầu sôi trào. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Không biết từ khi nào, quanh thân Lục Lâm Thiên thậm chí còn có một vòng quang mang màu trắng, một cỗ khí tức linh hồn tinh thuần mà bàng bạc khuếch tán ra. Tràn ngập linh hồn tinh thuần chấn động, dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm rung động, trong năng lượng linh hồn mênh mông này có một cỗ tin tức khổng lồ cũng xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Bên trong tin tức có nói tới phương pháp sử dụng kiện khải giáp này và lai lịch của nó. Từ trong tin tức Lục Lâm Thiên biết được, kiện khải giáp này gọi là Long Hồn Kiếm Giáp, đây tuyệt đối là một kiện thần khí áo nghĩa linh hồn. Tài liệu luyện chế chủ yếu không ngờ là 7 cường giả long tộc niết bàn cảnh cao giai cùng với một thân thể và linh hồn của cường giả tuyên cổ cảnh long tộc. Tài liệu của Long Hồn Kiếm Giáp là do xương cốt của cường giả tuyên cổ cảnh luyện chế mà thành. 7 thanh trường kiếm chính là do xương cốt của 7 cường giả niết bàn cảnh cao của long tộc luyện chế ra. Trung tâm chính là linh hồn của 7 cường giả niết bàn cảnh cao giai của long tộc và một cường giả tuyên cổ cảnh long tộc. Tài liệu chủ yếu luyện thành linh khí áo nghĩa như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên rung động, người có thể luyện chế thành linh khí áo nghĩa như vậy sợ rằng không phải người bình thường có thể làm ra được. Tài liệu tuyệt đối là tổng bảo, vượt qua cấp độ các bảo vật mà Lục Lâm Thiên thường tiếp xúc. Lục Lâm Thiên lập tức nghiên cứu phương pháp sử dụng và thi triển của Long Hồn Kiếm Giáp. Khi linh hồn lực chung quanh đều tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên hết, lúc này kim đao màu vàng vẫn còn chưa thỏa mãn mà trở lại trên tiểu hồn anh. Trong đầu Lục Lâm Thiên, tiểu hồn anh và đại hồn anh dưới năng lượng linh hồn mênh mông cũng đạt được chỗ tốt kinh người. Linh hồn lực chính là một trong những loại lực lượng khó có thể tăng cường nhất, tê trên phương diện linh hồn lực, Lục Lâm Thiên nhận được không ít kỳ ngộ, khiến cho linh hồn lực so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Lúc này năng lượng linh hồn rót vào, tuy rằng bị kim đao màu vàng cướp đi một đám lớn chỗ tốt, thế nhưng đại hồn anh và tiểu hồn anh vẫn nhận được chỗ tốt không ít. Năng lượng linh hồn bình thường trở lại, hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên cũng lập tức mở ra, tinh quang bắn ra, cùng lúc, cả không ít nơ đột nhiên run lên, một cỗ quang mang màu xanh trắng phóng tới. Ngao! Trong lúc mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang vọng, trong không trung lập tức có tiếng xoẹt xoẹt vang lên, thanh âm giống như vang vọng lên tận mây xanh, đồng thời còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta run rẩy lan tràn, từng đạo lưu quang màu trắng xanh lập tức bao phủ lên người Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, lưu quang xẹt qua không gian trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên, tiếp đó, 7 đạo lưu quang theo thứ tự rơi vào hai tay và sau lưng Lục Lâm Thiên, lập tức tạo thành một kiện khải giáp màu trắng xanh. Kiện khải giáp này do vô số long lân màu trắng xanh tạo thành, tầng tầng lớp lớp, tương liên chặt chẽ với nhau, thậm chí còn bao phủ từ đầu tới chân Lục Lâm Thiên. Long lân trên vai và đầu gối đặc biệt dày, long lân trước ngực thì tạo thành một đồ án giống như đầu rồng. Long uy từ trên không ngừng lan tràn ra, tựa như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn, khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác hung hãn, uy vũ không thôi. Thứ quái dị nhất chính là trên hai tay Lục Lâm Thiên, từ mu bàn tay tới khuỷu tay đều có bí văn giống như kiếm gãy. Mà ở sau lưng Lục Lâm Thiên thì đeo 5 thanh trường kiếm, 7 thanh trường kiếm đều tương liên với khải giáp, tạo thành một thể nguyên vẹn. Lúc này Lục Lâm Thiên được khải giáp bao phủ nhìn qua có chút hung hãn. Lại nhẹ nhàng phiêu giật, khải giáp nhìn giống như tự nhiên thiên thành, khí tức làm cho lòng người rung động, hoàn mỹ vô cùng. 5 thanh trường kiếm sau lưng run run không ngớt, khí tức linh hồn khủng bố đột nhiên phóng ra, uy áp kinh người lan tràn khiến cho không gian vô thanh vô tức vặn vẹo, giống như chỉ cần rút trường kiếm ra khỏi vỏ là có thể triệt để phá hủy tất cả vậy. Đây là Long Hồn Kiếm Giáp sao? Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn Long Hồn Kiếm Giáp trên người, ánh mắt rung động không thôi.
linh khí áo nghĩa a, đây không phải là linh khí bình thường, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Từ trong tin tức mà Lục Lâm Thiên biết được, Long Hồn Kiếm Giáp chính là một kiện linh khí áo nghĩa công thủ vẹn toàn. Bảy thanh Long Hồn Kiếm chính là thứ để công kích. Long Hồn Kiếm Giáp trong đám linh khí cung cấp coi như là thứ có uy lực mạnh nhất, linh khí áo nghĩa có thể so sánh với nó cũng không có nhiều. Trên mặt Lục Lâm Thiên tràn ngập vẻ mừng rỡ, có linh khí áo nghĩa linh hồn trên người, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại một lần nữa mạnh hơn không ít. Xoẹt! Lúc này Long Hồn Kiếm Giáp lập tức hóa thành lưu quang, phai nhạt trên người Lục Lâm Thiên, sau đó lại tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên giống như không bị Lục Lâm Thiên khống chế vậy. Trong chốt lát này Lục Lâm Thiên ứa mồ hôi lạnh ra, bởi vì kim đao màu vàng không để cho bất luận một linh khí nào tiên vào trong đầu hắn. Không xong. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên lo lắng, tim như muốn rụng xuống, muốn nhanh chóng thu hồi Long Hồn Kiếm Giáp trở về cũng không còn kịp. Đây chính là linh khí áo nghĩa a, nếu như bị hủy thì hắn khóc không ra nước mắt, thậm chí còn khóc tới chết. Siêu. Long Hồn Kiếm Giáp tiến vào trong đầu, ngay khi tim Lục Lâm Thiên như rụng xuống. Kim đao màu vàng lập tức có động tĩnh, đi tới trước người Long Hồn Kiếm Giáp. Xong, chết ta rồi. Lục Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, trong sát na này trong lòng đổ máu. Thế nhưng lúc này dường như Long Hồn Khải Giáp cảm nhận được sự uy hiếp của kim đao màu vàng mà lập tức run lên, vô số tiếng long ngâm vang lên liên tục. Ngao ngao. Tiếng long ngâm vang vọng, hư ảnh tám đầu cự long lập tức từ trong Long Hồn Kiếm Giáp bắn ra. Ông. Cùng lúc. Kim đao màu vàng run lên, kim quang trong đó bắn ra, kim quang vạn trượng, chiếu rọi không gian trong đầu. Kim quang lan tràn, hư ảnh tám đầu cự long lập tức run rẩy không ngớt, lập tức cảm thấy kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, tổng chớp mắt ngắn ngủi, tám đầu cự long bằng hư ảnh giống như côn trùng phủ phục trước người kim đao màu vàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ông! Kim đao màu vàng xoay tròn chung quanh tám đầu cự long bằng hư ảnh một vòng. Giống như đang đánh giá gì đó, cuối cùng lại kêu lên một tiếng giống như sấm sét, tám đầu cự long bằng hư ảnh sợ hãi lui lại, tiếp đó trung thực trở lại trong Long Hồn Kiếm Giáp. Siêu. Lúc này kim đao màu vàng mới lười biếng trở lại trên đỉnh đầu tiểu hồn anh, không ngờ lại không bổ một đao chém đôi Long Hồn Khải Giáp này, mà giống như đồng ý để cho Long Hồn Kiếm Giáp lưu lại trong đầu vậy. Long Hồn Kiếm Giáp lúc này mới sợ hãi, rụt rè tiến lên, đi tới bên người tiểu hồn anh. Một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp hấp thu một cỗ năng lượng linh hồn trên người tiểu hồn anh rồi xoay quanh bên người tiểu hồn anh. Phù! Cảm nhận tất cả biến hóa này, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, mãi một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi hắn bị dọa tới mức tim như ngừng đập. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, đám người viêm hỏa, thạch ngọc đồ cùng với đồng thất đang ngẩn ngơ. Trong thời gian 2 năm, cũng chính là 20 năm trong này Lục Lâm Thiên lại đột phá A. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới là 20 năm A. Mà đám người vấn thân mạc lại ngây ngốc trong thiên trụ giới vô cùng lâu. Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, thân ảnh xuất hiện trước mặt lão giả mặc áo bào màu đỏ, mắt nhìn lão giả áo đỏ này vô cùng hài lòng. Lão giả áo đỏ dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt khẽ động rồi lập tức mở ra, tinh quang trong mắt giống như hỏa diễm bắn ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu lan tràn, khi hắn nhìn thấy thân ảnh trước mặt lập tức đứng dậy hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Chúng mừng ngươi đột phá tới thông thiên cảnh trung giai, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nâng viêm hỏa, sau 25 năm, viêm hỏa phục dụng huyền nguyên đan, cũng từ thông thiên cảnh sơ giai đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Mặc dù chỉ đột phá một giai, thế nhưng thực lực lại tiến bộ cực lớn. Viêm hỏa đứng dậy thi lễ thật sâu. Tới thời điểm này hắn cũng đã biết rõ, thứ Lục Lâm Thiên cho hắn vốn cũng không phải là độc đan gì, mà trọng bảo huyền nguyên đan. Trong thị hoang thế giới này, giá trị của phần đan dược này cơ hồ trên trăm ức, thế nhưng có tiền cũng không mua được. Nếu như ở liệt hỏa môn thì hắn làm sao có thể nhận được chỗ tốt cực lớn như vậy, cho nên thanh âm cung kính hơn nhiều, nói. Đa tạ trưởng môn thành toàn, viêm hỏa ta tuy rằng là người liệt hỏa môn quy hàng, thế nhưng nếu như trưởng môn không chê, từ nay về sau ta nguyện đi theo bên cạnh trưởng môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có những lời này là đủ rồi, phi linh môn hiện tại quả thực rất cần những người như viêm hỏa phó đường chủ. Viêm hỏa nghe vậy nghi ngờ nói. Trưởng môn, phó đường chủ gì vậy? Về sau ngươi chính là phó đường chủ vũ đường của phi linh môn.
Lục Lâm Thiên nói rồi lập tức mang theo Viêm Hỏa đi tới một không gian khác, nhìn thấy Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ, hai người Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ trong thời gian hơn 20 năm cũng đã từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh. Chỉ cách một giai, thế nhưng lại là cái hào rộng cực lớn. Lúc này hai người đột phá lập tức cảm kích với Lục Lâm Thiên không thôi. Thạch Ngọc Đồ đã quy thuận, sau khi Đồng Thất đột phá càng thêm cảm kích. Nhìn thấy hai người có thể đột phá, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ cao hứng. Tăng thêm ba người này và hắn, còn có Bạch Kinh Đường, hiện tại trong Phi Linh Môn thoáng cái có 5 người có tu vi thông thiên cảnh. Đội hình này so với 2 năm trước đây lại lần nữa mạnh hơn. Lục Lâm Thiên trực tiếp đem Đồng Thất giao cho Viêm Hỏa, Thạch Ngọc Đồ thì tiếp tục ở với Bạch Kinh Đường. Cũng nói tác dụng của các đường trong Phi Linh Môn cho đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đem theo người đi tới chỗ Vấn Thân Mạc. Trong thời gian hơn 20 năm đám người Vấn Thân Mạc đã luyện hóa đồng tài liệu luyện khí như núi kia. Mà Vấn Thân Mạc lại nhanh chóng giao cho Lục Lâm Thiên không ít nhẫn chữ vật. Bên trong chính là thứ mà Linh Đường cùng với hắn bận rốt suốt hơn 20 năm nay. Sau khi Lục Lâm Thiên kiểm tra từng chiếc nhẫn chữ vật cũng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian hơn 20 năm, người Linh Đường vốn cũng không nhiều lắm, thế nhưng lại luyện chế ra không ít đồ vật. Vẫn Thân Mạc không hổ là người có thiên phú hơn người trên phương diện luyện khí, không ngờ cũng có thể luyện chế ra được một chiếc chiến hổ phi hạm. Đương nhiên nếu như Lục Lâm Thiên biết được Vẫn Thân Mạc tốn bao nhiêu tài liệu luyện khí mới luyện chế ra được phi hổ chiến hạm mà nói, nhất định trong lòng sẽ nhỏ máu. Người Linh Đường tới Thiên Trụ Giới cũng đã được 20 năm, Lục Lâm Thiên lập tức mang mọi người rời khỏi Thiên Trụ Giới. Cũng nghiêm cấm mọi người không được tiết lộ Thiên Trụ Giới, chỉ có đệ tử hạch tâm nhất trong Phi Linh Môn mới biết được chuyện này. Sau khi tất cả mọi người biết rõ chỗ tốt này, đồng thời cũng tương đương với việc là hạch tâm của Phi Linh Môn, đương nhiên bọn họ sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Giới, lúc này đã là hoàng hôn, Lục Lâm Thiên liền đi tìm Phạm Thống, bảo hắn thông báo cho đường chủ cùng với các trưởng lão và người có tu vi ngộ chân cảnh trong Phi Linh Môn đi tới đại điện. Sau đó Lục Lâm Thiên lại đi tìm Ma Linh Yêu Nữ, đem một bình ngọc giao cho Ma Linh Yêu Nữ, đây chính là máu mà khi còn ở trong Thiên Trụ Giới hắn trích ra. Ma Linh Yêu Nữ nhìn bình ngọc, nở nụ cười thỏa mãn rồi không khách khí thu vào trong tay, nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt trên khuôn mặt tinh xảo khẽ chớp chớp, nói. Mấy ngày nay ngươi lại đi đâu? Lục Lâm Thiên tiến vào trong Thiên Trụ Giới dung hợp với Long Hồn Kiếm Giáp đã được nửa năm, bên ngoài chỉ có 3 ngày. Chuyện Thiên Trụ Giới Lục Lâm Thiên còn chưa muốn để cho Ma Linh Yêu Nữ biết được cho nên nói. Vừa mới đột phá cho nên ta đi tìm nơi củng cố tu vi. Ma Linh Yêu Nữ rõ ràng không tin lời này của Lục Lâm Thiên, nàng khẽ lườm hắn rồi nói. Ta không tin, rõ ràng ngươi có chuyện gạt ta, đúng rồi, bây giờ ngươi không sao rồi chứ. Có phải nên theo ta trở lại Phong Vân Sơn hay không? Lục Lâm Thiên sững sờ, nói. Trở lại Phong Vân Sơn làm gì? Ma Linh Yêu Nữ như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên, đương nhiên là trở về Phong Vân Sơn kết hôn à? Kết hôn? Lục Lâm Thiên đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt âm thần biến đổi nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta có chút chuyện phải đi, phải sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn mới được. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không dám trêu vào yêu nữ này, đừng nhìn hiện tại nàng dễ nói chuyện. Thế nhưng nữ nhân đều giống như, nói trở mặt là trở mặt. Lục Lâm Thiên sợ một khi Ma Linh Yêu Nữ này khó chịu, trực tiếp bắt hắn ra khỏi thị hoang thế giới, vậy thì phiền phức lớn. Ma Linh Yêu Nữ rất hài lòng với biểu hiện của Lục Lâm Thiên, nói. Vậy ngươi muốn thời gian bao lâu, ta cũng không có thời gian chờ quá lâu. Không lâu đâu, rất nhanh, nhanh thôi. Còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã rời khỏi phòng của Ma Linh Yêu Nữ. Ma Linh Yêu Nữ mở miệng cười cười, nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên rồi thì thào nói. Tên này cũng có chút ý tứ. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa còn được ánh nắng chiều phủ lên, đám mây vốn trắng nõn lúc này như được nhuộm màu vàng hồng. Dần dần vào đêm, không gian ngày càng yên tĩnh, sơn mạch phía trước đã đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nhìn qua có vẻ mỹ lệ. Trong đó có một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững ở phía chân trời. Trên ngọn núi, từng vì sao xuất hiện, lập lòe trên bầu trời bao la mờ mịt, ngọn núi hơi nghiêng, trên núi có từng tảng đá máu xám trơn bóng. Lúc này có một đạo thân ảnh đang ngồi trên tảng đá,
ánh mắt nhìn về phía xa, người mặc một bộ áo xanh, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng vĩnh viễn mang theo tà khí. Nhìn phương xa, Lục Lâm Thiên thì thào nói. Mẫu thân, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Kinh Vân, Du Thược, Sư Phụ, mọi người vẫn khỏe chứ? Sáng sớm, trong đại điện Phi Linh Môn, lúc này đã có hơn 10 người đang ngồi, tuyệt đại bộ phận đều là người có tu vi ngộ chân cảnh, còn có một ít là trưởng lão phá giới cảnh cùng với hộ pháp đã gia nhập Phi Linh Môn từ trước đó. Người có tu vi ngộ chân cảnh có mặt trong đại điện lúc này cũng có 20 mấy người. Đám người có tu vi thông thiên cảnh là Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Thạch Ngọc Đồ, Đồng Thất. Khi Lục Lâm Thiên tới đại điện, mọi người hành lễ, có một ít người lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn trong lời đồn đãi, cho nên ánh mắt không khỏi nhìn trưởng môn thêm vài lần. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên ý bảo mọi người miễn lễ, trước mặt mọi người Lục Lâm Thiên lập tức tuyên bố Viêm Hỏa và Đồng Thất gia nhập Phi Linh Môn. Đồng thời cũng móc ra 8 kiện linh khí tiên thiên giao cho Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Đồng Thất, đồng thời còn chọn ra 5 người có tu vi ngộ chân cảnh khác. Trong lúc mọi người đang hưng phấn, Lục Lâm Thiên rèn sắt khi còn nóng, Lục Lâm Thiên đem 2 khỏa thông thiên đan trong 3 khỏa thông thiên đan trên người giao cho 2 người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. 2 người này kích động, hưng phấn tới run rẩy, vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Mấy người có tu vi ngộ chân cảnh khác cũng chỉ có không ngừng hâm mộ. Không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên bảo 2 người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đứng dậy, lại nhìn mọi người nói. Gia nhập Phi Linh Môn thì chúng ta là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, chỉ cần ta có sẽ không bạc đãi các ngươi, thế nhưng ai dám phản bội ta thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Chúng ta nguyện trung tâm đi theo phụng sự trưởng môn. Ân uy cùng thi triển của Lục Lâm Thiên tự nhiên tạo thành không ít tác dụng, khiến cho không ít người mới gia nhập Phi Linh Môn lập tức ủng hộ. Sau khi bàn bạc kỹ càng một ít tình huống trong Phi Linh Môn, đồng thời nhắn nhủ một chút chuyện, Lục Lâm Thiên mới để cho mọi người rời đi. Chỉ là hắn lại bảo Kim Viên ở lại. Sau cây ết mọi người rời đi, Lục Lâm Thiên đem một khỏa thông thiên đan và huyền nguyên đan giao cho Kim Viên nói. Kim Viên đại ca, huyền nguyên đan và thôn thiên đan này có lẽ có không ít trợ giúp với đại ca. Kim Viên mừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ thông thiên đan và huyền nguyên đan là bảo vật bực nào, cho nên lập tức nói. Lâm Thiên huynh đệ, ta cũng không khách khí với đệ đâu. Lục Lâm Thiên cười cười nói. Giữa chúng ta có gì phải khách khí cơ chứ? Một lát sau, Lục Lâm Thiên lần nữa đem Kim Viên cùng với 2 người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đưa tới tầng thứ nhất thiên trụ giới, cuối cùng lại mang theo vấn thân mạc, 2 người rời khỏi Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn cũng không bảo ma linh yêu nữ biết. Lúc này Lục Lâm Thiên muốn đi tới Thải Vân Thương Hội, nếu như để cho ma linh yêu nữ biết được, mặc kệ trong lòng yêu nữ này có chủ ý gì, Lục Lâm Thiên đều không dám để cho ma linh yêu nữ biết rõ, tránh xảy ra biến cố. Trên đường đi, vấn thân mạch nhìn Lục Lâm Thiên cưỡi khôi lỗi tọa giá nhị cấp tự luyện chế kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khôi lỗi tọa giá như vậy. Mà tốc độ của khôi lỗi tọa giá này khiến cho vấn thân mạc há hốc mồm, tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2 bình thường tuyệt đối không nhanh được như vậy. Cho dù là tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2, cũng không hơn gì khôi lỗi tọa giá này. Vấn thân mạc vốn là một cuồng nhân luyện khí. Sau đó lập tức cuốn quýt lấy Lục Lâm Thiên hỏi thăm, rốt cuộc khôi lỗi tọa giá này luyện chế như thế nào. Lục Lâm Thiên cũng không giấu giếm, lập tức đem nguyên lực của khôi lỗi tọa giá này nói kỹ với vấn thân mạc một lần. Bất kể là tác dụng, hay là hình dáng rồi sự ảnh hưởng của lực cản trong không gian, không khí, mỗi một biến hóa nho nhỏ đều có thể khiến cho tốc độ giảm lớn. Hay, quá hay. Sau khi vấn thân mạc nghe xong tấm tắc kêu hay, nếu như là người không hiểu, cho dù có giải thích kỹ càng cũng tuyệt không luyện chế ra được. Vấn thân mạc cao hứng không thôi, còn cẩn thận nghiên cứu khôi lỗi tọa giá. Hơn 2 ngày sau, Lục Lâm Thiên lần nữa tới thành Đông Tinh, lập tức đi tới Thải Vân Thương Hội. Khi Hoàng chủ sự của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức chào hỏi không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, trực tiếp nghênh đón Lục Lâm Thiên, có chút kinh ngạc rồi nhiệt tình nói. Lục trưởng môn, rốt cuộc người cũng đến. Mỗi ngày nhị tiểu thư đều đang trông mông người a. Sau đó trong ánh mắt của không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, Hoàng chủ sự lập tức mang Lục Lâm Thiên đi về phía đỉnh viện yên tĩnh phía sau. Mà Lục Lâm Thiên thì trực tiếp để vấn thân mạc chọn một ít tài liệu bên ngoài Thải Vân Thương Hội, dù sao có một ít tài liệu cũng phải mua sắm.
trong đình viện xem như quen thuộc, tất cả đều như cũ. Lục Lâm Thiên và Hoàng chủ sự không đến được bao lâu thì An Thi Giao mang theo một mùi thơm ngát xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, rung động rồi lập tức mừng rỡ không thôi. An Thi Ngọc lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục tiên sinh, bên ngoài đồn rằng tiên sinh và cương hỏa đồng quy vu tận, ta lại tin tiên sinh nhất định không có chuyện gì, quả nhiên là vậy. Lục Lâm Thiên cười khổ, khó trách vừa rồi Hoàng chủ sự nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên lập tức nói với An Thi Ngọc, nói. Ta còn thiếu nợ Thi Ngọc cô nương, cho nên cũng không dám chết a. Phụt! An Thi Ngọc bị trêu trọ tới nỗi buột miệng cười, nói. Không ngờ Lục tiên sinh còn biết nói đùa như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Một chút tiền ấy đối với Thải Vân Thương Hội ta cũng không tính là gì. Ngược lại ta còn phải tìm Lục tiên sinh có chuyện gấp a. Lần này tiên sinh không giúp ta thì ta cũng đành phải trốn tới Phi Linh Môn tìm chút yên tĩnh a. Ồ! Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không biết ta có thể giúp cho Thi Ngọc cô nương cái gì? An Thi Ngọc khẽ cười, lúm đồng tiền hiện lên, nói. Việc này cũng chỉ có Lục tiên sinh mới có thể giúp được, việc này cũng là do Lục tiên sinh mà ra a. Dưới sự nghi hoặc của Lục Lâm Thiên, An Thi Ngọc lập tức nói rõ mọi chuyện với Lục Lâm Thiên. Thì ra lần trước, khôi lỗi tọa giá và oanh thiên chiến hạm của Lục Lâm Thiên đã tạo ra không ít tiếng vang trong vô minh thế giới, có không ít người đặt hàng, thế nhưng Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra được. Chuyện này càng khiến cho người ta chờ mong, đồng thời còn đầu cơ kiếm lợi. Tăng thêm đám người sau khi mua được khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm đều nói tốt, cả vô minh thế giới cơ hồ đều đặt hàng với Thải Vân Thương Hội. Hơn nữa những thế lực đặt hàng này còn tuyên bố, chỉ cần Thải Vân Thương Hội có thể bá ra khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm cho bọn họ. Về sau trong môn có mua sắm thứ gì đều cố gắng mua ở trong Thải Vân Thương Hội. Kim ngạch cộng lại tuyệt đối khổng lồ khiến cho Thải Vân Thương Hội không thể cự tuyệt được hấp dẫn bực này. Thế nhưng Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra hàng, chỉ có thể thúc giục An Thi Giao trong thị hoang thế giới. Thế nhưng Lục Lâm Thiên không có mặt, trong 2 năm không xuất hiện cho nên trong 2 năm này An Thi Giao cũng không có cách nào báo cáo. Người bên trên của Thải Vân Thương Hội còn tưởng rằng An Thi Giao cố ý không giao cho nên đoạn thời gian này An Thi Giao đau đầu không thôi. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên tới, An Thi Giao lập tức thở dài một hơi. Lục Lâm Thiên từ trong miệng An Thi Giao cũng biết được, khôi lỗi tọa giá nhị cấp bình thường cho dù cấp độ cao hơn giá tiền cũng chỉ 500 vạn tới 600 vạn tinh thạch sơ phẩm trong thế giới này mà thôi. Thế nhưng khôi lỗi nhị cấp Lục Lâm Thiên giao cho An Thi Giao không ngờ lại đấu giá được 300 triệu tinh thạch sơ phẩm, quả thực là cái giá trên trời. Ngay cả giá của khôi lỗi tọa giá cấp 3 cũng chỉ có 300 triệu đến 400 triệu tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Đương nhiên, giá cao như vậy cũng có lý do của nó, khôi lỗi tọa giá của Lục Lâm Thiên có tạo hình vô cùng đặc biệt, đường cong ưu mỹ khiến cho tim người ta đập thình thịch, mà tốc độ cũng là mấu chốt. Khôi lỗi tọa giá nhị cấp thế nhưng lại có tốc độ không dưới khôi lỗi tọa giá tam cấp bình thường. Lúc trước Lục Lâm Thiên ném ra 10 bộ khôi lỗi tọa giá nhất cấp, cũng đấu giá được 400 vạn tinh thạch, đã gần tiếp cận với giá cả của khôi lỗi nhị cấp. Về phần giá trị của phi hổ chiến hạm thì càng dọa người. Chiến hạm nhị cấp bình thường, tốt nhất cũng chỉ có 20 mấy ức. Trong phân đà của Thải Vân Thương Hội, một chiếc chiến hạm có cấp độ cực cao thì giá cũng chỉ có 28 ức tinh thạch thế giới sơ giai mà thôi. Mà phi hổ chiến hạm của Lục Lâm Thiên, tuy rằng là chiến hạm nhị cấp, thế nhưng lại đánh chết ngộ chân cảnh cao giai như không có gì. Mà ngay cả người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai gặp phải cũng phải kiêng kỵ. Cho nên giá cả của phi hổ chiến hạm cũng rất khủng bố, tuy rằng còn không bằng chiến hạm tam cấp thế nhưng giá cả đã cao hơn mấy chục lần. Giá cả đấu giá lần này đến 10 tỷ tinh thạch thế giới sơ giai. Lần trước Lục Lâm Thiên để trong Thải Vân Thương Hội 10 khôi lỗi tọa giá nhất cấp, 5 khôi lỗi tọa giá cấp 2. 3 chiếc phi hổ chiếm hạm nhị cấp, cho nên nếu tính toán, tổng cộng đã đấu giá được 315 ức, 4.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Biết được số tiền này, Lục Lâm Thiên cũng phải giật mình, đây không phải là món tiền nhỏ a. An Thi Ngọc nói xong với Lục Lâm Thiên. Đôi mắt sáng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chớp động một lát rồi giao Lục Lâm Thiên một chiếc nhẫn chữ vật rồi nói. Lục tiên sinh, khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm của tiên sinh tổng cộng đấu giá được 315 ước 4.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Sau khi Thải Vân Thương Hội khấu trừ 2 thành Lục tiên sinh còn nhận được 252 ước 3.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm.
lại khấu trừ 31 ức 800 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm tài liệu luyện khí của Lục Tiên Sinh lần trước. Lục Tiên Sinh còn lại 249 ức, 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Lục Lâm Thiên thật không ngờ, vốn hắn cho rằng mình chỉ còn thiếu Thải Vân Thương Hội một chút tiền, thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Không ngờ hắn lại còn thu lại được 249 ức 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Không ngờ đồ vật hắn tự luyện chế lại có giá cao như vậy. Cố nén sự kích động trong lòng, Lục Lâm Thiên nhận chiếc nhẫn chữ vật trong tay An Thi Giao, hắn có cảm giác giống như sau một đêm trở thành phú hào. 249 ức hơn 2.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm A, đây chính là một khoản tiền lớn. An Thi Giao giao nhẫn chữ vật cho Lục Lâm Thiên, cười nói. Cho nên một chút tiền Lục Tiên Sinh thiếu Thải Vân Thương Hội chúng ta cũng không sợ. Ta sợ Thải Vân Thương Hội còn thiếu nợ Tiên Sinh A. Lục Lâm Thiên cười nhạt, kết quả này hắn cũng thật không ngờ, tâm thần rót vào trong chiếc nhẫn chữ vật mà An Thi Giao đưa cho hắn, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức nghi hoặc. Trong nhẫn chữ vật cũng không quá lớn, trong nhẫn chữ vật chỉ có 49 ức 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Mà còn 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm lại đổi thành một loại tinh thạch thế giới màu xanh, năng lượng ẩn chứa bên trong càng thêm nồng đậm. Lục Lâm Thiên lập tức nhận ra số tinh thạch này chính là tinh thạch thế giới trung phẩm, một khối tinh thạch thế giới trung phẩm có giá trị bằng 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nhưng mà nói như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng không cầm tinh thạch thế giới trung phẩm đi đổi lấy tinh thạch thế giới sơ phẩm. Tuy rằng số lượng của tinh thạch thế giới trung phẩm nhiều, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại chênh lệch không ít. Trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, lúc này trong nhẫn chữ vật không có 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, thế nhưng lại có 2.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Trên lý luận là giá trị bằng 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, thế nhưng ai cũng biết, trên thực tế tinh thạch thế giới trung phẩm này tốt hơn nhiều, cho nên Lục Lâm Thiên đã chiếm tiện nghi. An Thi Giao nhìn Lục Lâm Thiên đang nghi hoặc nói. Tinh thạch thế giới sơ phẩm của Lục Tiên Sinh quả thực quá nhẹ ấp, cho nên Thải Vân Thương Hội ta tự mình quyết định đổi tinh thạch thế giới sơ phẩm của Lục Tiên Sinh thành tinh thạch thế giới trung phẩm, không biết Lục Tiên Sinh có thỏa mãn không? Lục Lâm Thiên gật đầu rồi nói với An Thi Giao. Đa tạ Thi Giao cô nương. Hoàng chủ sự ở bên cạnh đã không nhịn được mà xen miệng vào nói. Lục trưởng môn, lần này trưởng môn tới đây không biết có mang tới khôi lỗi tọa kỵ và phi hổ chiến hạm hay không? Chúng ta sắp không chịu nổi áp lực rồi à. Lục Lâm Thiên nghe vậy cười cười, tay ném ra hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật cho Hoàng chủ sự. Trong này đều là phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, còn có khôi lỗi tọa giá nhị cấp cùng với khôi lỗi do đám người vấn thân mạc dựa theo thiên linh lục luyện chế ra. Phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá đều chiếm không gian cực kỳ lớn, nhẫn chữ vật bình thường cũng không lớn, thậm chí nhẫn chữ vật bình thường còn không chứa nổi phi hổ chiến hạm. Cần phải có nhẫn chữ vật lớn hơn cho nên Lục Lâm Thiên mới móc ra nhiều nhẫn chữ vật như vậy. Hoàng chủ sự tiếp nhận nhẫn chữ vật trong tay Lục Lâm Thiên, tâm thần rót vào bên trong, khuôn mặt thoáng cái trở nên kinh ngạc, sau đó chuyển thành kinh hỉ, nhịn không được sợ hãi than. 8 chiếc phi hổ chiến hạm, 20 khôi lỗi tọa giá nhị cấp, 30 khôi lỗi tọa giá nhất cấp. An Thi Ngọc nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi, lần trước Lục Lâm Thiên mới cầm 30 mấy ức tài liệu luyện khí mà thôi. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Chỉ có nhiêu đó thôi. 8 chiếc phi hổ chiến hạm, 20 khôi lỗi tọa giá nhị cấp, 30 khôi lỗi tọa giá nhất cấp, đây chính là thành tích mà Lục Lâm Thiên luyện chế ra lần thứ hai. Số lượng ở lần luyện chế thứ nhất tương đối ít, Lục Lâm Thiên thất bại rất nhiều lần mới thành công. Lần thứ hai thì lại không giống vậy, tu vi thực lực so với lần đầu tiên mạnh hơn rất nhiều, độ quen tay cũng tăng lên, tốc độ luyện chế đương nhiên tăng lên một mảng lớn. Mà tỷ lệ thất bại trong tay Lục Lâm Thiên cũng giảm đi, cho nên số lượng luyện chế ra cũng rất nhiều. Tăng thêm trong mấy trăm vạn nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên cũng có rất nhiều tài liệu luyện khí, kỳ thật 8 chiếc phi hổ chiến hạm, 20 bộ khôi lỗi tọa giá nhị cấp, 30 bộ khôi lỗi tọa giá nhất cấp này còn không phải là toàn bộ số mà Lục Lâm Thiên luyện chế ra. Trong lòng Lục Lâm Thiên không quên giữ lại làm nội tình cho Phi Linh Môn. Thứ tốt ít nhất hắn cũng nên giữ lại một chút. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, tiền rất quan trọng, thế nhưng so với việc phát triển Phi Linh Môn mà nói, thực lực còn quan trọng hơn. Bán phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá chỉ là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục phát triển Phi Linh Môn mà thôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng chủ sự,
Lục Lâm Thiên lần nữa giao cho Hoàng chủ sự một danh sách mua sắm giải nói. Hoàng chủ sự, ta còn muốn mua một ít vật luyện khí, dựa theo danh sách này mà thu mua. Đồng thời còn mua gấp 10 lần số lượng, vẫn quy củ cũ. Tới lúc đó sẽ tính toán. Lần này Lục Lâm Thiên tới đây đã tính toán giá cả trước, cho nên chỉ mua sắm tài liệu luyện khí trong vòng 50 ức đổ lại, còn có một ít linh dược. Thế nhưng sau khi nhìn thấy phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá hắn luyện chế được hoan nghênh như vậy, cho nên Lục Lâm Thiên mới tạm thời tăng số lượng lên gấp 10 lần. Hoàng chủ sự xem một lát rồi gật đầu nói. Không thành vấn đề, ta đi sắp xếp. Trong Thải Vân Thương Hội hiện tại cũng có, lần này Lục trưởng môn không cần phải đợi. Lục Lâm Thiên nghe vậy nghi hoặc không thôi, số lượng lớn như vậy không ngờ Thải Vân Thương Hội cũng có thể lấy ra. An Thi Giao ở bên cạnh giải thích nói. Ta biết rõ lần sau sợ rằng số lượng tài liệu luyện khí và tu luyện Lục trưởng môn cần không ít, cho nên ta đã sớm chuẩn bị, tránh làm chậm trễ thời gian của Lục tiên sinh. Tài liệu luyện khí trong kho của Thải Vân Thương Hội một phần là do An Thi Giao sắp xếp, thế nhưng còn có một nửa là do bên trên của Thải Vân Thương Hội, vì muốn thị hoang thế giới xuất ra nhiều khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, cho nên chủ động vận chuyển đại lượng tài liệu luyện khí tới thị hoang thế giới. Chỉ cần thị hoang thế giới có thể xuất ra nhiều khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm là được rồi. Đối với Thải Vân Thương Hội mà nói, những tài liệu này cũng không phải quá quý trọng, không lấy ra được. Mà chỉ cần có khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, đến lúc đó có thể nhanh chóng khuếch trương sinh ý của Thải Vân Thương Hội gấp mấy chục lần. Bên nào nặng bên nào nhẹ đám người bên trên của Thải Vân Thương Hội hiểu rõ. Chính bọn họ không có phương pháp luyện chế ra, nghiên cứu phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá không thành công, cho nên mới liên tiếp thúc giục tới thị hoang thế giới. Không cần chờ tài liệu, Lục Lâm Thiên cũng có chút thư thái, nói. Thì giao cô nương, ta còn cần mua một ít đan dược thành phẩm khác. Lục Lâm Thiên lần nữa đưa cho An Thi Giao danh sách mua sắm đan dược. Bên trên có một ít đan dược thành phẩm, trong đó có huyền nguyên đan và thông thiên đan. Mặt khác còn có phá giới quả có tác dụng đột phá phá giới cảnh. Giới nguyên đan, mấy thứ này đều có tác dụng cực lớn đối với người có tu vi phá giới cảnh, đồng thời còn có chân nguyên đan, loại CDN dược này có chỗ tốt cực lớn với ngộ chân cảnh. Trong thị hoang thế giới, bởi vì năng lượng thiên địa thiếu thốn, tu luyện giả trên cơ bản không có cách nào tự mình đột phá. Cho nên chỉ có thể dựa vào đan dược. Đan dược cấp độ thiên phẩm, hiện tại phi linh môn cũng khó có thể luyện chế ra, cũng không có quá nhiều thời gian luyện chế. Vì sự phát triển của phi linh môn, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể dùng tiền, dù sao gần đây trên người hắn cũng tương đối nhiều, đầu năm nay nhà địa chủ rốt cuộc cũng có thừa lương thực. Đan dược. An Thi Giao nhíu mày, lập tức tiếp nhận danh sách đan dược trên tay Lục Lâm Thiên. Xem xét một chút rồi trong mắt hiện lên vẻ khó xử cùng với chút nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn vẻ mặt của nàng nghi hoặc hỏi. Thì giao cô nương, những đan dược này chẳng lẽ Thải Vân Thương Hội không có sao? Những đan dược này Thải Vân Thương Hội đương nhiên đều có, phá giới quả và giới nguyên đan đều không thành vấn đề, thế nhưng đan dược chân phẩm và thiên phẩm mà Lục tiên sinh muốn thì lại không có cách nào cung cấp. Tại sao vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Trong lòng thầm nghĩ nhất định là có nguyên nhân. Bằng không Thải Vân Thương Hội không có khả năng không bán ra được. An Thi Giao càng kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh không biết nguyên nhân sao? Lục Lâm Thiên lắc đầu, quả thực hắn không biết, không có ai từng nói qua với hắn chuyện này. Lục trưởng môn mới tới thị hoang thế giới này không lâu, có lẽ không biết tình huống trong này. Hoàng chủ sự nhìn thấy Lục Lâm Thiên nghi hoặc cho nên lập tức cẩn thận giải thích với Lục Lâm Thiên một chút. Hóa ra trong thị hoang thế giới, muốn mua đan dược cấp độ chân phẩm rất khó, về phần muốn mua đan dược cấp độ thiên phẩm càng thêm khó, cơ hồ không có cách nào mua được. Mà linh dược luyện chế đan dược cấp độ chân phẩm, người có thực lực và địa vị tốn chút khí lực và giá tiền rất lớn cũng có thể âm thầm mua được một ít. Nhưng mà linh dược luyện chế đan dược cấp độ thiên phẩm lại không có khả năng mua được. Về phần đan dược ngoài chân phẩm cùng với linh dược luyện chế đan dược ngoài thiên phẩm và linh khí trên linh khí tiên thiên càng khó như lên trời. Có nhiều tinh thạch thế giới như thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể mua được. Nguyên nhân trong đó cũng bởi vì sự đặc thù của thị hoang thế giới. Thị hoang thế giới này cũng chỉ là một tiểu thế giới, thế nhưng thị hoang thế giới này quả thực quá mức đặc thù, hội tụ chúng cường giả, tiểu thế giới bình thường khó có thể so sánh.
thậm chí nếu như người của thị hoang thế giới li ẩn thủ giết ra ngoài, nói không chừng còn có thể chiếm trọn vô minh tiểu thiên thế giới. Ngẫm lại, từng tiểu thế giới giống như vạn cổ thế giới, người có thực lực chính là phụ thân của kim viên tộc trưởng Kim Long, cũng chính là tu vi thông thiên cảnh. Phương Chí Thành cũng chỉ mới có tu vi ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Mà trong thị hoang thế giới, chỉ tính riêng phi linh môn cũng đủ để đem trọn vạn cổ thế giới san bằng thành bình địa. Mặt khác người trong thị hoang thế giới, cơ hồ tất cả đều là cường giả, đều là đào phạm của tất cả thế lực lớn, cơ hồ bị tất cả các thế lực xa lánh, ghét bỏ. Tăng thêm trong thị hoang thế giới tụ tập vô số người cường hãn, trong thế giới vốn đã có số người cường hãn, cho nên ai cũng không muốn thị hoang thế giới mạnh mẽ. Bởi vì năng lượng thiên địa trong thị hoang thế giới, căn bản không có cách nào tự mình đột TP há, cho nên tất cả các thế lực lớn bình thường cũng mắt nhắm mắt mở, dù sao bọn họ cũng không quản được. Nhưng mà vì đề phòng thị hoang thế giới càng thêm cường hãn, cho nên phàm là tài nguyên tu luyện có thể khiến cho thị hang thế giới mạnh mẽ các thế lực lớn đều kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Thế giới bên ngoài, có một ít chuyện bình thường các thế lực lớn rất khó đoàn kết nhất trí với nhau. Thế nhưng động tới việc liên quan tới thị hoang thế giới, cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ lại đoàn kết nhất trí, mà ngay cả chiến thiên liên minh cũng không ngoại lệ, đều mạnh mẽ yêu cầu kiểm soát tài nguyên tu luyện tiến vào trong thị hoang thế giới. Áp chế bất luận cơ hội phát triển nào của thị hoang thế giới. Vạn thiên liên minh cùng với tất cả thương hội vì vậy mà cũng bị áp chế cực lớn. Dưới tình huống tất cả các thế lực đoàn kết, tăng thêm chiến thiên liên minh trong đó cho nên không có ai dám bán ra linh dược và đan dược vượt quá cấp độ chân phẩm. Linh dược luyện chế đan dược chân phẩm cũng âm thầm nâng giá cao lên. Nếu có một thương hội nào dám phá hủy quy củ này, hậu quả chính là bị tất cả các thế lực thảo phạt. Tất cả các thế lực đều có cửu nhân chạy tới thị hoang thế giới này, bản thân các thế lực đang không có người chút giận a. Nếu như có thương hội nào phá hủy quy củ, đến lúc đó cơ hồ tất cả thế lực lớn đoàn kết lại, nói là thảo phạt, trên thực tế chính là có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt chỗ tốt. Hậu quả lúc đó không cần phải nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra. Vì đủ loại quan hệ bên trong, Lục Lâm Thiên tự nhiên hiểu rõ, sợ rằng ai cũng không muốn thị hoang thế giới càng trở nên cường hãn, đến lúc đó sẽ uy hiếp tất cả thế giới bên ngoài cùng với các thế lực lớn khác. Ăn thì giao nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục tiên sinh, DNA dược chân phẩm cùng với linh dược luyện chế đan dược cấp độ thiên phẩm, Thải Vân Thương Hội chúng ta có thể âm thầm sắp xếp cho Lục tiên sinh, thế nhưng số lượng lại không có cách nào cam đoan quá nhiều. Giá cả cũng sẽ tăng lên, đây là giới hạn cuối cùng mà ta có thể làm được, mong Lục tiên sinh thứ lỗi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Thải Vân Thương Hội không thể bước lên con đường nguy hiểm này, nếu như một khi bị phát hiện thì cơ hồ là đối đầu với tất cả các thế lực lớn. Ai cũng không cứu được Thải Vân Thương Hội, An Thi Giao có thể giúp hắn tới bước này đã là không dễ rồi. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể gật đầu nói. Ta hiểu rồi, vậy thì đa tạ Thi Giao cô nương. Dứt lời. Lục Lâm Thiên lập tức móc ra ngọc tạp đưa cho An Thi Giao, đây chính là thứ trong nhẫn chữ vật của sư phụ lão nhân gia. Chính là một trong hai thứ ở gian thạch thất thứ ba. Lục Lâm Thiên nói, Thi Giao cô nương giúp ta xem vật này là thứ gì? Cái này, Lục Lâm Thiên vừa mới móc ra ngọc tạp, Hoàng chủ sự và An Thi Giao lập tức biến sắc. An Thi Giao lập tức tiếp nhận ngọc tạp trong tay Lục Lâm Thiên, sau khi dò xét cẩn thận một phen, khuôn mặt biến đổi. Lúc này khuôn mặt Hoàng chủ sự nhìn qua ngọc tạp cũng rung động không thôi. Hoàng chủ sự, nhanh đi giúp Lục tiên sinh kiểm tra một chút. An Thi Giao lập tức giao ngọc tạp cho Hoàng chủ sự. Vâng. Hoàng chủ sự tiếp nhận ngọc tạp, dùng vẻ mặt ngưng trọng mà trước nay chưa từng có, nhanh chóng rời khỏi đình viện. Lúc này An Thi Giao mới bình tĩnh lại, hít thở sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cười nói với Lục Lâm Thiên. Ngại quá. Lục tiên sinh, vừa rồi ta có chú thất thô. Xin hỏi Lục tiên sinh, vật này là người nào đưa cho tiên sinh vậy? Lục Lâm Thiên nhìn vẻ mặt vừa rồi của Hoàng chủ sự và An Thi Giao, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, vật này chẳng lẽ có lai lịch cực lớn hay sao? Hắn âm thầm do dự một lát rồi nói. Đây là thứ do sư phụ ta lưu lại, ta cũng không biết là vật gì. Ánh mắt An Thi Giao âm thầm kinh ngạc một lát, lập tức hỏi. Không biết sư phụ của Lục tiên sinh là vị cường giả nào. Lục Lâm Thiên cười cười,
ngay cả sư phụ lão nhân gia hắn cũng không biết là ai cho nên mới nói. Sư phụ ta chính là người trong thế giới thổ dân A, thì giao cô nương nhất định không biết tới người. Thật sao? Đối với lời nói của Lục Lâm Thiên, An Thi Giao rõ ràng không tin. Thế nhưng nàng biết Lục Lâm Thiên dường như không muốn lộ ra, nàng cũng hiểu được điều này cho nên cũng không có hỏi nhiều. Hai người lập tức nói chuyện phiếm một hồi, An Thi Giao còn cố ý hỏi thăm một chút tình huống của ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên cũng cười có thể cười khổ. Đối với ma linh yêu nữ này, Lục Lâm Thiên không hiểu một chút nào, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của nàng ta bằng An Thi Giao. An Thi Giao hỏi quy na hệ của ma linh yêu nữ và Lục Lâm Thiên lại càng cười khổ. Thậm chí còn không có cách nào giải thích rõ ràng. Trong mắt An Thi Giao, chẳng khác nào là Lục Lâm Thiên cam chịu vậy. Theo lời An Thi Giao, Lục Lâm Thiên cũng biết được lai lịch đại khái của ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ tới từ Phong Vân Sơn, thế lực rất là khổng lồ, bản thân ma linh yêu nữ cũng là người rất khó dây vào. Bên trên còn có hai ca ca. Nghe nói đều là người khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Hai người tiếp tục nói chuyện, một lát sau hoàng chủ sự vội vàng chạy tới, vừa tới đình viện đã cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt cung kính của hoàng chủ sự với Lục Lâm Thiên hiện tại còn tràn ngập vẻ rung động, miệng nói. Lục trưởng môn, trước kia có chút lãnh đạm mong Lục tiên sinh thứ lỗi. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, Thải Vân Thương hội đối với hắn không tệ, hợp tác cũng rất vui vẻ cho nên hắn nói. Hoàng chủ sự, sao ngươi lại nói vậy? Đôi mắt An Thi Giao chớp động, nói với hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự, có kết quả hay không? Vẻ mặt hoàng chủ sự cung kính nói. Nhị tiểu thư, vạn thiên tạp của Lục trưởng môn là hồng cấp. Cái gì? An Thi Giao nghe vậy, trực tiếp kinh ngạc đứng bật dậy, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt biến sắc, rung động nói với hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự, ngươi có kiểm tra cẩn thận hay không? Thân thể hoàng chủ sự lúc này còn đang run rẩy kích động, khẳng định nói. Nhị tiểu thư, ta đã kiểm tra 5 lượt, tuyệt đối không sai. Rốt cuộc An Thi Giao không có cách nào bình tĩnh được nữa, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cung kính thi lễ. An Thi Giao có chỗ nào đắc tội mong Lục đại nhân thứ lỗi, mong Lục đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân này. Lục Lâm Thiên nhìn thấy hoàng chủ sự và An Thi Giao làm vậy, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nói. Thi Giao cô nương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng làm vậy, mau nói cho ta biết đi. An Thi Giao nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động. Nàng cũng biết có lẽ Lục Lâm Thiên không biết vạn thiên tạp là gì, cho nên cũng không giấu giếm mà giải thích cặn kẽ cho Lục Lâm Thiên. Hóa ra vạn thiên tạp là một loại tinh thạch tạp do vạn thiên liên minh cung cấp cho vô số thương hội. Tài liệu do tinh thạch thế giới thượng phẩm tạo thành, tăng thêm những tài liệu quý trọng khác mới luyện chế ra được. Vạn thiên tạp chẳng khác gì là một tài khoản, trải qua vô số cường giả vạn thiên liên minh luyện chế và bố trí, có thể chứa đựng cơ hồ tất cả các loại tinh thạch, người có được vạn thiên tạp này, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới đại đạo cảnh. Bởi vì vạn thiên tạp của vạn thiên liên minh thấp nhất cũng chính là đạo cấp. Đẳng cấp của vạn thiên tạp so với đan dược, khôi lỗi cũng không khác là mấy. Cấp độ của đan dược là giới phẩm, chân phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, bàn phẩm rồi lên cao hơn. Mà vạn thiên tạp này bắt đầu từ đạo cấp, sau đó là bàn cấp, tuyên cấp. Cũng đại biểu cho ít nhất người có được vạn thiên tạp này cũng phải có tu vi đạo đạo cảnh. Còn có một loại phương pháp khác đó chính là tài phú đạt tới mức độ nào đó cũng có thể đạt được vạn thiên tạp này. Muốn đạt được vạn thiên tạp có hai điều kiện, đầu tiên là thực lực chính thứ. Người có tu vi đại đạo cảnh mới có thể nhận được vạn thiên tạp cấp độ đạo cấp, người có tu vi niết bàn cảnh có thể nhận được vạn thiên tạp bàn cấp. Cứ như vậy lên trên. Phương pháp thứ hai chính là tài phú trên người có thể đạt tới một tình trạng nhất định. Dựa theo tiêu chuẩn của vạn thiên liên minh, muốn đạt được vạn thiên tạp đạo cấp mà nói, trong tinh tạp ít nhất phải có 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, nếu như đổi thành tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói, chính là con số khủng bố, 10 vạn ức. 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là trong đám người có tu vi đại đạo cảnh, trừ phi là thế lực lớn. Người trong các đại gia tộc mới có cơ hội có được vạn thiên tạp. Về phần người của các thế lực lớn và đại gia tộc có tu vi thông thiên cảnh cũng không có khả năng có được. Cho nên không cần phải nói tới tiểu thế lực bên ngoài cùng với tán tu có tu vi thông thiên cảnh. Tộc trưởng Kim Long Thân là tộc trưởng của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc,
trong vạn cổ thế giới cũng xem như người mạnh nhất thế nhưng tuyệt đối không thể xuất ra ngần ấy tinh thạch được. Cho dù thân thể người có tu vi thông thiên cảnh có giá trị 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, thế nhưng điều kiện là không tính tới bảo vật. Muốn có vạn thiên tạp, ít nhất phải dự trữ trong vạn thiên tạp 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. 10 vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, vạn thiên liên minh cũng không nhận, bởi vì nghiêm khắc mà nói, 10 vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm không sánh bằng 10 tỷ tinh thạch thế giới trung phẩm. Cho nên cơ hội để người có tu vi thông thiên cảnh cao giai có vạn thiên tạp đạo cấp quả thực vô cùng xa vời. Nếu như người có tu vi thông thiên cảnh có thể nhận được vạn thiên tạp, vậy thì thực lực tuyệt đối có thể chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Có tài phú cách xù, trang bị, bảo vật trên người sẽ không thiếu, cho nên có thể đề cao không ít thực lực của bản thân. Đương nhiên, coi như thực lực đến cấp độ nhất định cũng không có cách nào có thể trực tiếp nhận được vạn thiên tạp. Không những phải đạt đủ điều kiện dự trữ tài phú trong vạn thiên tạp mà còn cần phải tiêu phí một khoản tài phú nhất định thì mới có thể nhận được. Trừ phi thực lực tới tuyên cổ cảnh, không cần biết người có tu vi tuyên cổ cảnh kia là ai, đều là siêu cấp cường giả mà tất cả các thế lực lớn lôi kéo. Siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh vạn thiên liên minh cũng không dám lãnh đạm, tuyệt đối muốn kéo quan hệ. Cho nên chỉ cần đạt tới tuyên cổ cảnh, vạn thiên liên minh sẽ chủ động đưa cho ngươi vạn thiên tạp cổ cấp, tạo mối quan hệ tốt với ngươi. Chung quy mà nói, vạn thiên tạp ở trong thượng thanh đại thiên thế giới chính là biểu tượng của địa vị. Nghe nói cũng có tác dụng trong 3000 đại thiên thế giới. Vạn thiên tạp càng cao, vạn thiên tạp chính là lợi khí địa vị. Người thân mang vạn thiên tạp, đủ để khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Đồng thời vạn thiên tạp còn được ưu đãi giá, cấp bậc càng cao, ưu đãi và đãi ngộ lại càng lớn. Mà trong vạn thiên liên minh, nghe nói cấp độ cao nhất của vạn thiên tạp cũng chỉ là hồng cấp mà thôi. Nghe nói tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. Sau khi hoàng chủ sự kiểm tra nhiều lần, vạn thiên tạp trong tay Lục Lâm Thiên chính là vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp. Nói cách khác, vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp đã là vạn thiên tạp cấp bậc cao nhất của vạn thiên liên minh hiện tại. Chỉ có cường giả thực lực đạt tới cấp độ hồng cấp mới có thể nhận được vạn thiên tạp hồng cấp. Vạn thiên tạp tới cấp độ hồng cấp không phải chỉ dựa vào tài phú là có thể có được, nhất định phải có thực lực đạt tới cấp độ khủng bố như hóa hồng cảnh, khi đó mới có thể nhận được vạn thiên tạp cấp độ hồng cảnh. Thực lực hóa hồng cảnh khủng bố ra sao a? Còn trên tuyên cổ cảnh, đồn rằng người có thực lực như vậy trong một đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu, mỗi một người đều là siêu cấp cường giả. Lúc này trên người Lục Lâm Thiên có vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp, đối với An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự mà nói, trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Người mang vạn thiên tạp hồng cấp, đồng nghĩa với việc người đứng trước mặt hai người An Thi Giao hiện tại chính là khách quý siêu cấp của vạn thiên liên minh a. Coi như minh chủ vạn thiên liên minh cùng với những siêu cấp tông lão quay mắt nhìn về phía người này cũng cực kỳ cung kính. Mà Thải Vân Thương Hội tuy rằng là thế lực bất phàm, thế nhưng trong vạn thiên liên minh cũng chỉ có một ghế trưởng lão mà thôi. Nếu như cầm vạn thiên tạp hồng cấp tới Thải Vân Thương Hội, ngay cả lão tổ tông của Thải Vân Thương Hội cũng phải cung kính, không dám lãnh đạm. Cho nên hiện tại Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao đâu dám lãnh đạm. Coi như là lão tổ tông Thải Vân Thương Hội tới đây khi nói chuyện cũng phải tỏ vẻ cung kính. Thì ra là vậy. Sau khi Lục Lâm Thiên từ trong miệng An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự biết được chuyện này, trong lòng lập tức khiếp sợ. Lục Lâm Thiên không ngờ sư phụ lão nhân gia của hắn lại hào phóng lưu lại cho hắn một cái vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp, đây chính là biểu tượng của cường giả hóa hồng cảnh a. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng không có một chút nghi ngờ nào. Sư phụ lão nhân gia trước đó nhất định là siêu cấp cường giả đã ngoài hóa hồng cảnh. Ánh mắt biến ảo, Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, trong vạn thiên tạp có thứ gì không? Vẻ mặt Hoàng Chủ Sự rất là cung kính trả lời Lục Lâm Thiên. Vạn thiên tạp này là cấp độ hồng cấp, thế nhưng tinh thạch thế giới lưu lại bên trong cũng không quá nhiều, chỉ có 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Nghe vậy Lục Lâm Thiên trực tiếp nuốt nước bọt. Trong lòng hung hăng hít sâu một hơi nói. Hoàng Chủ Sự, người nói lại lần nữa xem, là bao nhiêu? Hoàng Chủ Sự rất khách khí nói một lần nữa. 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, hẳn là tương đương với toàn bộ gia tài của một cường giả niết bàn cảnh cao giai, có lẽ một ít cường giả niết bàn cảnh cao giai cũng không có khoản tài phú như vậy. Hít! Lục Lâm Thiên đã bình tĩnh, thế nhưng lúc này không nhịn được tiếp tục hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ rung động. 100 vạn ức mà không phải là 100 vạn, lại là tinh thạch thế giới trung phẩm a.
tương đương với toàn bộ tài sản của một cường giả niết bàn cảnh cao giai. Dưới khoản tài phú này, lúc này Lục Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là một đêm phát tài. So với mấy trăm ước tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói, đây mới thực sự là một đêm phát tài, hơn nữa còn trở thành đại phú. Sư phụ, người không hổ là sư phụ của ta a. Lại đưa than sưởi ấm đúng ngày tuyết rơi. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, sư phụ lão nhân gia quả thực mạnh tay, ra tay hào phóng như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cảm nhận sâu sắc cái gì mới gọi là quan tâm và hạnh phúc. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác sống lưng mình thẳng lên một chút, tục ngữ nói đúng, trên người có tiền, khi nói chuyện cũng mạnh miệng hơn một chút, quả thực không sai một chút nào. Lục đại nhân, người có vạn thiên tạp hồng cấp, đan dược cấp độ thiên phẩm mà người cần thải vân thương hội ta sẽ âm thầm gom góp, chỉ cần việc này không được tiết lộ ra ngoài là được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn An Thi Ngọc nói. Thi giao cô nương, nếu như cô nương coi ta là bằng hữu thì không nên gọi ta là Lục đại nhân, ta nghe không quen. Chuyện này. Đôi mắt xinh đẹp của An Thi giao lóe lên, chớp chớp vài cái rồi lập tức gật đầu cười nói. Đa tạ Lục tiên sinh xem trọng Thi giao như vậy. Sau này ta sẽ tiếp tục làm càn một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Thi giao cô nương, chuyện đan dược đành phải nhờ cô nương. Thế nhưng có lẽ sẽ không làm khó Thi giao cô nương đó chứ. An Thi giao nói. Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp thì không giống trước nữa. Coi như muốn đan dược và linh dược phẩm chất cao hơn thì thải vân thương hội ta cũng có thể gom góp được. Chỉ cần việc này không truyền ra ngoài, coi như thải vân thương hội ta bị người ta phát hiện ra. Có vạn thiên tạp hồng cấp của Lục tiên sinh, đến lúc đó cả vạn thiên liên minh cũng sẽ ủng hộ thải vân thương hội ta, thậm chí còn để cho thải vân thương hội ta nhận được không ít chỗ tốt. Huống chi nếu như người bên ngoài biết rõ Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp mà nói. Sợ rằng ngay cả đánh giám, nói nhảm cũng không dám làm. Dường như An Thi Giao cảm thấy có chút thô tục cho nên khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhìn qua càng động lòng Nuguyuf. Lục Lâm Thiên cân nhắc một hồi. Nghiêm túc nhìn qua Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao nói. Thi Giao cô nương, Hoàng Chủ Sự, chuyện trên người ta có vạn thiên tạp hồng cấp mong hai vị không nên để lộ ra ngoài. Cho dù là người của Thải Vân Thương Hội của hai vị ta cũng không hy vọng có người thứ tư biết rõ. An Thi Giao nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lục tiên sinh, nếu như giấu chuyện Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp, nếu như muốn gom đan dược thì ta có thể liều mạng. Thế nhưng lại không có cách nào chiếu khấu thấp nhất cho tiên sinh. Tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp, chỉ cần mua sắm tài liệu có thể được chiết khấu 7 thành. Thải vân thương hội ta giúp tiên sinh đấu giá chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có thể thu 1/20 tiền thuế mà thôi. Lục Lâm Thiên trầm tư, tính ra nếu như lộ vạn thiên tạp hồng cấp hắn sẽ bớt được một số tiền khá lớn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết. Nếu như để cho những người khác trong Thải Vân Thương Hội biết rõ mình có vạn thiên tạp hồng cấp sẽ rất dễ dàng tiết lộ cho những người khác, tuyệt đối cũng có phiền phức cực lớn. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại còn không có cách nào ứng phó được với vô số phiền toái kéo đến. Trầm tư một lát, ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, nói với An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự. Chiết khấu và tiền thuế có thể không thay đổi, vạn thiên tạp hồng cấp cũng không thể bị người khác biết rõ, về phần đan dược ta cần đành nhờ Thi Giao cô nương vậy. An Thi Giao gật đầu nhìn Lục Lâm Thiên, giống như có thể hiểu rõ sự lo lắng trong lòng Lục Lâm Thiên, bờ môi son khẽ mở, nói. Về phần Thải Vân Thương Hội ta cam đoan không có người thứ tư biết rõ trên người Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp. Hai thời thần sau, Lục Lâm Thiên mới cùng với Vấn Thân Mạc mang theo một đống lớn tài liệu luyện khí cùng với đan dược, linh dược rời đi. Lục Lâm Thiên mua tài liệu luyện khí ước chừng 500 ước tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vấn Thân Mạc lại các loại tài liệu có giá trị 5 ước tinh thạch thế giới sơ phẩm, trong đó còn tài liệu luyện chế đan dược. Vấn Thân Mạc còn lo Lục Lâm Thiên không đủ tiền, bởi vì trên người hắn không có đồng nào. Lục Lâm Thiên cũng không hề cảm thấy Vấn Thân Mạc chọn nhiều, dường như còn ngại ít, chuyện này khiến cho Vấn Thân Mạc rất là nghi hoặc. Cuối cùng Lục Lâm Thiên trực tiếp nói Vấn Thân Mạc có thích thứ gì hay không, coi như là lễ vật lần này cho hắn đi cùng Lục Lâm Thiên. Vấn Thân Mạc nghe vậy do dự một lát, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây huyết linh chi cửu chuyển. Huyết linh chi cửu chuyển, cái đồ chơi này đối với tu luyện giả ngộ chân cảnh cao giai tu luyện áo nghĩa linh hồn có tác dụng cực lớn, giá trị tuyệt đối không dưới thông thiên đan bao nhiêu. Giá trị ở thế giới bên ngoài là 20 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm,
ở trong thị hoang thế giới này lại là 40 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vấn Thân Mạc muốn, thế nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì thứ này quá quý trọng. Lục Lâm Thiên nhìn ra cho nên trực tiếp cầm rồi nhét vào trong tay Vấn Thân Mạc, sau đó nói một câu với Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao rồi rời đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không trả tiền, Vấn Thân Mạc còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên không mua nổi, vì hắn mà tình nguyện nợ Thải Vân Thương Hội khiến cho Vấn Thân Mạc cảm động không thôi, thiếu chút nữa ngay cả nước mũi cũng trào ra, cảm động trực tiếp khóc ròng. Trong lòng âm thầm thề, về sau sống chết cũng đi theo vị trưởng môn này. Nhìn Lục Lâm Thiên và Vấn Thân Mạc rời đi, An Thi Giao và Hoàng Chủ Sự lần nữa trở lại đình viện bên trong Thải Vân Thương Hội. Nhị tiểu thư, người nói xem vị Lục đại nhân này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ trên người có vạn thiên tạp hồng cấp mà cũng không biết. Hoàng Chủ Sự lúc này vẫn còn đang rung động, đời này của hắn đừng nói là vạn thiên tạp cấp độ cổ cấp mà ngay cả vạn thiên tạp bàn cấp hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng lần này lại nhìn thấy vạn thiên tạp hồng cấp, cho nên hắn vô cùng rung động, không nói thành lời. An Thi Giao vẫn còn có chút kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, suy nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ Lục tiên sinh nói thật, vạn thiên tạp này chính là do sư phụ tiên sinh lưu lại. Dùng thiên phú và tình huống cái gì cũng không hiểu của Lục tiên sinh xem ra, đây hơn phân nửa là quan môn đệ tử mới thu gần đây của một vị siêu cấp cường giả, để cho hắn vào thị hoang thế giới này lịch lãm rèn luyện. Vị siêu cấp cường giả này còn không phải là người của các thế lực lớn hoặc là người của các đại gia tộc, có lẽ là tán tu. Mà loại cường giả tán tu này càng thêm khó dây vào. Hoàng Chủ Sự nghe vậy, do dự một lát rồi nói với An Thi Giao. Dùng quan hệ của vị Lục đại nhân này với nhị tiểu thư, chỉ cần Lục đại nhân nói một câu có thể để cho nhị tiểu thư trở lại trong tộc. Thậm chí sau này chấp trưởng gia tộc cũng là chuyện có khả năng, không bằng. Hoàng Chủ Sự, việc này đừng nên nhắc lại nữa. An Thi Giao ngắt lời Hoàng Chủ Sự nói. Ta cũng không muốn trở về, trong thị hoang thế giới này rất tốt, ở nơi ngươi lừa ta gạt cũng không thích hợp với ta. Ta cũng không muốn tranh giành cái gì. Hiện tại ngươi đem mấy thứ mà trong tộc muốn trở về đi, mặt khác còn cầm đan dược Lục tiên sinh cần tới. Đồng thời giá cả giảm tới 70%, tiền thuế đấu giá cũng giảm xuống còn 10%. Nhị tiểu thư, Lục tiên sinh không xuất ra vạn thiên tạp, bên trên sẽ không đồng ý. Hoàng Chủ Sự vội vàng nói. An Thi Giao nói. Nếu như bên trên bị ép tới tình trạng nhất định thì cũng sẽ không thúc giục vội vã như vậy, người cứ nói đây là điều kiện của người bán. Chúng ta cũng không nên bạo lộ thân phận của Lục tiên sinh, tăng thêm dùng danh nghĩa của ta bảo vệ, ta muốn bọn họ phải cân nhắc cẩn thận, nhất định bọn họ sẽ đồng ý. Được rồi, ta sẽ đi làm, tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận của Lục đại nhân, nhất định ta sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ của Lục đại nhân và nhị tiểu thư. Hoàng Chủ Sự nói. Cảm ơn ngươi, Hoàng Chủ Sự. An Thi Giao nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự ngẩng đầu cung kính nói. Nhị tiểu thư, năm đó hai phụ tử ta đều phạm phải sai lầm lớn, vốn đã bị trong tộc đánh chết toàn bộ, thế nhưng nhị tiểu thư lại toàn lực bảo vệ phụ tử và cả nhà ta, cũng bởi vì chuyện này mà nhị tiểu thư cuối cùng lại bị người khác đả kích, lão hũ cũng cảm thấy bất an. An Thi Giao dịu dàng cười nói. Hoàng Chủ Sự, nếu như muốn kiếm cớ sẽ có rất nhiều, ngươi không cần phải nghĩ ngợi làm gì, ta thực sự không muốn tranh giành cái gì, ta ở trong thị hoang thế giới này thực sự rất tốt. Thành Song Phong ở giữa hai ngọn núi trong sơn mạch, bởi vì đây là hai ngọn núi cao nhất trong sơn mạch cho nên mới có cái tên này. Ngoài hai ngọn núi khổng lồ có không ít người trong Thành Song Phong. Cạnh hai ngọn núi khổng lồ kia có xào huyệt của một thế lực tam lưu, thế nhưng gần đây bị Bạch Kinh Đường chiếm đoạt cho nên đã trở thành phân đà của Phi Linh Môn. Sau khi Bạch Kinh Đường nhận được linh khí tiên thiên của trưởng môn cho rồi lập tức đi tới Thành Song Phong. Định sau khi luyện hóa linh khí tiên thiên sẽ tiếp tục chiếm đoạt một ít tiểu thế lực chung quanh, có phu nhân và trưởng môn tọa chấn, khẩu vị của Bạch Kinh Đường hiện tại cũng không nhỏ. Trong đại sảnh phân đà nhìn qua có chút tinh xảo, nhìn qua dường như không có một chút liên hệ nào với thị hoang thế giới khô cằn này. Trong đại sảnh, Bạch Kinh Đường hỏi thăm tình huống bên ngoài mấy ngày nay một chút, đang định bế quan một thời gian ngắn rồi luyện hóa linh khí tiên thiên. Thế nhưng lúc này đột nhiên lại có một đệ tử cấp độ hậu thiên đỉnh phong vội vàng chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, vội vàng nói. Bạch phó đường chủ, không tốt rồi, người thất sát môn đã đánh tới tận cửa. Người thất sát môn lại tới nháo sự hay sao? Bạch Kinh Đường ngưng trọng, thân thể lập tức biến mất trong đại sảnh. Trong nội thành Song Phong,
Lúc này ngoài hai ngọn núi khổng lồ ra bốn phía cũng có một sơn mạch không nhỏ, còn có một con sông lớn chảy ngang qua sơn mạch. Lúc này trên không trung có mấy trăm người đang lăng không đứng, khí tức hùng hồn lan tràn, bên trong có không ít người có tu vi ngộ chân cảnh và phá giới cảnh. Người dẫn đầu là một lão giả tuổi chừng 60, người mặc bộ y phục màu đỏ, thân thể rắn chắc, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi. Đương nhiên thân là tu luyện giả, từ khí tức tu vi thông thiên cảnh trên người lão giả này cũng có thể nhận thấy, người này ít nhất cũng đã là người sống trên vạn năm, thậm chí còn hơn. Ha ha, phi linh môn chỉ vậy mà thôi. Một bao cỏ tam lưu a, không ngờ lại muốn khiêu chiến thất sát môn ta, muốn chết. Lão giả mặc y phục màu đỏ phía trước nhìn đám đệ tử phi linh môn trước mặt cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn vang vọng trên không trung. Trước mấy ngàn đệ tử phi linh môn có một người có tu vi ngộ chân cảnh, lúc này thân thể tràn ngập máu tươi, vô cùng thê thảm, dường như vừa rồi đã bị giáo huấn rất thảm. Trên mặt đất còn có hơn 10 thi thể của đệ tử phi linh môn. Cả đám đệ tử phi linh môn vô cùng ngưng trọng, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, đám người vừa mới tới này thực lực quá mạnh mẽ. Siêu siêu, Bạch Kinh Đường cùng với mấy người có tu vi ngộ chân cảnh nhanh chóng phóng tới rồi đáp xuống, nhìn chung quanh, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Đám người Bạch Kinh Đường đảo qua lão giả mặc y phục màu đỏ, mấy trăm người đối phương tới đây rõ ràng là không để phi linh môn vào trong mắt. Lão giả mặc y phục màu đỏ nhìn Bạch Kinh Đường, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường nói với Bạch Kinh Đường. Nếu như ta Donna không sai, ngươi chính là Bạch Kinh Đường đúng không? Không ngờ cá sắp chết cũng có lúc xoay người, không ngờ lại đột phá tới thông thiên cảnh, chỉ tiếc chính là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Bạch Kinh Đường nhìn lão giả mặc y phục màu đỏ, dường như đã biết rõ thân phận của lão giả này cho nên mở miệng nói. Diêu Quang, ngươi có ý gì? Người này chính là lão thất Diêu Quang của thất sát môn. Thất sát môn trong toàn bộ thị hoang thế giới tuyệt đối cũng có thanh danh hiển hách. Là sơn môn do bảy huynh đệ kết nghĩa sáng chế ra. Thực lực đều tới cấp độ thông thiên cảnh trung giai, vô cùng khủng bố. Thậm chí còn có lời đồn, thực lực của lão đại và lão nhị đều tới thông thiên cảnh cao giai. Loại thực lực, cấp độ này ở trong toàn bộ thị hoang thế giới cũng là bá chủ một phương. Siêu Quang nhìn Bạch Kinh Đường nói. Rất đơn giản, giao thành song phong cùng với năm thành chung quanh. Thất sát môn chúng ta sẽ tạm tha cho phi linh môn các ngươi một mạng, nếu không ta sẽ bắt ngươi khai đao trước. Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ nói chuyện, phi linh môn hiện tại cũng không phải là dễ bắt nạt, tục ngữ có nói người có chỗ dựa thực lực lập tức đủ, cho nên ánh mắt Bạch Kinh Đường lạnh lẽo quét ngang đám người trước mặt rồi nói. Thất sát môn các ngươi còn chưa đủ tư cách, sớm muộn gì phi linh môn ta cũng diệt thất sát môn các ngươi. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nghe thấy Bạch Kinh Đường nói vậy, ánh mắt Siêu Quang lập tức trầm xuống, khi tiếng quát vừa dứt. Một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động. Bàn chân đạp mạnh hư không, cả không gian run lên, một cỗ uy áp bắt đầu lan tràn ra. Một đạo quyền ấn nóng bỏng mang theo kình khí khủng bố giống như đánh vỡ không gian hung hăng bắn về phía Bạch Kinh Đường. Hừ, Siêu Quang, một ngày nào đó nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Bạch Kinh Đường lớn tiếng nói, thế nhưng cũng không dám trực tiếp chống lại Siêu Quang. Siêu Quang này có tu vi thông thiên cảnh trung giai, hắn mới chỉ là thông thiên cảnh sơ giai, khác biệt quá lớn. Bạch Kinh Đường tuy rằng tự phụ, thế nhưng Siêu Quang này cũng không phải là người bình thường, có thể hỗn ở trong thị hoang thế giới này tạo tháp hát danh tiếng, năng lực và thủ đoạn không cần phải nói. Siêu. Trong sát na, Bạch Kinh Đường thân là tu luyện ảo áo nghĩa thuộc tính phong, thân ảnh lóe lên, cả hư không run lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Tốt, rất nhanh. Nhìn thấy Bạch Kinh Đường biến mất, người phi linh môn và người thất sát môn âm thầm kinh hãi, trên phương diện tốc độ Bạch Kinh Đường cũng có chút danh khí. Hừ, nhìn thấy thân thể Bạch Kinh Đường đột nhiên tiêu thất, thân thể Diêu Quang chợt lóe, miệng nở nụ cười dữ tợn rồi hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay đánh ra một quyền, hung hăng đập về phía không gian xa xa. Phanh, quyền ấn phóng ra, hỏa diễm bắn tứ tung, chỗ không gian kia lập tức nứt vỡ từng khúc. Không gian bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Dưới không gian bị nghiền nát, thân thể Bạch Kinh Đường có chút chật vật xuất hiện. Một đạo chảo ấn trong tay nhanh chóng lướt về phía trước, lập tức nghênh tiếp một quyền của Diêu Quang. Cả không trung run lên, trong chớp mắt rằng co, chảo ấn của Bạch Kinh Đường không ngờ lại nứt vỡ từng khúc. Ha ha, chỉ là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Diêu Quang cười to không ngớt, thân thể lần nữa lao thẳng xuống, nguyên lực nóng bỏng trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra, rõ ràng hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Bạch Kinh Đường. Thiên Phong Trảo. Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ trêu, lập tức bố trí một kiện khải giáp màu trắng, lần nữa ngưng tụ một đạo trảo ấn. Siêu siêu. Trảo ấn mang theo một cơn lốc cực lớn xoay tròn, giống như vòi rồng vậy. Trảo ấn lập tức xé rách không gian chung quanh thành mảnh vỡ, trảo ấn không ngờ trong lúc mơ hồ lại muốn xé nát quyền ấn của Diêu Quang kia. Hỏa Lang Trảo. Cảm nhận biến hóa, sắc mặt Diêu Quang khẽ biến, nguyên lực toàn thân bắt đầu khởi động, quanh thân có chấn động kỳ dị, nóng bỏng lan tràn ra. Cùng lúc chấn động quanh thân lan tràn, hóa trưởng thành trảo, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm cực lớn được ngưng tụ ra. Ngao! Một tiếng sói tru rung trời giống như sấm sét vang vọng. Cùng lúc trong hỏa diễm ngập trời đột nhiên có một đầu hỏa lang cực lớn được ngưng tụ ra. Đầu hỏa lang này tựa như vật còn sống, một đạo lang trảo mang theo hỏa diễm khủng bố giống như lưu tinh đánh về phía trước. Trảo ấn xé rách không gian tạo thành tiếng xoẹt xoẹt vô cùng rung động, trực tiếp xé rách trảo ấn của Bạch Kinh Đường. Trảo ấn còn lại trực tiếp đánh vào trên người Bạch Kinh Đường. Ken két! Thân thể Bạch Kinh Đường rung động. Khải giáp màu trắng trên người trực tiếp bị rạn nứt, kinh khí nóng bỏng khủng bố cuốn tới khiến cho Bạch Kinh Đường không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, thông thiên cảnh sơ giai sao có thể là đối thủ của ta. Người phi linh môn đều là bao cỏ. Diêu Quang lạnh lùng quát một tiếng, thân thể xẹt qua không gian, áo nghĩa thuộc tính hỏa lần nữa được thi triển, nhanh chóng đánh ra một quyền về phía Bạch Kinh Đường. Ken két. Trước quyền ấn không gian nứt vỡ từng khúc. Trong nháy mắt phóng tới trước mặt Bạch Kinh Đường. Bạch Kinh Đường vừa rồi bị thương cho nên lúc này cũng không kịp tránh đi. Ánh mắt biến đổi, nếu như một quyền này mà nện xuống, sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà đệ tử phi linh môn phía xa thì hít sâu một ngụm khí lạnh, trong mắt đệ tử thất sát môn hiện lên sự vui vẻ. Đệ tử phi linh môn xa xa đều hít sâu một ngụm khí lạnh, mà trong mắt đệ tử thất sát môn thì hiện lên sự vui vẻ. Người cười đắc ý nhất chính là Diêu Quang. Bạch Kinh Đường chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai làm sao có thể là đối thủ của hắn. Người phi linh môn không dễ động như vậy. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một thanh âm ung dung vang vọng. Trong sát na một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện bên người Bạch Kinh Đường, không gian lúc đó giống như đình trệ, người này cùng với Bạch Kinh Đường lập tức biến mất tại chỗ. Phanh! Bạch Kinh Đường đột nhiên biến mất, một quyền của Diêu Quang trực tiếp nện vào khoảng không, không gian bị đánh thành một cái động sâu. Kinh khí nóng bỏng nhuộm đỏ không gian. Ai, cút ngay ra đây cho ta. Nhìn thấy Bạch Kinh Đường đang bị mình thu thập đột nhiên được người ta cứu đi, đây quả thực giống như đang động phòng lại bị kẻ khác cướp đi tân nương vậy, Diêu Quang lập tức cả giận nói. Nói năng lỗ mãng, xem ra người thất sát môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Cách đó hơn 10 trượng, thân ảnh Bạch Kinh Đường xuất hiện, bên cạnh hắn còn có một thân ảnh mặc áo bào xanh. Hiển nhiên người mặc áo bào xanh chính là người vừa mới cứu Bạch Kinh Đường. Chúng đệ tử phi linh môn lập tức nhìn về phía trước, có người nhanh chóng nhận ra thân phận người mặc áo bào xanh, trong lòng kinh hỉ, đạp không hành lễ, miệng kêu. Bái kiến trưởng môn. Không ít những đệ tử phi linh môn còn lại chưa từng gặp qua trưởng môn, nhìn thấy không ít đệ tử bản quyền Upsilon âm kính hành lễ cho nên cũng không dám vô lễ, vội vàng đồng loạt hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn. Sao người tới đây? Trong lòng Bạch Kinh Đường lúc này còn đang sợ hãi, quay đầu lại nhìn thanh niên mặc áo bào xanh vừa mới xuất hiện cứu hắn, trong mắt kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không ngờ, trưởng môn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu như chúng ta không đến có lẽ ngươi đã gặp nạn rồi. Giữa không trung lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Vấn Thân Mạc. Lục Lâm Thiên cùng với Vấn Thân Mạc một đường định đi về Sơn Mạch Huyết Đô, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại đổi ý. Muốn tới xem địa bàn phi linh môn, không ngờ lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Dứt lời, thân ảnh Vấn Thân Mạc cũng đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên và Bạch Kinh Đường. Bạch Kinh Đường lập tức hành lễ, Lục Lâm Thiên phất tay, đưa một khỏa đan dược cho Bạch Kinh Đường rồi nói. Trước tiên cứ dùng đan dược, chuyện còn lại giao cho ta. Ánh mắt lão giả áo đỏ nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, dường như có chút kỳ quái vì nhìn không thấu được đối phương. Chỉ là nhìn thấy chúng đệ tử phi linh môn hành lễ, ánh mắt hắn lúc này mới lóe lên, nói. Tiểu tử, ngươi chính là trưởng môn phi linh môn sao? Tới vừa vặn,
Bạch Kinh Đường thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, đây chính là Diêu Quang của Thất Sát Môn, tu vi thông thiên cảnh trung giai, hắn đã giết mười mấy đệ tử của chúng ta, Thất Sát Môn này không dễ chọc. Lục Lâm Thiên hiểu ý nhẹ nhàng phất tay, để cho Bạch Kinh Đường lui xoa sinh trước. Tình huống đại khái về Thất Sát Môn Lục Lâm Thiên cũng biết một ít. Sau khi thi triển siêu linh thuật tra xét trí nhớ của không ít người liệt hỏa môn, Lục Lâm Thiên cũng biết được rất nhiều chuyện, thực lực của Thất Sát Môn này cũng không yếu, bảy huynh đệ kết nghĩa sáng tạo ra, là thế lực nhị lưu. Thậm chí còn không dưới liệt hỏa môn. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên căn bản không để ý tới mình, Diêu Quang giận dữ quát lên một tiếng. Này, tiểu tử, ngươi có nghe thấy gì không? Ta đang hỏi ngươi đó. Ta đang nói chuyện, ngươi có nghe thấy không? Hay là ngươi điếc? Về phần trả lời ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, thân thể đạp không mà đứng, áo bào mà xanh tung bay, chắp tay đứng rồi nói. Hiện tại có gì ngươi cứ nói. Tiểu tử hung hăng càn quấy, ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.